Chương 21, làm nhục trước mặt mọi người. Hà Diễm Mai dắt chó ra ngoài đi dạo, nên bà ta chưa xem tin tức. Không biết chuyện chủ tịch Thiên Quân sẽ tổ chức họp báo, cũng không biết việc tập đoàn Thiên Quân hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Đường Thị Vĩnh Nhạc, càng không biết Đường Sở Sở vì muốn lấy được 10% cổ phần mà đã đe dọa Đường Thiên Long. Bà ta nghe Đường Sở Sở nói, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, chuyển nhượng 10% cổ phần, cổ phần gì cơ? Trong lúc nhất thời bà ta không thể phản ứng lại. Đường Sở Sở đưa hợp đồng qua, "Mẹ, đây là hợp đồng chuyển nhượng của ông nội, có chữ ký do ông nội tự tay ký, chỉ cần là bố ký vào đó là có thể thừa kế 10% tài sản của gia tộc." Hà Diễm Mai nhanh chóng nhận lấy hợp đồng, cẩn thận mở ra rồi nhìn lên trên. Nhìn hết trang sau, bà ta ôm lấy hợp đồng vừa hôn vừa nhai nó, cười phá lên, "Ha ha, thực sự, thực sự chuyển nhượng hợp đồng." 10% cổ phần đó, cuối cùng ông cụ cũng đã thông suốt rồi. Mẹ, con xem chút, trên mặt đường Tùng cũng tràn đầy nghi ngờ, cổ phần của gia tộc đều là do đường Thiên Long nắm giữ trong tay, những người khác của nhà họ đường cũng có một ít, chỉ có mỗi gia đình cậu ta là không có. Hà Diễm Mai hưng phấn đưa qua, tiểu Tùng, không phải con muốn đổi xe sao, ngày mai mẹ sẽ mua cho con, mua một chiếc đàng hoàng chút, lái ra ngoài cũng oai, tăng thể diện, audio điện tử võ tấn bền. Đường Tùng nhìn thấy hợp đồng, trên mặt cũng đầy vui mừng, vội vàng nói, mẹ, đây chính là 10% cổ phần đó, về sau mỗi lần chia hoa hồng đều sẽ là một khoản thu nhập xa xỉ, mẹ, con chuẩn bị có em bé, nhà trong thành phố nhỏ quá, mẹ, mẹ bảo bố chuyển 5% cho con, con tính đổi phòng. Của bố con, sớm hay muộn cũng sẽ là của con, con vội vàng làm cái gì? Mẹ, con thích một cái váy, cũng tốn mấy vạn đâu chứ, Ngô Mẫn cũng mở miệng, kéo cánh tay của Hà Diễm Mai, làm nũng nói, mẹ, hơn một tháng nữa sẽ là kỷ niệm ngày cưới của con với Đường Tùng, con tính mua một bộ váy thật tử tế. Được rồi, được rồi, mua, tâm trạng Hà Diễm Mai không tồi, uất ức nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã có được cổ phần của Đường Thị Vĩnh Nhạc rồi. Nhìn thấy mẹ vui vẻ như vậy, Đường Sở Sở cũng vui vẻ theo, không khỏi nắm chặt tay của Giang Thần, nhìn anh, trên mặt mang theo cảm kích. Sau khi Giang Thần nhìn thấy Hà Diễm Mai có được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cũng không nhìn Đường Sở Sở nữa, không thể không nói: "Mẹ, hợp đồng này là do Sở Sở lấy lại, muốn đưa cho bố." Cậu lại nói nhiều, sắc mặt của Hà Diễm Mai trầm xuống, hai tay chống nạnh, cậu chẳng qua chỉ là người ở tới nhà họ Đường ở rể, ở đây không có chỗ cho cậu nói chuyện, còn có có, bà đây đã nuôi nó hơn 20 năm, đây không phải là điều mà nó nên làm sao? Đường Sở tức giận nhìn Hà Diễm Mai, lập tức nói, mẹ, xin lỗi, Giang thần không cố ý chống đối với mẹ, đây quả thực là điều con gái phải làm. Được rồi, vào đi, tâm trạng Hà Diễm Mai cũng không quá khó chịu, lười so đo với Giang thần, xoay người vào nhà. Trên mặt đường sở sở tràn đầy vui vẻ, cuối cùng cũng đã nhận được sự đồng ý của mẹ. Trên mặt Giang thần tràn đầy sự bất lực, đường sở sở dễ mềm lòng, quá mong muốn được người trong gia đình thừa nhận. Từ chuyện này cũng có thể nhìn ra được, mấy năm nay cô đã phải chịu oan ức bao nhiêu, phải chịu khổ bao nhiêu. Sau khi vào nhà, tất cả mọi người trong nhà đều tụ lại một chỗ để bàn bạc chuyện hợp đồng. Hà Diễm Mai gọi điện thoại cho đường bác, bảo ông ta mau mau trở về để ký tên lên hợp đồng. Rất nhanh, đường bác đã quay trở lại. Khi biết được đường sở sở đã ra sức dành 10% cổ phần của gia tộc về cho ông ta thì ngây ngẩn cả người, nhịn không được hỏi, sở, sở sở, đây là thật sao? đường sở sở ngồi trên ghế sofa gật đầu nói dạ bố là thật ông nội còn cho con quay về gia tộc nữa ha ha thật tốt quá đường bác kích động cười lớn hà diễm mai làm cụt hứng quát được rồi ông bớt đắc ý đi cũng không phải chính ông giành được hèn nhát cả đời rồi cả đời đều không có tiền đồ nếu không nhờ sở sở không chịu thua kém ông ở nhà họ đường cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi đâu đường bác cúi đầu không dám bác lại Đường Sở sở lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần lại, tất cả mọi người trong nhà đều rất vui vẻ, bỗng nhiên có ý định ra ngoài ăn một bữa chúc mừng. Tất cả mọi người ra ngoài. Tuy rằng Đường Bác không có tiền, nhưng tốt xấu gì cũng là quản lý công ty, tiền lương cũng không tồi, cũng mua được một chiếc xe thế chấp hơn 30 vạn. Đường Tùng cũng có xe, đây là lúc kết hôn, lấy tất cả tiền trong nhà ra mua, tuy rằng chỉ có giá trị hơn 20 vạn, nhưng không phải đi bộ là đủ rồi đường tùng lấy xe ra đưa ngô mẫn rời đi giang thần và đường sở sở thì ngồi trên xe đường bác tất cả mọi người cùng đi vào nội thành tìm một quán ăn cao cấp mỹ vị hiên rất nổi tiếng ở thành phố giang trung đây là quán ăn sang trọng nhất ở thành phố giang trung được chia thành nhiều cấp độ lần lượt là phòng bao kim cương phòng bao hoàng kim phòng bao bạc phòng bao đồng phòng bao sắt đen và còn có cả sảnh lớn cho dù là sảnh lớn ngồi xuống ăn một bữa, cũng mất trên mấy ngàn vạn. Hiện tại đúng vào giờ ăn cơm, trong sảnh lớn chật kín người, cần phải xếp hàng, hơn nữa phía trước vẫn còn hơn 30 người đang xếp hàng. Hà Diễm Mai oán giận đứng lên. Đường bác ông thật không có tiền đồ, gia đình đường Hải là thành viên đồng của Mỹ Vị Hiên, đến ăn cơm cũng không cần chờ, trực tiếp đi thuê phòng. Còn ông, một tên lính quèn, đòi tiền không có tiền, muốn quyền không quyền, ông xem con rể nhà đường kiệt xem, là người có máu mặt, là thành viên bạc của mỹ vị hiên. Chỉ một cuộc điện thoại, nhân viên phục vụ tự mình đi ra ngoài đón tiếp. Con gái của tôi làm sao lại gả cho một tên nghèo thế này? Một ăn cơm phải đợi, tâm tình vui vẻ cả Hà Diễm Mai đều bị phá hủy. Bắt đầu oán trách, trách mắng Đường bác không có tiền đồ, mắng nhiếc Đường Sở Sở gả cho một người chồng vô dụng. Giang Thần cũng đã quen với ánh mắt trào phúng lạnh lùng của Hà Diễm Mai, anh cũng không thèm đi so đo. Lúc xếp hàng nói với đường sở sở, sở sở, em chờ một lát, anh qua siêu thị đối diện mua một bao thuốc. Ừ, đường sở sở gật đầu. Giang Thành xoay người đi qua siêu thị bán đồ hàng ngày ở đối diện. Ô, đây không phải là đường sở sở sao, mặt của cô bị sao vậy? Ngay lúc người của nhà họ đường đang ngồi ở trên ghế ở ngoài cổng Mỹ vị hiên chờ tới lượt, một âm thanh âm dương quái khí chuyển đến. Đường sở sở nghe tiếng thì quay lại, nhìn thấy một người ăn mặc gợi cảm, trên mặt chết đầy phấn vai kẹp túi sách đi tới. Vương Tĩnh, trong nháy mắt đường sở sở đã nhận ra, đây là bạn học cùng lớp đại học với cô, sinh ra trong gia đình giàu có, khi còn đi học ở trường là hoa hậu giảng đường, có vô số những chày trai, trai giàu có theo đuổi. Mà khi lên đại học, cô lại là người phụ nữ xấu nhất trường. Vương Tĩnh nhìn thấy đường sở sở. Trong khoảng thời gian này, đường sở sở vô cùng nổi tiếng ở Giang Trung, khôi phục vẻ ngoài không nói, còn nịnh bợ chủ tịch hiên quân Diệp Hùng. Ngay sau đó, lại truyền đến tin tức đường sở sở bị tiêu chiến cào nát mặt. Điều này khiến cho Vương Tĩnh ghen tị, một người phụ nữ xấu xí, dựa vào cái gì lại được gọi là người phụ nữ đẹp nhất Giang Trung. Hiện tại ở cổng Mỹ Vị Hiên nhìn thấy đường sở sở, thấy trên mặt cô còn quấn băng gạc, ngay tức khắc cười duyên đi tới. Cứ như vậy, cũng được gọi là người phụ nữ đẹp nhất Ginh Trung sao. Mọi người mau đến xem, đây là đường sở sở nhà họ đường. Đường Sở Sở mà trước kia được truyền thông bầu là người phụ nữ đẹp nhất Giang Trung, các người đến nhìn xem, dáng vẻ này có xứng là người phụ nữ đẹp nhất hay không?" Âm thanh của Vương Tĩnh khiến cho không ít người chú ý đến. "Đây là Đường Sở Sở sao?" Chủ tịch điều hành Đường thị Vĩnh Nhạc Đường Sở Sở, nhìn không giống lắm nhỉ, không đẹp như trên tin tức. Nghe nói Đường Sở Sở được Diệp Hùng bao nuôi, một người phụ nữ như vậy, cho tôi tôi cũng không muốn những âm thanh khó nghe truyền đến. Trên mặt Đường Sở Sở tràn đầy giận dữ, chẳng qua cô chỉ là bạn cùng lớp với Vương Tĩnh mà thôi, không hề có xích mích gì cả. Hiện tại ở trước mặt mọi người, Vương Tĩnh làm nhục cô, cô cả giận nói, "Vương Tĩnh, tôi chưa bao giờ xúc phạm cô, vì sao cô lại chế giễu tôi?" Vương Tĩnh đi tới, nhìn miếng băng gạc ở trên mặt Đường Sở Sở, thừa dịp Đường Sở Sở không chú ý, gỡ miếng bông gạc ra khỏi khuôn mặt của cô lộ ra vài vết sẹo còn chưa lành một khuôn mặt đầy sẹo lộ ra ha ha vương tính cười đến khom lưng vươn ngón tay ngọc thon dài chỉ vào đường sở sở mau nhìn xem người phụ nữ đẹp nhất giang trung đây là người được gọi là người phụ nữ đẹp nhất giang trung mà người nhà họ đường tuy rằng đang ngồi ở bên cạnh nhưng lại quay đầu đi chỉ lo người khác biết mình có quan hệ với đường sở sở hà diễm mai thậm chí còn nhấc ghế của bà ta tránh thật xa bà ta nghĩ cũng không muốn bị người khác nhận ra mình là mẹ của đường sở sở, không muốn mất mặt. Mà sau khi chiếc băng gạc ở trên mặt bị gỡ xuống, đường sở sở cũng trở nên luống cuống, cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. chương 22, ai dám? 10 năm trước, đường sở sở chịu đựng tất cả các kiểu trào phúng, mỗi lần đi trên đường, cô đều phải chùm khăn kín mít. Cô cho rằng cô đã quen rồi. Nhưng bây giờ tất cả những lời nói khó nghe truyền đến, cô cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt của mọi người trong lòng dâng lên cảm giác tự ti như thế này thì có cho tôi tiền tôi cũng không thèm còn là người phụ nữ đẹp nhất Giang Trung truyền thông đúng thật là mù mắt rồi mà bình luận vớ vẩn Đường Sở Sở cúi đầu nhưng cô lại có thể tưởng tượng ra bộ mặt cười nhạo của mọi người xung quanh tuổi thân tuôn trào mũi chua xót những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống Vương Tĩnh thấy bộ dạng này của Đường Sở Sở tâm trạng trong lòng rất tốt nâng cầm của đường sở sở lên, nhìn thẳng vào những vết sẹo đang dần khép lại, cười nhạo nói đúng là một khuôn mặt đẹp, đáng tiếng làm ha ha. Cô, cô làm cái gì? Đường sở sở cuốn quýt giấy ruộng, cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của vương Tĩnh. Bốp! Ngay lúc này, một tiếng bà tai vang lên. Đường sở sở cúi đầu, nhận thất được có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại, cô ngẩng đầu nhìn, thấy giang thần đã quay trở về, trong nháy mắt mọi hoan ức đều tuân ra, Cô gục ở trong ngực của Giang Thần mà khóc. "Anh, anh dám đánh tôi?" Vương Tĩnh vươn tay che lấy khuôn mặt vừa nóng vừa đau do bị đánh của mình, chỉ vào Giang Thần, nổi giận mắng, "Giang Thần, anh cái đồ rác rưởi này, anh có biết tôi là ai không? Tôi là Vương Tĩnh nhà họ Vương." Giang Thần khẽ buông đường sở sở ra, vươn tay bẻ ngón tay của Vương Tĩnh. "A!" À, vương Tĩnh đau đến mức trên mặt đều vặn vẹo, quỳ xuống nói xin lỗi. Giọng nói lạnh lùng của Giang Thần truyền đến. Một màn này khiến cho không ít người chú ý đến, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra quay lại toàn bộ cảnh này. Ngón tay của Vương Tĩnh bị bẻ gãy, vẻ mặt vặn vẹo vì đau của cô ta, ngay cả nói cũng không nói được. Giang Thần hơi dùng sức, cơ thể Vương Tĩnh theo ngón tay mà xoay vòng, Giang Thần đá một phát vào trên đầu gối của cô ta, đầu gối của cô ta đau xót, phịch một cái, quỳ trên mặt đất. Đầu gối và mặt đất tiếp xúc với nhau, phát ra một tiếng bịch. Vương Tĩnh đau đớn ngã quỵ xuống đất, đau đớn mà kêu lên. Đường sở sở thấy thế, ngay lập tức nóng nảy, thần, cô ta là người của nhà họ Vương, nhà họ Vương là một trong bốn gia tộc lớn, chúng ta đắc tội không nổi. Giang thần không thèm đếm sủa đến Vương Tĩnh đang kêu đau nằm trên mặt đất, nhìn đường sở sở, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút dịu dàng, nói thực xin lỗi. Bốp, Giang thần bị đánh một cái vào đầu. Là Hà Diễm Mai. Lẽ ra bà ta không muốn quan tâm, nhưng Giang Thần đã đánh người nhà họ Vương. Trước kia đường sở sở đắc tội với nhà họ Tiêu, làm hại nhà họ đường thiếu chút nữa bị phá sản. Hiện tại Giang Thần lại đắc tội với nhà họ Vương, bà ta hung dữ mắng, Giang Thần, ai cho mày đánh, còn không mau đỡ cô Vương dậy, còn không mau dập đầu nhận sai. Đường Tùng, ngô mẫn đi tới, nhanh chóng đỡ Vương Tĩnh đang nằm trên mặt đất dậy. Nhưng đầu gối của Vương Tĩnh đã bị đánh vỡ, chảy không ít máu, đỏ cả tất chân màu da. Cô ta được đỡ ngồi xuống. Trên mặt Vương Tĩnh đầy đau đớn, nỗi tức giận trong lòng không thể phát tác, vươn tay chỉ vào người nhà họ Đường, "Các người, các người biết tôi là ai không? Tôi là Vương Tĩnh nhà họ Vương, tôi thề, ngày tàn của nhà họ Đường các người đã đến rồi." Bốp. Nghe nói như thế, Hà Diễm Mai lại đánh một cái vào đầu Giang Thần, cả giận nói còn không mau quỳ xuống nhận sai. Đường Sở Sở cũng rất sợ. Chuyện lần trước với nhà họ Tiêu vẫn còn rành rành trước mắt, cô cũng không dám đụng vào người của bốn gia tộc lớn nữa. Cô khom người định quỳ xuống. Nhưng, Giang Thần lại túm lấy cô, mạnh mẽ kéo cô lại, thản nhiên nói, "Sở Sở, chuyện này không liên quan đến em, người là do anh đánh, có việc gì cứ nhắm vào anh, anh tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến nhà họ Đường." "Được, nhắm vào anh đứng không?" Vương Tĩnh ngồi trên ghế ngay lập tức nổi giận, cô ta lấy điện thoại ra. Gọi một cuộc điện thoại cho quản lý của Mỹ Vị Hiên, quản lý Đinh, tôi là Vương Tĩnh nhà họ Vương, là thành viên vàng của Mỹ Vị Hai ân tôi bị người khác đánh ở trước cửa Mỹ Vị Hiên, mau phái hai người bảo vệ ra đây. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Vương Tĩnh hung giữ nhìn giang thần, anh chết chắc rồi, cho dù bây giờ có quỷ xuống đất xin tha thứ, tôi tuyệt đối cũng sẽ không tha cho anh, không đánh gãy chân của anh, tôi không phải tên Vương Tĩnh. Hà Diễm Mai đến trước mặt Vương Tĩnh, gặp người một cái xin lỗi. Cô Vương, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, đều là lỗi của đứa con rẻ rác rưởi của tôi, tôi xin lỗi cô, cô đại nhân đại lượng, coi chúng tôi như rắm mà thả thôi." Hà Diễm Mai thực sự rất sợ. Thật vất vả mới nhận được cổ phần của gia tộc, bà ta nghĩ cũng không muốn phải đắc tội với nhà họ Vương, làm cho ông cụ nổi giận mà thu lại cổ phần. Vương Tĩnh nghênh ngang kiêu ngạo, chỉ vào mũi của Hà Diễm Mai đang khom người giải thích, mắng, "Bà ngay cả rắm cũng không xứng, lập tức quỳ xuống cho tôi." liếm sạch sẽ giải cao gót cho tôi, không, bà không xứng, để đường sở sở qua đây liếm. Vương tĩnh thay đổi chủ ý, chỉ vào đường sở sở đang lúng ta lúng túng ở bên cạnh. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn theo mấy người bảo vệ đi ra. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở bên ngoài Mỹ Vị Hiền đều hiểu rõ, cả gia đình đường bác xong rồi. Đường Tùng nhìn thấy người bảo vệ hung hăng cầm rùi cui điện, rất nhanh đã bị dọa cho sợ mất hồn, Nhanh chóng kéo Ngô Mẫn lui về phía sau, vọt vào bên trong đám người, sợ bị hại cùng. Nhìn thấy quản lý Đinh mang theo bảo vệ đi ra, Vương Tĩnh lại càng đắc ý hơn, cao ngạo liếc nhìn Đường Sở Sở. Phụt, phun một ngụm nước miếng trên mặt đất, chỉ vào mặt đất, Đường Sở Sở, cô quỳ xuống, liếm sạch sẽ, tôi đảm bảo sẽ chỉ chặt đứt hai tay của tên chồng rác rưởi của cô mà thôi, chừa lại hai chân cho anh ta. Hà Diễm Mai nhìn thấy quản lý của Mỹ vị Hiên dẫn theo mấy người bảo vệ tới, cũng đã bị dọa sợ đến mức run lên, trong nháy mắt đã quỳ trên mặt đấm đau khổ cầu xin tha thứ, cô Vương, chúng tôi sai rồi, chúng tôi thực sự biết sai rồi. Hà Diễm Mai quỳ xuống, giang thần không để ý đến. Trong lòng anh khinh thường Hà Diễm Mai, bắt nạt kẻ yếu nhưng sợ kẻ mạnh, chút khí phách cũng không có. Thần, đường sở sở cũng sợ, gắt gao nắm chặt lấy tay giang thần. Giang thần dỗ dành nói, không có việc gì. Vương Tĩnh một phát đá văng Hà Diễm Mai đang quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của Giang Thần, trong lòng cô ta chỉ có giận dữ, chỉ vào anh, Quát quản lý Đinh, chính là anh ta, đánh chết anh ta cho tôi. Đường Sở Sở ngay lập tức phóng tới, đỡ lấy Hà Diễm Mai bị đá văng. "Mẹ, đồ sao chổi, cút." Hà Diễm Mai vung tay tát một cái, bà ta liếc nhìn đám người, muốn tìm Đường bác. Nhưng lại nhìn thấy Đường bác giống như một con rùa đen rụt đầu đứng ở một bên cúi đầu, ngay cả rắm cũng không dám thả. Nghĩ đến mình có một người chồng nhu nhược như vậy, bà ta ngay lập tức đau lòng đến mức khóc nấc. Đinh Kiến Ba, quản lý của Mỹ Vị Hiên đi tới, mắt liếc sang thần một cái, thấy anh là con rể của nhà họ đường nổi đình nổi đám gần đầy ở Giang Trung, ngay lập tức phân phó nói, đánh cho tôi. Ai dám? Ngay lúc này, một giọng nói từ bên trong Mỹ Vị Hiên truyền đến. Đi kèm với giọng nói vừa truyền đến đó, là tiếng giày ra va chạm với mặt đất vang lên. Mọi người nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục đi tới, ở phía sau ông ta còn dẫn theo bốn người đàn ông được trang bị đầy đủ vũ khí. Mà trên vai người đàn ông mặc quân phục, còn mang theo năm ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Năm ngôi sao lấp lánh, rất chói mắt. Đinh Kiến Ba vừa nhìn thấy người đến, nhất thời bị dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, phịch một cái quỷ trên mặt đất mấy người bảo vệ cũng bị dọa sợ đến mức cả người đều mềm nhún, trong nháy mắt ngưng trệ, liên tiếp quỳ trên mặt đất, đây chính là người có chức vị vô cùng to lớn, ngay cả ông chủ của Mỹ Vị Hiên có thấy, cũng phải ngoan ngoãn mà quỳ gối. Gần đây, sửa đổi lại ngũ đại quân khu, trụ sở chính ở ngay tại Giang Trung. Vị trước mắt, chính là tổng soái mới, bây giờ đang đóng vai trò là người đứng đầu ngũ đại quân khu để chấn chỉnh và tích hợp, tây cảnh tiêu giao vương chương 23, tôi đã thuê phòng bao kim cương. Tây cảnh tiêu giao vương, tây cảnh thống soái quân, dưới một người, trên vạn người, một nhân vật đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Ông ta đi bộ tới, hào quang trên người rất mạnh. Bên ngoài Mỹ vị hiên, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Đây chính là tiêu giao vương, thống soái mới của ngũ quân. Trước đây bọn họ chỉ nhìn thấy ở trên TV, bây giờ gặp được người thật, bọn họ đều bị hào quang ở trên người tiêu giao vương lam cho kích động ngay cả động đẩy cũng không dám đinh kiến ba và mấy người bảo vệ quỳ trên mặt đất cơ thể lạnh run hà diễm mai ngồi dưới đất thút thít nhìn thấy tiêu giao vương đi tới cũng ngừng khóc ngay cả thở cũng không dám thở mạnh bà ta xem thời sự biết đây là một người so với tiêu chiến còn kinh khủng hơn vương tính cũng bị dọa cho sợ hãi ngay cả thở mạnh cũng không dám trên mặt tất cả mọi người tràn đầy kinh sợ chỉ có vẻ mặt của Giang Thần là ung dung. Tiêu Giao Vương, anh gặp qua một lần, lúc ông ta được bổ nhiệm làm thống soái. Long Tiêu Giao Vương đi tới, ánh mắt dùng lại trên người Giang Thần, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ, ông ta muốn mở miệng nói. Nhưng thấy được ánh mắt của Giang Thần, ông ta nhất thời hiểu được, liếc mắt nhìn quét qua bốn phía, nhìn thấy Đinh Kiến Ba đang quỳ trên mặt đất, cơ thể run rẩy, thản nhiên hỏi chuyện gì xảy ra. Tổng, Tổng Soái, không có việc gì. Tiêu Giao Vương vừa thấy tình cảnh này, thì biết ngay là có chuyện gì vừa xảy ra, khiển trách quát, trong khu vực của bổn xoán, không cho phép gây chuyện, nếu không thì sẽ trừng phạt nghiêm khắc không tha, cút. Dạ, Đinh Kiến Ba nào dám ở lại, cả người giống như một quả bóng cao su, cút thật nhanh. Mấy tên bảo vệ cũng như vậy, vội vàng cút đi. Lúc này, có mấy chiếc xe jeep chạy đến. Tiêu Giao Vương liếc nhìn Giang Thần một cái, không nhiều lời, bước lên xe jeep nghênh ngang mà đi sau khi ông ta rời đi lúc này mọi người ở mỹ vị hiên mới dám thở ra này đây là thống soái vừa mới nhậm chức của ngũ quân sao hào quang thật mạnh ông ta vừa xuất hiện tôi ngay lập tức cảm giác như có một tảng đá đặt ở giữa ngực tôi rất nhanh đã không thể thở được tiêu giao vương tây cảnh thống soái đó bây giờ còn là tổng soái của ngũ quân đây chính là nhân vật đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp thực sự là người có tai to mặt lớn đúng là người đàn ông độc đoán sau khi xe của tiêu giao vương rời xa bên ngoài mỹ vị hiên mới trở nên sao động mà vương tính không còn dám tìm giang thần để gây phiền phức may mà tiêu giao vương không trách tội nếu không thì chỉ trong chốc lát toàn bộ nhà họ vương xong đời rồi giang thần đường sở sở hai người chờ đó cho tôi chuyện này không yên đâu cô ta hung dữ để lại một câu cũng không còn quan tâm đến việc ăn uống nữa lệch chân lầm lũi rời đi đường sở sở cũng phản ứng lại nhìn thấy chiếc xe rít rời đi xa có chút mất hồn đây là tiêu giao vương ở trên thời sự sao so với trên tivi còn khích phách hơn nhưng cô làm sao có thể nghĩ đến chồng của cô là người mà ngay cả tiêu giao vương cũng không sánh bằng ông cái tên rác rưởi này ngay cả dám cũng không dám thả một cái gả cho ông thật sự mất hết thể diện bên ngoài mỹ vị hiên lại lần nữa truyền đến tiếng mắng to của hà diễm mai đường bác bị bà ta nhéo lỗ tai, nhưng một câu cũng không dám nói. Mẹ, nhiều người như vậy, đừng ước hiếp bố. Đường sở sở nhịn không được nói một câu. Đều là do mày, đồ sao trổi mà ra, đi đến đâu cũng đều đắc tội với người khác. Nếu không phải đúng lúc có tiêu giao vương đi ra, ngày hôm này nhà họ đường xác định kết thúc rồi. Hà Diễm Mai hết tay định tát cô. Giang thần trực tiếp phương tay ra, chặn được bàn tay đang tát tới của bà ta. Các tên rác rưởi nhà mày, dám chặn tao. Hà Diễm Mai ngay lập tức nổi giận, nâng tay tát cho Giang Thần một cái. Giang Thần không hề đánh trả. Bởi vì cho dù Hà Diễm Mai có sai đi chăng nữa, bà ta cũng là mẹ của đường sở sở. Anh chỉ là không muốn đường sở sở bị đánh, chỉ thế thôi. Mẹ, đừng đánh mà. Đường sở sở kéo tay của Hà Diễm Mai, van xin nói. Lúc này đường tùng mới kéo ngô mẫn đi tới, trên mặt cậu ta tràn đầy bất mãn, Giang Thần, Lần này thiếu chút nữa đã bị anh hại chết, may là chúng tôi có vận khí tốt, vừa khéo tiêu giao vương ở trong này ăn cơm, lại vừa đúng lúc ăn xong rồi đi ra, nếu không thì anh xác định sẽ bị đánh gãy hai chân đi, ngay cả nhà họ đường chúng tôi cũng đều bị liên lụy. Đúng là đồ sao trổi, ngô mẫn nhìn thấy băng gạc ở trên mặt đường sở sở đã bị lấy xuống, trên mặt đều là sự ghét bỏ. Vợ, được rồi, nhiều người nhìn như vậy, có chuyện gì quay về nói sau? Đường bác dè giặt nói một câu. Mà Hà Diễm Mai lại bất chấp nhiều như vậy. Lúc nãy bà ta quỳ xin vương tính, đã mất hết mặt mũi rồi, cũng không để ý nhiều như vậy. Đường Bác vừa mở miệng, bà ta lại một lần nữa mắng to, bây giờ biết mở miệng nói chuyện rồi, vừa nãy làm sao vậy, bị dọa đến một câu cũng không dám nói. Đường Bác, bà đây gả cho ông, thật là mất mặt, bà đây muốn ly hôn với ông. Cổng Mỹ vị hiện, có không ít người đang ở xung quanh nhưng những người này cũng không thèm quan tâm đến cuộc tranh cãi của gia đình bọn họ mà là thảo luận về tiêu giao vương năm ngày nữa chính là lễ mừng tiêu giao vương kế nhiệm đó đúng vậy nghe nói là ở chiến khu giang trung lần này lễ mừng tiêu giao vương kế nhiệm còn mở rộng thêm một vài chỗ ngồi cho công chúng tham gia bữa tiệc nghe nói chỉ có những nhân vật máu mặt và có thế lực ở giang trung mới có được mời đúng vậy tôi cũng nghe nói chỉ có những người vô cùng giàu có vô cùng quyền quý mới có tư cách tham gia lễ mừng kế nhiệm của tiêu giao vương có thể đi được thật sự đều là những nhân vật có tiếng của giang trung một đám người tụ tập cùng một chỗ thảo luận về tiêu giao vương mà giang thận lại ngồi ở trên ghế ngoài cửa mỹ vị hiên lẳng lặng hút thuốc hà diễm mai vì gia đình mất hết thể diện thậm chí còn quỳ xuống vì vương tính nhưng sau khi chút giận với người nhà bà ta cũng bất giận rất nhiều ô diễm mai là bà hả, bà cũng đến Mỹ Vị Hiên ăn cơm sao? Ngay khi gia đình đường bác đang xếp hàng đợi đến lượt ăn cơm, một giọng nói chuyển đến. Hà Diễm Mai ngẩng đầu lên nhìn, một người phụ nữ xinh đẹp được bảo dưỡng cẩn thận kéo theo một người đàn ông mặc âu phục, đeo cà vạt, cách ăn mặc như một người thành đạt đi tới, theo sau còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Tiểu Phân Hà Diễm Mai đứng lên, nhìn người phụ nữ bảo dưỡng cẩn thận, trông như gái 20, trên mặt tràn đầy kinh ngạc hỏi, bà là Lưu Phân, người ngày xưa ngồi sau tôi sao? Phải không nhỉ, Diễm Mai, thật sự là bà ư, nhiều năm không gặp, vòng qua vòng lại sao bà lại trở về, lúc trước bà cũng được xem là hoa hậu giảng đường, làm sao không gả vào một gia đình giàu có, mà đến Mỹ Vị Hiên ăn một bữa cơm còn phải xếp hàng. Lưu Phân nhìn Hà Diễm Mai, kéo tay chồng mình, cái miệng nhỏ nhắn vảnh lên gọi lão cao, đây là chồng tôi, chủ tịch công ty cát vận, tài sản mấy ngàn vạn, đúng rồi, chồng của bà đâu, làm việc ở đâu vây? Hà Diễm Mai làm sao lại không biết rằng Lưu Phân đang khoe khoang. Bà ta kéo Đường Bác từ bên cạnh qua, ngẩng đầu lên, "Đường Bác, chồng của tôi, người nhà họ Đường, có 10% cổ phần Đường Thị Vĩnh Nhạc, giá trị của các ngành công nghiệp khác của nhà họ Đường cũng tăng thêm hơn 1 tỷ, giá trị của chồng tôi cũng trên trăm triệu." Giành được 10% cổ phần gia tộc Đường, Hà Diễm Mai cũng đã có thể nở mày nở mặt rồi, còn liếc xéo Lưu Phân, vẻ mặt càng ngày càng đắc ý hơn vẻ mặt Lưu Phân đầy kinh ngạc, ôi, không nhìn ra nha, cổ đông của đường thị Vĩnh Nhạc, nhưng mà, là một cổ đông của Vĩnh Nhạc, làm sao lại phải xếp hàng để ăn cơm, chẳng lẽ không có thẻ thành viên, à, tôi biết rồi, bà là đang khoe khoang thô. Người đàn ông mà bà ta đang nắm tay nói, phân phân, tôi đang bận, công ty rất nhiều việc, chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm, ăn cơm xong tôi còn phải đến công ty xử lý công việc. Lưu Phân nhìn thấy sắc mặt mất tự nhiên của Hà Diễm Mai, nhất thời biết bà ta chỉ khoe khoang thôi. Năm đó, Hà Diễm Mai là hoa hậu giảng đường. Bà ta lớn lên cũng không tệ, nhưng ở đâu có Hà Diễm Mai thì nơi đó bà ta chỉ là lá cây mà thôi. Hiện tại có cơ hội lên mặt, làm sao bà ta có thể bỏ qua? Bà ta kéo cô con gái có vẻ ngoài xinh đẹp ở đằng sau ra, "Đây là con gái của tôi, gả vào nhà giàu có, nhà họ Châu đó biết không, con gái tôi đã cho người nhà họ Châu Người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh cô gái khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đắc ý kéo cô gái, tôi không có nhiều tài sản trong nhà họ Châu, cũng chỉ trên dưới vài trăm triệu thôi, chỉ đứng thứ ba trong bốn nhà quyền thế thôi. Nghe vậy, Hà Diễm Mai im lặng, nháy mắt không tìm được lời để đáp lại. Bà ta hung hăng chừng mắt nhìn đường sở sở một cái. Đều là do đồ sao chổi này, làm cho bà ta không thể ngóc đầu lên nổi trước mặt bạn học. Đường sở sở thì cúi đầu, không dám nhìn mọi người. Diễm mãi, đây là con gái của bà sao, ôi, đây không phải là đường sở sở sao, thời gian trước thời sự có đưa tin về đường sở sở, đúng rồi, tôi nghe nói con gái đường sở của bà gả cho một đồ ăn hại, cả người chỉ có ở nhà nấu cơm, còn lái xe điện nhỏ đón đường sở sở tan làm, như thế nào, bây giờ bị phá hủy nhan sắc rồi sao? Thật vất vả mới tìm được một cơ hội để làm nhục Hà Diễm Mai, Lưu Phân đương nhiên không hề buông tha, không ngừng hạ thấp đường sở sở và giang thần, không ngừng khoe khoang con gái của mình, khoe khoang con rể của mình. Bị khinh thường, Đường Tùng và Ngô Mẫn một câu cũng không nói, ai là người đã khiến gia đình bọn họ thua kém gia đình người khác chứ? Hà Diễm Mai bị khinh thường đến không còn chút mặt mũi. Ngay cả khi đường bác giành được 10% cổ phần của Vĩnh Nhạc, bà ta vẫn không thể ngẩng đầu lên nổi. Bà ta hung hăng chừng mình nhìn người đang ngồi hút thuốc, bà ta liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Thần, trong lòng hận chết Giang Thần, cái thằng nghèo nàn này khiến cho bà ta không thể ngẩng đầu lên nổi. Giang thần nhìn thấy một màn này cũng không biết phải làm sao. Thân là chồng của đường sở sở, anh nghĩ cũng không muốn để đường sở sở phải bẽ mặt, chẳng ngờ bố mẹ của đường sở sở ở trước mặt người ngoài không thể ngẩng đầu lên được. Anh ngay lập tức gọi điện cho Tiểu Hắc, đặt một phòng bao kim cương ở Mỹ Vị Hiên, đặt dưới tên đường sở sở. Sau khi gọi điện thoại xong, anh đứng lên, đi đến bên cạnh Hà Diễm Mai, nói, mẹ, không phải chúng ta đã đặt phòng bao kim cương à, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Nghe vậy, Lưu Phân nhất thời cười sằng sặc, ha ha, thuê phòng bao kim cương, cười chết tôi thôi. Ngay cả chồng bà ta cũng bày ra vẻ mặt khinh thường, tên nhóc, cậu có biết phòng bao kim cương ở Mỹ Vị Hiên là cái gì không, giả bộ cũng không giả bộ như cậu. Châu Dương, con rể của Lưu Phân ngẩng đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn giang thần, tôi là người nhà họ Châu, cũng mới chỉ là thành viên bạc, mới chỉ có thể thuê phòng bao bạc, còn thuê phòng bao kim cương, đúng thật là nổ mà, cả giang chung này, người có thể thuê được phòng bao kim cương, chỉ đếm trên lòng bàn tay. chương 24, đảo ngược. Bên ngoài Mỹ vị hương có mấy chục người đang đợi. Những người này đều đang xếp hàng ăn cơm, lúc trước còn đang thảo luận về tiêu giao vương, bây giờ nghe được lời giang thần nói, những người xếp hàng chờ ở cửa đều bật cười. Phòng bao kim cương, con rể nhà họ đường thật sự rất biết giả vờ giả vịt, Cậu ta là một tên ăn hại, ngay đến xe cũng chẳng mua nổi, thời gian trước ngày nào cũng đi con xe điện nhỏ đến Vĩnh Lạc đón đường sở sở tan làm, đồ ăn hại ngay đến xe còn không mua nổi còn đặt phòng bao kim cương. Tôi nghe nói, phòng bao lát gạch của Mỹ Vị Hiên không phải cứ có tiền là đạt được đâu, ông chủ của Mỹ Vị Hiên là người trong gia tộc đến từ Kinh Đô, là nhà quyền thế thực sự, cả cái giang chung này, người có thể đạt được phòng bao kim cương cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay cho dù là bốn gia tộc lớn cũng không có tư cách vào phòng bao kim cương. Lời của Giang Thần trở thành trò cười. Những lời khó nghe này lại chọc giận Hà Diễm Mai, bà ta lập tức giận giữ mắng to, Giang Thần chết tiệt, cậu làm ra những chuyện mất mặt còn chưa đủ à. Thần, bót nói vào câu, đường sở sở cũng kéo Giang Thần, cô là người của Giang Trung, cũng biết thân phận của Mỹ Vị Hiên ra sao, biết phòng bao kim cương của Mỹ Vị Hiên là có ý gì. Châu Dương, con lấy thẻ hội viên bạc của con cho đám nghèo kiết xác này xem thử, thẻ hội viên bạc của Mỹ Vị Hiên là thế nào chứ? Lưu Phân ngẩng đầu lên, lúc nói những lời này, mặt mày vô cùng hả hê, còn khinh bị nhìn mắt sắc mặt tái nhợt của Hà Diễm Mai. Thấy dáng vẻ khó coi muốn chết của Hà Diễm Mai, cô ta mừng rỡ trong lòng, giống như được ăn mật ngọt. Châu Dương lấy ra một tấm thẻ trắng tinh, tấm thẻ rất tinh xảo, trên đó có dòng chữ viết màu bạc. Wow, đây là thẻ hội viên bạc đó, lần đầu tôi thấy nó đấy. Không hổ là người của nhà họ Châu, tôi nghe nói, muốn nâng cấp lên thẻ hội viên bạc thì phải bỏ ra một triệu, còn thẻ vàng thì cần trên 10 triệu, còn thẻ kim cương thì dù cho bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không được cấp, phải được ông chủ Mỹ vị hiên nhìn chúng, mới tự mình phát cho. Cậu Châu đẹp trai tuấn tú, tuổi trẻ nhà giàu, ai lấy được cậu ấy thật sự là phúc đức từ kiếp trước. Nghe thấy những lời khen ngợi từ những người qua đường, cái miệng tự mãn của Lưu Phân lại càng nhếch lên còn Hà Diễm Mai lại càng không hài lòng. Vốn dĩ chuyện này sắp cho qua, vậy mà lại vì một câu nói của Giang Thần khiến bà ta xấu hổ. Nghèo kiết xác, chồng à, đi thôi. Lưu Phân nắm tay chồng bước vào Mỹ Vị Hiên dưới bao ánh mắt ghen tị. Lúc đi cũng không quên nói móc Hà Diễm Mai, nói móc nhà họ đường, còn 10% cổ phần của Vĩnh Lạc. Cả cái giang chung này ai chả biết đường bác là một tên ăn hại, một ông chồng vô dụng, sinh một đứa con gái xấu xí không ai bằng, kén một thằng con rể rác rưởi ha ha, nực cười chết đi được. Nghe được những lời khó nghe này mặt người nhà họ đường người nào người nấy cũng tái cả đi. Đặc biệt là người để ý đến mặt mũi như Hà Diễm Mai, nghiến răng nghiến lợi, nhìn đường sở sở thu mình lại trốn sau lưng giang thần. Đúng lúc này, có tiếng bước chân rồn rập. Lúc này, một người đàn ông cao giáo đẹp trai mặc áo sơ mi trắng bước nhanh ra ngoài, nhìn anh ta khoảng 25-16 tuổi. Wow, ông chủ Mỹ vị hiên cổ giật hiên. Đây mới thật sự là nhân vật rất ít xuất hiện nhưng lại có năng lực vô cùng mạnh mẽ. Tôi nghe nói, cổ giật hiên là người nhà họ cổ, anh ta đến Giang Trung mở Mỹ vị hiên lại chưa từng lộ mặt, người ngoài biết rất ít về anh ta. Nhìn thấy cổ giật hiên khôi ngô tuấn tú vội vàng bước ra ngoài, vô số cô gái trẻ nhìn đến ngây ngốc, đây mới thực sự là nhà quyền thế, bốn gia tộc lớn của Giang Trung còn xa mới bằng được. Mà cổ giật hiên nhận được điện thoại xong lại không dám sơ suất, anh ta thấy con gái của Lưu Phân Vuông Phương. Anh ta cho rằng đó là đường sở sở, lập tức xoay người, vẻ mặt tôn kính, thật lòng xin lỗi, là do tôi sơ suất không kịp đón tiếp các vị, phòng kim cương đã chuẩn bị xong mời vào. Chuyện này, cảnh này, khiến người bên ngoài Mỹ vị hiên đều khiếp sợ. Vẫn là nhà họ châu có năng lực lớn, ngay đến cả ông chủ Mỹ vị hiên cũng phải tự mình ra đón tiếp. Đúng vậy, Người nhà họ Ôm thật có phúc, sinh được cô con gái tốt, gả vào nhà họ Châu có quyền có thế, xem ra Châu Dương này có quan hệ không phải là bình thường với ông chủ Mỹ Vị Hiên. Nghe được tiếng bàn luận xung quanh cả nhà Lưu phân cũng trợn tròn cả mắt. Châu Dương cũng ngây cả mặt, chuyện gì thế này, anh ta chỉ đặt phòng bao bạc mà thôi, anh ta cũng chưa từng gặp ông chủ Mỹ Vị Hiên, sao ông chủ Mỹ Vị Hiên lại tự mình đến đón tiếp anh ta? Nhưng, thấy ông chủ Mỹ Vị Hiên tiếng tăm lấy lừng tự mình ra đón tiếp, đắc ý trên mặt lại càng sâu hơn nữa, ngẩng cao đầu nắm tay Uông Phương, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Lưu Phân còn đắc thắng hơn nữa, còn đặc biệt xoay người nhìn Hà Diễm Phương một cái, kiêu ngạo hừ ra tiếng. Cơn tức giận trong lòng Hà Diễm Mai không ngừng nổi lên, bà ta đổ hết tất cả cho giang thần, chỉ tại thứ rác rưởi này, không có chút bản lĩnh nào cả. Thứ ăn hại nhà cậu, cậu nhìn người ta đi, xứng đôi vừa lứa biết bao, ngay đến ông chủ Mỹ Vị Hiên cũng tự mình ra đón tiếp. Hà Diễm Mai ra đòn cảnh cáo với Giang Thần, Giang Thần nhíu mày. Anh để Tiểu Hắc gọi điện thoại, Tiểu Hắc làm việc anh rất yên tâm, chỉ là sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh nhìn cổ giật hiên đang kho người đứng ngoài cửa, lập tức hiểu ra. Chắc chắn cổ giật hiên đã nhận nhầm người rồi, vừa hay cả nhà Lưu Phân cũng đến nên anh ta cho rằng Vuông Phương chính là đường sở sở. Anh thu hỏng hét lớn, đường sở sở, bữa cơm này chúng ta đừng ăn nữa, về đi. Nói xong, anh kéo đường sở sở đi. Cổ giật hiên ở cửa nghe được cái tên này thì giật bắn cả mình, ngẩng đầu nhìn giang thần và đường sở sở xoay người, lập tức dùng mình tự cho mình một bạt tai. Anh ta cuốn quá nên lúc này mới nhận lầm người. Cho nên anh ta vội đuổi theo xuất hiện trước mặt đường sở sở, vẻ mặt đầy sự kính trọng, hỏi là, là cô đường sở sở phải không? Hả? Đường sở sở ngây ngẩn cả người, mơ mơ màng màng gật đầu, vâng, là tôi. Cô đường, phòng kim cương đã đặt xong, mời. Tình tiết đảo ngược quá nhanh, tất cả mọi người đều sướng sờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Hà Diễm Mai, Đường Bác, Đường Tùng, Ngô Mẫn đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa từng gặp ông chủ Mỹ Vị Hiên, nhưng đã từng nghe nói, người này không phải là người của Giang Trung, mà là người đến từ Kinh Đô, là nhân vật lớn thực sự. Ông, ông chủ cổ, cậu nói đặt phòng bao kim cương, mời nhà của sở sở chúng tôi vào ăn. Mặt Hà Diễm mai mang chút mờ mịt, hỏi lại. Dì à, dì là mẹ của sở sở đúng không ạ? Mau, mời dì vào trong. Phục vụ đâu, làm cái gì vậy hả, còn không mau ra đón khách. Cổ giật hiên hét lớn một tiếng, lập tục có mấy chục phục vụ đi ra đúng thành hai hàng không người. Chào mừng quý khách. Âm thanh chỉnh tề, vang dội Bảo vệ, đuổi cổ mấy người này ra ngoài cho tôi. Cổ giật hiên nhìn cả nhà lưu phân còn đang ngây ra ở cửa lập tức ra chỉ thị. Vì mấy người này mà anh ta mới nhận sai người. Tuy anh ta chưa gặp Hắc Long bao giờ nhưng Hắc Long đã chỉ thị đặt phòng bao kim cương cho Đường Sở Sở, anh ta không dám sơ suất, nếu như đắc tội với Đường Sở Sở vậy thì toi rồi. Kết quả là, một nhóm nhân viên bảo vệ chạy đến, bắt đầu đuổi đám người này ra ngoài. Cả nhà Lưu phân bị đuổi ra dưới con mắt bàn dân thiên hạ. Thấy cảnh này Hà Diễm Nai cười không thôi. Tuy bà ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Lưu Phân ăn thiệt trong lòng bà ta đều cảm thấy đời như nở hoa. Thấy đám người Lưu Phân bị đuổi ra ngoài, thì cười đến gãy cả lưng chỉ vào Lưu Phân, ha ha, buồn cười chết đi được, còn phòng bao kim cương, mấy người xứng à chương 25, Người may mắn Tình tiết đảo lộn quá nhanh, đám người châu dương, Lưu Phân vừa rồi còn vinh vinh váo váo, giờ chớp mắt cái đã bị đuổi ra ngoài. Lưu Phân không chịu thua, kéo châu dương nói con rể không phải con là người nhà họ châu sao không phải con có thể hội viên sao mau lấy thẻ hội viên ra đi châu dương kiên chỉ đến cùng đi tới lấy ra thẻ hội viên bạc ông chủ cổ tôi là hội viên bạc của mỹ vị hiên những năm nay tôi đã tiêu tốn hết mấy triệu đánh cổ giật hiên còn đang mời ngọc đường sở sở nào biết châu dương đến nhất thời làm anh ta tức đến xì khói lớn tiếng hét lên mấy nhân viên bảo vệ thô bạo xông vào chân đấm tay đá cho Châu Dương một trận. Đánh ngã xuống đất khiến anh ta van xin lòng thương xót trong đau đớn, "Đừng, đừng đánh nữa." Ha ha, Hà Diễm Mai thấy cảnh này, tức giận gì đó đều tan biến sạch. Bà ta ưỡn ngực ngẩng cao đầu, không cần nhắc cũng biết là hả Hê cỡ nào. Thì ra mấy người này mới là vợ vịt, nhà họ Đường mới thực sự là hơn người. Còn không phải sao? Quan hệ của Đường Sở Sở nhà họ Đường và Diệp Hùng không phải thường, bây giờ còn đặt phòng kim cương ở Mỹ Vị Hiên, ông chủ còn đích thân ra đón tiếp. Xung quanh lại đổi chiều thảo luận, mà Đường Sở Sở vẫn còn đang ngẩn cả người không biết chuyện gì đang xảy ra. "Cô Đường Sở Sở, gì, chú mời vào trong." Cổ Giật Hiên lại mời chào. "Hoan nghênh quý khách." Hai hàng nhân viên phục vụ đứng trước nhà hàng lại mở lời sau đó quỳ xuống mặt đất. Những người này đều là người đẹp mặc sườn xám người này người nấy đều như sắc nước hương trời xinh đẹp hơn người bây giờ đều đang quỳ cả xuống người thấy cảnh này ngoài cửa đều há hốc mồm đây chính là đãi ngộ với người hội viên kim cương sao cũng tốt quá rồi nhiều người đẹp đều quỳ cả như vậy làm tôi đau lòng luôn này tất cả các loại ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị kéo đến cuối cùng hà diễm mai cũng được nở mày nở mặt rồi đường tùng cũng đứng thẳng lên sống lưng ngô mẫn ôm lấy cánh tay đường tùng miệng nhỏ nhếch lên kiêu ngạo lúc này đây bọn họ đều cảm thấy bản thân đều hơn người đều có thể đắc ý được rồi mà mặt mày đường sở sở vẫn đang lơ nga lơ ngơ cô hoàn toàn không biết cổ giật hiên cô đường sở sở xin mời chào mừng quý khách nhân viên phục vụ đang quỳ trên mặt đất lại lên tiếng âm thanh chỉnh tề lớn tiếng sở sở đi thôi giang thần nhìn đường sở sở ngây người lúc này đường sở sở mới kịp phản ứng đáp lại cả nhà dưới sự dẫn đường của cổ giật hiên vào Mỹ vị hiên, đi thang máy đặc biệt lên tầng 5. Trang trí trên tầng 5 rất nguy nga, hệt như một cung điện, dọc theo đường đi, dưới đất đều là những cô gái quyến rũ và khêu gợi đang quỷ gối. Đường tùng trợn tròn mắt, cậu ta lớn thế này rồi cũng chưa từng thấy một màn khoa trương đến vậy, đường bác cũng trợn mắt há hốc mồm. Hà Diễm Mai cùng thoát ra khỏi sự đắc ý vừa rồi, lúc này bà ta cũng đang mắt chữ A mồm chữ Ô các vị khách quý, mời vào phòng bao. Cổ giật hiên tự mình mở cửa phòng bao. Phòng bao này rộng hàng trăm mét vuông, có một số bàn tròn lớn, có khu vực nghỉ ngơi, có cả sàn nhảy. Phòng bao này được trang hoàng lộng lẫy, hệt như một cung điện. Vừa vào đến phòng bao, người nhà họ đường đều há hốc mồm. Quý khách, từ từ dùng, tôi không làm phiền nữa. Cô giật hiên không ở lại lâu, dẫn bọn họ lên phòng xong thì rời đi người nhà họ đường ngây ngốc rất lâu mới tỉnh lại. Tung, anh véo nhẹ em một cái xem có phải em đang mơ hay không, phòng bao kim cương của Mỹ vị hiên đấy, người ta truyền nhau ăn một bữa trong phòng bao kim cương cả triệu lận đấy. Ngô Mẫn kích động nói năng lộn xộn. Vợ ơi, chuyện này là sao vậy? Đường bác phản ứng lại đây, hỏi. Hả, tôi, tôi cũng không biết nữa. Hà Diễm Mai cũng ngây người, bà ta cũng chưa từng thấy màn nào khoa trương đến vậy. Thần, là anh sao? đường sờ sờ nhìn giang thần đang nắm tay mình giang thần sờ sờ mũi anh nào có bản lĩnh đến vậy đây không phải là do em đặt sao chủ nhà hàng mời là em mà nhưng em không quen anh ta giang thần cười nói cái này thì anh không biết để ý anh ta là ai làm gì ăn trước đã đợi đã con chụp mấy tấm gửi vào vòng bạn bè khoe mẽ đã đường tùng phản ứng lại thì lấy điện thoại ra chụp chỗ này chụp chỗ kia mỹ vị hiên lên món rất nhanh chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ xinh đẹp đã đưa món lên. Những món ăn này thoạt nhìn có đầy đủ cả hương lẫn vị khiến người ăn mê mẩn. Mấy bàn tròn trong phòng bao đều bày đầy đồ ăn ngon, sau khi dọn món ăn xong, mấy cô gái xinh đẹp xuất hiện trên sân khấu trước phòng bao bắt đầu nhảy múa. Những người này thật sự rất đẹp, Đường Bác và Đường Tùng nhìn đến không rời mắt. Cả bữa ăn này người nhà họ Đường đều ăn trong mơ mơ hồ hồ. Đó ăn trong phòng bao kim cương thực sự quá nhiều bọn họ căn bản là ăn không hết, chỉ ăn chưa đến một phần mười. Xong rồi, sau khi ăn xong, Hà Diễm Mai đột nhiên phản ứng lại tự vỗ vào chán mình, cái này, tôi nghe nói một bữa ăn trong phòng bao kim cương Mỹ vị hiên đến cả triệu. Một triệu nào có đủ, Giang thần chỉ tay vào bình rượu vang đường tùng mở nói, riêng rượu này là 380 ngàn một chai, con xem thử tổng cộng mình đã uống bao nhiêu chai, chỗ này chắc là ba hoặc bốn chai, riêng tiền rượu đã là một triệu rồi. Hả, Nghe vậy, đường tùng kinh ngạc run lên, vội vàng đứng lên, không, không phải con mở. Cổ giật hiên rời khỏi phòng bao xong thì lập tức đi tìm điều tra, thăm dò chuyện của Hắc Long, anh ta cũng đặc biệt hỏi thăm các thành viên cốt cán của gia tộc, xin một số bức ảnh về Hắc Long khi được bổ nhiệm làm chỉ huy. Tuy chuyện Giang Thần được bổ nhiệm làm chỉ huy là chuyện cơ mật nhưng nhà họ cổ ở Kinh Đô cũng là gia tộc hàng đầu, vẫn có được mấy tấm ảnh. Nhìn thấy Giang Thần, anh ta bị dọa đến bùn rùn, suýt nữa thì ngã lăn ra trong văn phòng. Oh my god, hắc, hắc long vậy mà lại là chồng của đường sở sở. Anh ta không dám sơ suất, nhanh chóng chạy lên phòng bao kim cương. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, theo sau là cổ giật hiên, với nụ cười rạng rỡ trên môi, sở sở, chú, gì, các vị, hài lòng về bữa ăn chứ ạ. À? Người nhà họ đường đưa mắt nhìn nhau. Giả dầu ở bên ngoài thì sung sướng thoải mái thật đấy nhưng giờ thanh toán hóa đơn rồi, họ lấy đâu ra tiền mà trả. Hà Diễm Mai thực có ít tiền nhưng bảo bà ta cầm tiền đến thì sao bà ta nỡ, đây là quý đen đó. Sở sở, ăn ngon chứ, cổ giật hiên khom người. Hả, đường sở sở ngây như phóng, gật đầu theo bản năng, ăn, ăn ngon lắm. Cổ giật hiên lấy ra một tấm thẻ nạp kim cương đưa bằng cả hai tay, sở sở, đây là thẻ hội viên kim cương của quán chúng tôi, mời cô nhận lấy. Không, không, đường sở sở vội đứng dậy, khẽ phất tay. Chuyện bách hợp, cô nào dám cầm. Tuy rằng thẻ kim cương của Mỹ vị hiên tượng trưng cho thân phận, nhưng mà bữa ăn quá đắt, cho dù cả nhà chỉ ăn một bữa cũng đủ táng ra bại sản rồi, có thể cũng không ăn nổi. Cổ giật hiên không người nói, sở sở, tôi nghĩ cô có chút hiểu lầm, đây không là là thẻ kim cương bình thường, có thẻ này, cô sẽ được giảm giá 10% khi tiêu dùng tại tất cả các địa điểm sẽ có 3 cơ hội ăn uống miễn phí mỗi tháng, có thể đặt hàng miễn phí trên toàn bộ trang web 3 lần. Hả, đường sở sở kinh ngạc đến há hốc mồm. Người nhà họ đường cũng trợn mắt há hốc mồm. Giảm giá 10% cho toàn bộ địa điểm, một tháng miễn phí 3 lần. Trên đời này nào có chuyện tốt đến vậy? Đường sở sở phản ứng lại, không nhịn được mà hỏi, ông chủ cổ, anh không quen không biết gì tôi, sao anh lại tặng tôi thẻ kim cương? Cổ giật hiên liếc nhìn Giang Thần ở một bên. Thấy ánh mắt của Giang Thần, anh ta bị dọa đến run lẩy bẩy, vội nói, hôm nay, kỷ niệm 5 năm ngày khai trương cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi đã tổ chức một chương trình bốc thăm may mắn, cô vừa hay giúp chúng, cô lấy thẻ này bữa ăn này cũng được miễn phí, sau này chào mừng cô lại đến Mỹ Vị Hiên. Lễ kỷ niệm, bốc thăm trúng thưởng, đường sở sở kinh ngạc, một. Hà Diễm Mai biết được chuyện gì xảy ra xong, vội đến, nhận lấy thẻ kim cương trên tay cổ giật hia, ông chủ cổ, tôi nhận thẻ thay sở sở. Cổ giật hiên thấy Hà Diễm Mai nhận thẻ, lại nhìn sắc mặt giang thần, anh ta chợt run lên, lạnh lùng nói, chỉ có sở sở mới có thể dùng thẻ kim cương của Mỹ vị hiên, chúng tôi nhận sở sở không nhận người khác. Hà Diễm Mai bị dọa đến vội nhét thẻ vào tay đường sở sở. Thân, đường sở sở nhìn giang thần. Giang thần cười nói, vợ à, không ngờ em lại là người may mắn đến vậy, gặp chúng ngày kỷ niệm, trở thành người may mắn, chúc mừng em, mau nhận đi. Giang thần nói vậy, đường sở sở mới nhận thẻ kim cương. chương 26, y thuật thần kỳ. Sau khi ăn cơm ở Mỹ vị hiên xong, người nhà họ đường rời khỏi đó với tâm trạng hoang mang. Băng gạc trên mặt đường sở sở bị vương tính kéo xuống, nên sau khi rời khỏi Mỹ vị hiên, Giang thần dẫn cô đến phòng khám phàm nhân của Tiểu Hắc, trộn bột thuốc cho cô lần nữa. Đường sở sở ngồi một bên, nhìn thẻ VIP được mài từ kim cương, lại nhìn Giang Thần đang trộn thuốc với vẻ mặt nghiêm túc, cô cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay rất không chân thực. Cô không quen cổ giật hiên của Mỹ Vị Hiên. Thế mà cổ giật hiên lại tặng thẻ kim cương cho cô. Thẻ kim cương này còn có rất nhiều đặc quyền, không những giảm 10%, mà mỗi tháng còn miễn phí ba bữa, việc này có khác gì bao ăn đâu. Rất nhanh, Giang Thần đã trộn xong bột thuốc. Sở sở. Hả? đường sở sở đang ngẩn người đưa ra phản ứng. Giang thần nói, đến đây, anh thoa thuốc cho em, hôm nay rất xin lỗi em, là do anh rời đi mới khiến em bị sỉ nhục, anh đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Không sao, đường sở sở đã quen rồi, cô đưa mặt qua, nào, anh thoa thuốc đi. Giang thần bắt đầu thoa thuốc cho cô, sau đó băng bó lại cho cô. Sau khi băng bó xong, Giang thần mới đưa đường sở sở về nhà. Trong phòng khách nhà đường bác, Lần này đường sở sở trở về, Hà Diễm Mai rất nhiệt tình với cô, vừa rót trà vừa rót nước, giống như đang hầu hạ cô chủ vậy. Còn đường bác lại ôm lấy bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, không ngừng cười ngây ngốc. Sở sở à, con nói thật cho mẹ nghe, rốt của con và ông chủ của Mỹ Vị Hiên có quan hệ gì? Đó là cậu chủ đến từ gia tộc lớn ở Kinh Đô đấy, chẳng lẽ là con đã dụ dỗ được cậu ta trong lúc khôi phục vẻ ngoài sao? Nếu là như vậy, đợi mặt con chữa lành rồi thì ly hôn với thằng nhóc giang thần này, rồi ở bên cổ giật hiên, như vậy sau này mẹ cũng có thể diệt. Chật chật, một đứa con rể tài giỏi như vậy, nghĩ thôi cũng thấy kích động. Vẻ mặt Hà Diễm Mai tỏ vẻ khao khát. Nghĩ đến sự ngang tàn của cổ giật hiên, nói đánh là đánh người nhà họ Châu, việc này thật vui sướng biết bao. Nếu có được một đứa con rể như vậy, bà ta có nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh. Mẹ, con không quen anh ta đường sở sở tỏ vẻ bất lực đến bây giờ cô vẫn còn đang hoang mang không hiểu tại sao cổ giật hiên lại nhiệt tình với cô như vậy cô từng nghi ngờ giang thần bởi vì trước đó là vì giang thần nên thiên quân mới hợp tác với đường thị vĩnh nhạc nhưng giang thần lại nói là vì trước kia lúc trong quân đội từng cứu diệp hùng còn lần này giang thần lại nói không hề qua lại với cổ giật hiên ngô mẫn ngồi ở đối diện nhìn thấy hà diễm mai đối xử với đường sở sở tốt như vậy Vẻ mặt cô ta mang theo sự tia chán ghét, kéo đường Tùng ở bên cạnh đi thôi, chúng ta về phòng. Sở Sở, lấy thẻ kim cương của mỹ vị hiên ra cho mẹ xem một chút nào, mẹ thật sự chưa từng nhìn thấy thẻ kim cương của mỹ vị hiên đấy. Đường Sở Sở bất lực lấy ra. Hà Diễm Mai nhận lấy, nhìn trái nhìn phải. Chậc chậc, thật sự làm từ kim cương đấy, nặng trịch, chỉ cái thẻ này thôi cũng có giá trên trời rồi nhỉ. Vẫn là Sở Sở nhà chúng ta có tiền đồ. Đến ông chủ của Mỹ vị hiên cũng tự mình tiếp đón, chuyện này đáng để mẹ khoe khoang rất lâu rồi, sau này mẹ cũng có thể ngẩng đầu ở nhà ngoại rồi. Giang Thần nhìn thấy cảnh tượng này, cũng thấy rất bất lực. Nếu thay đổi vị trí, anh cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Hà Diễm Mai. Gả cho một ông chồng không biết phấn đấu, lại còn sinh ra một đứa con gái bị hủy dung cả người, bà ta không sụp đổ đã là không tệ rồi. Mặc dù trước đây bà ta từng quỳ xuống trước mặt vương tính nhưng đó cũng là vì cái nhà này. Dù sao cũng tốt hơn đường tùng và ngô mẫn, thấy tình hình không tốt lắm thì lập tức chuồn đi. Còn đường bác thì bị dọa đến một câu cũng chẳng nói nên lời. Thật không dễ dàng. Ông ta hơi lắc đầu. Bởi vì lấy lại được 10% cổ phần của đường thị, còn khiến Hà Diễm Mai nở mày nở mặt ở Mỹ vị hiên, địa vị của đường sở sở ở trong nhà lập tức tăng lên, Hà Diễm Mai cũng không còn trách mắng cô là đồ bỏ đi, là đồ sao trổi nữa có được sự công nhận của mẹ, trong lòng đường sở sở cũng rất đắc ý. Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Giang Thần cũng ở nhà cùng đường sở sở, chỉ có lúc thay thuốc, anh mới cùng cô đi thay thuốc. Thuốc mà anh cho đường sở sở dùng đều rất đắt đỏ, có giá trên trời, hơn nữa là do anh tự mình trộn, hiệu quả vô cùng tốt. Ba ngày sau, đường sở sở tháo băng ra. Vết thương trên mặt cô đã khỏi hoàn toàn, đến sẹo cũng không có. Đường sở sở đứng ở trước gương, nhìn gương mặt đã khôi phục của mình, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. mặc dù giang thần nói với cô là cô sẽ hồi phục, sẽ lành lại không chỉ một lần, nhưng sau khi khôi phục rồi, cô vẫn thấy rất kinh ngạc. y thuật này cũng quá thần kỳ rồi, thần, anh thật giỏi, nhiều vết thương như vậy mà lại không để lại sẹo. giang thần cười nói, đâu phải là do anh giỏi, đây đều là công lao của tiểu hắc, là do anh ấy dạy anh trộn thuốc mà. đường sờ 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 lên gương mặt trắng nõn. Nếu phương pháp trộn thuốc này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên trận sóng gió lớn, nếu dùng để mở thẩm mỹ viện, chắc chắn sẽ làm ăn rất tốt." Giang thần nói, Tiểu Hắc không để tâm đến danh lợi, không thích tiền tài, chỉ muốn có cuộc sống bình thường thôi. Đường Sở Sở bĩu môi, đúng là một người kỳ lạ, đầu năm nay vẫn còn có người không thích tiền sao? Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. "Sở Sở, con lề mề cái gì cái đấy, ông cụ mở cuộc họp gia tộc." bảo chúng ta đến đúng giờ, đến trễ khiến ông cụ tức giận, lấy lại cổ phần thì mẹ sẽ không tha cho con đâu. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Hà Diễm Mai. "Mẹ, nhanh thôi, đợi con thêm mấy phút." Đường Sở Sở vừa kêu vừa đến tủ quần áo tìm đồ. "Thần, em nên mặc cái gì đây?" Giang Thần ngồi trên giường, nhìn Đường Sở Sở. Đường Sở Sở mặc một bộ đồ mỏng manh, hơi trong suốt, thân hình cô rất đẹp, đặc biệt là đôi chân dài kia, vừa trắng nõn vừa thẳng tắp anh mở miệng nói sở sở mặc gì cũng đẹp ôi mau chọn cho em một bộ đi bộ trong tay em không tệ bộ này hà ừ anh ra ngoài đi em thay đồ đường sở sở đột nhiên đỏ mặt chỉ ra ngoài cửa mặc dù đã lãnh giấy chứng nhận với giang thần anh cũng ở lại nhà cô nhưng buổi tối đều là cô ngủ trên giường anh ngủ dưới đất đây là do giang thần chủ động yêu cầu từ ngày đầu tiên bắt đầu việc này dường như đã trở thành lẽ đương nhiên mặc dù cô là vợ của Giang Thần, nhưng hai người chỉ dừng lại ở mức nắm tay, đến hôn cũng chưa từng. Giang Thần đến để báo ơn, anh sẽ không cưỡng ép Đường Sở Sở. Đường Sở Sở không gật đầu, anh sẽ không chạm vào cô. Bây giờ Đường Sở Sở yêu cầu anh ra ngoài, anh cũng không nói nhiều mà lập tức đi ra. Anh ở ngoài phòng khách đợi mấy phút, rất nhanh Đường Sở Sở đã đi ra khỏi phòng. Qua, chị vết thương của chị khỏi rồi à? Đường Tùng vừa nhìn thấy đường sở sở, mắt đột nhiên sáng lên. Ngô Mẫn nhìn thấy, cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đường sở sở có một gương mặt đẹp, lại càng ngưỡng mộ đường sở sở có một thân hình hoàn hảo như vậy. Con gái, con, Hà Diễm Mai cũng kinh ngạc đến ngây ra. Mấy hôm nay, trên mặt đường sở sở vẫn luôn quấn băng, cô cũng không để tâm gì mấy, bây giờ cô tháo băng rồi, trên mặt thế mà lại không có dấu vết gì, y thuật này cũng quá thần kỳ rồi đường sở sở mặc một chiếc váy màu trắng ôm người, mang đôi giày cao gót màu đỏ, mái tóc dài thả xuống vai, thân hình thon dài, vô cùng có khí chất, trên gương mặt xinh đẹp của cô mang theo ý cười, đều là do thần chữa khỏi cho con đấy. Hà Diễm Mai nhìn Giang Thần một cái, nhẹ giọng thì thầm, cũng không phải là cái gì cũng tệ, ít nhất còn biết một chút y thuật. Giang Thần cười cười, không nói gì. Anh biết đâu chỉ một chút y thuật, mà y thuật của anh còn vang danh khắp nơi, những nhà quyền quý giàu có ở kinh đô đều tìm cách muốn định bợ anh một là vì thân phận của anh hai là vì y thuật của anh biết chút y thuật mở một phòng khám hình như cũng có thể kiếm tiền hà diễm mai quan sát kỹ giang thần mặc dù bà ta thấy giang thần không thuận mắt nhưng anh lại có vẻ ngoài cao to cơ thể cường tráng trông cũng khá là đẹp trai cộng thêm giang thần đã chữa khỏi cho đường sở sở hai lần bà ta đã nhắm đến y thuật của anh mẹ sao ông nội lại đột nhiên triệu tập mở cuộc họp gia tộc vậy? Hà Diễm Mai nói, còn không phải là vì lễ kế vị của tiêu giao vương sao, nghe nói lần này mở không ít khán thính phòng cho bên ngoài, bố muốn có thể diện nên, muốn mở cuộc họp này, muốn tìm cách để mọi người đến đông đủ, để nhà họ đường gia nhập vào hàng ngũ gia tộc bậc nhất. chương 27, cuộc họp gia tộc. Biệt thự nhà họ đường, phòng khách. Lúc này ba thế hệ nhà họ đường đều đang tụ tập ở đây, cùng với một vài họ hàng quan trọng của nhà họ đường. Năm quân khu sáp nhập với nhau, Tây Cảnh Tiêu Giao Vương điều phái Giang Trung, trở thành chỉ huy năm quân, đây là chuyện quan trọng gây chấn động Giang Trung, thậm chí là chấn động cả ngũ đại quân khu. Nghi lễ nhậm chức sắp tới của Tiêu Giao Vương sẽ được tổ chức công khai, có không ít ghế khách, mà muốn được xem nghi lễ nhậm chức thì chỉ có những quyền quý chân chính mới đủ tư cách. Các gia tộc lớn của ngũ đại quân khu Giang Bắc, Giang Trung, Nam Hoa, Hải Thành, thiên hải đều đang nhìn chằm chằm vào ghế khách, muốn được tham dự nghi lễ nhậm chức của tiêu giao vương. Bởi vì đây chính là biểu tượng cho sự quyền quý. Có thể tham dự nghi lễ nhậm chức của tiêu giao vương tức là đã chứng minh mình là danh gia vọng tộc chân chính. Bên ngoài đồn rằng nghi lễ nhậm chức của tiêu giao vương sẽ diễn ra vào ngày mai. Đồng thời đồn rằng chỉ có 100 ghế khách dành cho người ngoài, còn lại là những thành viên đã được định sẵn chẳng qua chính phủ không tuyên bố thời gian chính thức của nghi lễ nhậm chức. Nhưng vì 100 ghế khách trong lời đồn mà rất nhiều gia tộc trong Ngũ Đại Quân khu này đều đang nghĩ mọi cách chiếm được một ghế tham dự. Đường Thiên Long cũng không ngoại lệ. Ông ta nằm mơ cũng muốn nhà họ Đường trở thành danh gia vọng tộc chân chính, tiến vào đội ngũ gia tộc bậc nhất. Đây là một cơ hội tuyệt vời, sao ông ta có thể bỏ qua được. Cho nên ông ta mới tổ chức cuộc họp gia tộc để các thành viên cùng nhau nghĩ cách Người nhà họ Đường hầu hết đều đến đông đủ, chỉ có nhà Đường Sở Sở là chưa đến. Ông nội, cả nhà Đường Sở Sở thật kiêu ngạo, từ khi ông nội cho Đường Bác 10% cổ phần gia tộc, cái nhà này càng ngày càng kỳ cục, bây giờ ngay cả cuộc họp gia tộc cũng dám đến muộn. Đường Lỗi con trai của Đường Hải lại bắt đầu châm ngòi ly rán Sau khi Đường Sở Sở yêu cầu cho Đường Bác cổ phần, cả nhà Đường Hải vô cùng bất mãn. Bởi vì sau khi cho Đường Bác cổ phần, Đường Thiên Long đã thu hồi một ít cổ phần của Đường Hải. Bây giờ cổ phần Đường Hải nắm trong tay còn không nhiều bằng Đường Bác. Đúng đấy ông ơi, cháu cảm thấy cho Đường Bác 10% cổ phần là quá nhiều rồi. Đường Mộng Oánh mở lời, khuôn mặt khó chịu nói, dựa vào đâu chứ? Chỉ dựa vào việc Đường Sở Sở từng lên giường với Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Thiên Quân sao? Tộc trưởng, tôi đề nghị thu hồi cổ phần của Đường Bác. Cả nhà họ không có bất kỳ đóng góp nào cho gia tộc, không xứng có được nhiều cổ phần như vậy. Đúng thế, mấy năm nay ăn uống chi tiêu đều là của gia tộc, còn đòi cổ phần sao?" Người nhà họ Đường nhao nhao lên tiếng. Đường Thiên Long mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xanh đen, hút thuốc lá. Ông ta cũng không muốn cho Đường Bác cổ phần, bởi vì trong mắt ông ta, Đường Bác là kẻ vô dụng nhất trong số ba đứa con trai, hơn nữa Đường Tùng con trai Đường Bác cũng là kẻ vô dụng nhất trong số rất nhiều cháu trai của ông ta nhưng nếu không cho cổ phần thì nhà họ đường sẽ mất cơ hội hợp tác với thiên quân, vậy thì sẽ mất cơ hội tiến vào gia tộc bậc nhất. Thế nên đường thiên long khẽ phất tay, được rồi, tôi còn chưa hồ đồ đâu, tự biết có chừng mực. Đường hải im lặng ngồi bên cạnh, không hề nói một lời nào. Chính ông ta là người lập ngưu xúi dục con cái nói xấu cả nhà đường sở sở bên tai đường thành lâm, thấy đường thành lâm không hề dao động, trong lòng ông ta lại đang tiếp tục tính kế tính kế chuyện thu hồi cổ phần trong tay đường bác. Mà nhà đường kiệt không hề nhiều lời. Bởi vì cổ phần của họ vốn không nhiều, cho đường bác cổ phần cũng không ảnh hưởng gì đến họ cả. Đúng lúc này, gia đình đường sở sở đi vào. Xin lỗi bố, bọn con đến muộn. Hà Diễm Mai vừa vào nhà đã lập tức nói xin lỗi. Mọi người thấy cả nhà đường sở sở tới, lại thấy đường sở sở khôi phục dung mạo, đều rất kinh hãi. Sao lại thế này? Mới mấy ngày trôi qua, Tại sao vết thương trên mặt Đường Sở Sở đã lành lặn rồi? Lúc ở nhà hàng Giang Trung, họ tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến cầm dao cứ rất nhiều vết thương trên mặt Đường Sở Sở cơ mà. Bây giờ vết thương đều lành lặn, còn không để lại chút sẹo nào. Mọi người không rõ tại sao lại như thế, nhưng nhìn thấy Đường Sở Sở, trong lòng họ lại khó chịu. Trong mắt người nhà họ Đường, Đường Sở Sở chính là sao chổi xui xẻo. Mười năm qua, nhà họ Đường có một cô gái xấu xí nhất Giang Trung khiến họ trở thành trò cười, mất hết thể diện. Lần trước lại vì đường sở sở nên nhà họ đường suýt nữa bị diệt phong. Đường Hải đập tay lên bàn, đứng dậy quát, đường bác, chú thật quá đáng, cuộc họp gia tộc mà sao chú dám tới trễ. Chẳng lẽ chú cho rằng chiếm được cổ phần thì địa vị sẽ tăng lên, có thể khiến mọi người chờ cả nhà cậu hả? Anh cả, xin lỗi. Đường bác cúi đầu, nói lời xin lỗi. Đường sở sở cũng đi tới nói, bác cả, là cháu làm trễ giờ, không liên quan tới bố cháu. Đường Hải trầm mặt quát, đường sở sở, chẳng lẽ cháu không biết gia quy hay sao, cuộc họp gia tộc lớn hơn hết thảy. Đừng tưởng rằng cháu ỷ vào có quan hệ mờ ám với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thiên Quân thì có thể làm lơ gia quy. Đúng thế, bởi vì đường sở sở làm hại mà suýt chút nữa chúng ta chết trong tay tiêu chiến. May mà ông trời còn chưa muốn diệt nhà họ đường, nếu không thì chắc chắn gia tộc sẽ bị xóa sổ ở Giang Trung này. Đồ sao trổi, Cô còn dám nói hả, vừa mở mồm ra là đòi 10% cổ phần gia tộc. Người nhà họ Đường năm mồm bảy miệng lên tiếng. Được rồi, Đường Thiên Long khẽ phất tay. Người nhà họ Đường mới chịu im miệng. Từ đầu tới cuối, Giang Thần không nói một câu, bởi vì đây là nhà họ Đường, anh chỉ là người ở rể, bây giờ lên tiếng sẽ chỉ bị công kích, gây phiền phức thêm cho sở sở. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Đường Thiên Long mới nói, bên ngoài đồn rằng ngày mai chính là nghi lễ nhậm chức của tiêu giao vương, đồng thời đồn rằng lần này có 100 ghế khách cho phép tham dự xem nghi lễ. Mọi người hãy nghĩ cách xem có thể kiếm được một ghế hay không. Tất cả mọi người nhà họ đường đều không lên tiếng. Kiếm được một ghế, sao có thể chứ? Ngũ đại quân khu có biết bao nhiêu gia tộc, dù gì đi nữa cũng không tới lượt một gia tộc hãng bét như nhà họ đường. Sao thế, bị câm hết rồi hả, bình thường nói nhiều lắm mà đường thiên long nhìn lướt qua một vòng tức giận quát nhìn một đám các người xem lúc tranh giành tài sản thì ai cũng hăng hái lắm bây giờ tới lúc đóng góp cho gia tộc thì lại lùi bước ông nội ông để đường sở sở ra mặt đi đường lỗi lên tiếng đường sở sở là tình nhân của diệp hùng bên phía thiên quân mà lại ngủ với diệp hùng một lần với khả năng của diệp hùng thì xin một ghế có gì khó đâu đường sở sở rất yếu đuối người nhà nói gì cũng không dám phản kháng nhưng bây giờ cô cũng nổi giận run rẩy chỉ vào đường lỗi nước mắt tủi nhục đảo quanh viền mắt đường lỗi anh đừng ngậm máu phun người sao chẳng lẽ tôi nói sai à đường lỗi liếc xéo cô cô không ngủ với diệp hùng thì sao ông ta lại tốt với cô đến thế sao lại vì cô mà hủy hợp tác với nhà họ đường anh đường sở sở tức giận thở hổn hển ủy khuất không nói được một lời mà đường bác không hề hé răng nói một lời hà diễm mai rất muốn phản bác nhưng không biết nên phản bác như thế nào bởi vì chính bà ta cũng nghi ngờ Đường Sở Sở đã ngủ với Diệp Hùng. Giang Thần từng bước đến gần Đường Lỗi. Mày, mày muốn làm gì? Thấy Giang Thần đến gần mình, Đường Lỗi lập tức hoảng sợ, run rẩy lùi về sau. Giang Thần, mày là thằng rác rưởi. Nơi này là nhà họ Đường, mày muốn làm gì? Nói xin lỗi ngay. Giang Thần nói. Thấy Giang Thần, Đường Lỗi cũng có chút kiêng kỳ, bởi vì Giang Thần từng đi lính. Nhưng nghĩ tới việc đây là nhà họ Đường anh ta lại trở nên kiên cường ưỡn thẳng lưng nói chẳng lẽ tao nói sai sao không ngủ với diệp hùng thì sao diệp hùng lại tốt với cô ta như thế chát giang thần vung tay cho anh ta một cái tát tiếng bạt tai thanh ví vang vọng lên a à, đường lỗi đau đớn hét lên ôm má khóc lóc nhìn đường thành lâm ông nhìn giang thần mà xem đánh cháu ngay trong cuộc họp gia tộc họ đường ta ông ơi cháu văn ông đuổi giang thần ra khỏi nhà họ đường Đường Thiên Long ngước mắt nhìn Giang Thần, vẻ mặt tức giận. Thần, mau xin lỗi đi. Đường sở sở kéo tay áo Giang Thần, nhỏ nói. Mặc dù cô rất vui vì Giang Thần chút giận thay mình, nhưng đây là nhà họ đường, đang là cuộc họp gia tộc, đánh người ngay lúc này là trái với gia quy. Thằng giác rưởi này dám đánh con trai tao hả? Bố, đây là chắc chắn là do đường bác xúi dục. Chú ấy ỉ vào có cổ phần nên không coi ai ra gì. Bố, đuổi Giang Thần ra khỏi gia tộc, thu hồi cổ phần của đường bác đi. Mẹ của đường lỗi, Lý Diễm lập tức hét lên. Đúng, đuổi giang thần ra khỏi gia tộc, thu hồi cổ phần của đường bác. Đúng là không coi ai ra gì, coi gia quy không tồn tại hay sao? Coi gia quy là trò đùa à? Thật không để mắt tới gia chủ. Người nhà họ đường nhao nhao lên tiếng, chương 28 tôn nghiêm của Hắc Long. Đường lỗi là cháu đích tôn của nhà họ đường, anh ta bị đánh, cả nhà đều nói giúp anh ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi tất cả mọi người đều chỉ trích giang thần thậm chí còn liên lụy tới cả nhà đường bác đường sở sở lại bị mắng té tát nào là sao trổi xui xẻo đủ lời nói khó nghe vang lên cũng có người yêu cầu thu hồi cổ phần của đường bác nhìn thấy mọi người đều giúp mình đường lỗi vô cùng đắc ý anh ta liếc giang thần ngẩng cao đầu như thể đang nói mày chỉ là một con chó của nhà họ đường mà dám đánh tao đúng là không biết sống chết Đường Thiên Long cũng tức giận. Đây là cuộc họp gia tộc, Giang Thần chỉ là người ở rể mà lại dám đánh con cháu dòng chính của nhà họ Đường. Giang Thần còn chưa nói gì thì Hà Diễm Mai đã đánh lên đầu anh, tức giận nói, thằng khốn này, còn không mau quỳ xuống. Giang Thần lạnh mặt, chẳng những không quỳ mà còn đá lên người Đường lối, khiến anh ta bay ra xa 2 mét, hung hăng ngã vào góc ghế sofa, ngã khuỵu trên mặt đất, đau đớn hét lên. Thần, Đường Sở Sở hoảng sợ vội kéo giang thần sau đó cô khom lưng muốn quỳ xuống xin lỗi giang thần lại kéo cô đứng dậy thằng khốn đường thiên long giận giữ đập tay lên bàn đứng dậy quát đúng là coi trời bằng vung từ giờ trở đi mày không còn là con rể nhà họ đường nữa cút đi cho khuất mắt tao mau nói xin lỗi đi đường sở sở không ngừng kéo góc áo giang thần giang thần thằng khốn này còn không mau quỳ xuống nhận lỗi hà diễm mai cũng chửi ầm lên vất vả lắm mới chiếm được cổ phần gia tộc, bà ta không muốn bởi vì Giang Thần đánh đường lỗi mà chọc giận ông cụ, bị thu hồi cổ phần. Giang Thần không hề dao động, thản nhiên nói, anh ta không xứng. May, đường Thiên Long tức giận đến run người, không ngừng thở hổn hển. Ông nội đừng giận, đường Mộng Oánh kịp thời đỡ đường Thiên Long, không ngừng vỗ lên lưng ông ta, ông đừng chấp phạt với thằng chó này, đuổi anh ta ra khỏi nhà họ đường là được. Còn có, anh ta dám coi trời bằng vung như thế chắc chắn là được sự cho phép của đường bác. Đúng thế, có người phụ họa, đường bác cho rằng bản thân chiếm được 10% cổ phần nên không coi ai ra gì, ngay cả gia chủ cũng không để mắt, chắc bây giờ cậu ta đã tuyên bố với bên ngoài rằng cậu ta chính là gia chủ nhà họ đường. Hà Diễm Mai tức giận đến xanh cả mặt, trong lòng căm hận giang thần. Mà đường bác vẫn co do ở một bên, bất kể người nhà họ đường nói gì ông ta cũng không hé miệng, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến ông ta vậy sở sở nhà họ đường thế này không ở lại cũng được anh dẫn em đi giang thần kéo đường sở sở muốn rời đi nhưng đường sở sở lại tủi thân muốn khóc nước mắt tràn vành mi cô trở thành cô gái xấu xí nhất giang trung làm mất hết mặt mũi của gia tộc cô nằm mơ cũng muốn sự cho phép của gia tộc vất vả lắm mới có chuyển biến vậy mà lại bị giang thần phá hủy cô biết ơn giang thần nhờ giang thần nên cô mới khôi phục dung mạo nhưng lúc này cô lại rất bất mãn giang thần bởi vì chính giang thần nên cô mới lại bị người nhà chửi bới cô hét lên giang thần kêu anh quỳ xuống nhận lỗi khó đến thế sao anh chỉ là thằng lính quèn thôi anh thật sự cho rằng mình ghê gớm lắm hả thấy đường sở sở rơm rớm nước mắt giang thần lập tức đau lòng nhưng anh là hắc long một trong năm vị đại soái trong quan niệm của anh thà chết đứng chứ không sống quỳ. Ngày xưa rơi vào tay quân địch, bị đánh ra chóc thịt bong, cả người bị thương, anh cũng không quỳ xuống. Bây giờ anh là người ở rể nhà họ đường, là chồng của đường sở sở, anh đã từng thề sẽ không để đường sở sở đau lòng, không làm cho đường sở sở buồn bã. Chính anh ta nói lời sỉ nhục sở sở, anh ta phải nói xin lỗi mới đúng. Giang thần chỉ vào đường lỗi, sở sở và Diệp Hùng không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Hùng hợp tác với nhà họ đường là vì tôi đã từng cứu ông ta lúc còn đi lính, ông ta nợ tôi một ân tình. Giang thần không muốn đường sở sở chịu tủi nhục, nhưng anh cũng không muốn nhà họ đường biết thân phận thật của mình. Nghe vậy, mọi người mới hiểu ra thì ra còn có chuyện như vậy nữa. Giang thần lại nói tiếp, tôi có thể nghĩ cách lấy được một thiệp mời tham dự nghi lễ nhậm chức của tiêu giao vương, nhưng tôi hy vọng sau này các người không được xúc phạm sở sở nữa. Sở sở, chúng ta đi thôi. Nói xong, anh không để ý đường sở sở phản đối, kéo cô rời đi ngay. Anh biết đường sở sở ở đây sẽ chỉ bị sỉ nhục, nếu là người khác thì cứ giết là được, nhưng họ đều là người nhà họ đường. Nếu anh ra tay giết người, đường sở sở sẽ không tha thứ cho anh. Chết tiệt, thấy Giang thần kéo đường sở sở rời đi, đường thiên long tức giận run cả người, cuộc họp gia tộc còn chưa kết thúc mà đã rời đi, đúng là không thèm để gia chủ vào mắt, thu hồi 5% cổ phần của đường bác. Ông ta đã muốn thu hồi cổ phần từ lâu rồi, chẳng qua là vẫn không có cơ hội, thừa dịp này, ông ta thu hồi một chút cổ phần, nhưng không lấy lại hết. Bởi vì ông ta còn muốn dựa dẫm vào đường sở sở, một khi dồn ép đường sở sở quá mức, lần nữa rời khỏi gia tộc thì tập đoàn đường thị vĩnh nhạc sẽ không thể hợp tác với thiên quân nữa. Sắc mặt hà diễm mai tái mét. 5% cổ phần tức là mấy nghìn vạn đó. Bà ta chỉ hận không thể băm sát giang thần ra làm trăm mảnh mà từ đầu tới cuối, đường bác không hề nói một lời. Đám người đường hải, đường lỗi, đường mộng oánh cực kỳ đắc ý. Bây giờ thu hồi 5% cổ phần của đường bác, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được hết cổ phần. Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây, bây giờ họp tiếp. Đường Thiên Long sau khi thu hồi một nửa cổ phần của đường bác, nói bây giờ thương lượng xem làm sao nhận được thiệp mời tham dự nghi lễ nhậm chức của tiêu giao vương. Người nhà họ đường lại tiếp tục thảo luận. Không ai thèm quan tâm tới chuyện Giang Thần nói giúp bọn họ lấy được thiệp mời. Một tên lính xuất ngũ, cho dù đã từng cứu Diệp Hùng, nhưng Diệp Hùng đã trả lại ân tình, sao có thể lấy một tấm thiệp mời cho anh ta chứ? Có người nói, đúng rồi, bạn trai của Mộng Oánh không phải là cậu cả nhà họ Liễu sao? Nhà họ Liễu cũng là gia tộc lớn gần bằng 4 gia tộc lớn, để Liễu Sung ra mặt xin tộc trưởng nhà họ Liễu chắc chắn sẽ nhận được một tấm thiệp mời. Nghe thấy vậy, đường mộng oánh đắc ý kéo một người đàn ông bảnh bao ngồi bên cạnh đường thiên long cũng nhìn người đàn ông bên cạnh đường mộng oánh vẻ mặt âm u biến mất nở nụ cười liễu sung hay là cậu về xin bố cậu nhờ ông ấy ra mặt giúp nhà họ đường lấy được một tấm thiệp mời được không liễu sung ngồi ngay ngắn chuyện này không thành vấn đề nhưng tôi không dám bảo đảm bố tôi sẽ đồng ý dù sao bây giờ có quá nhiều người muốn có thiệp mời bao nhiêu người nhờ cậy bố tôi nếu ai cũng đồng ý thì chẳng phải bố tôi sẽ bận rộn tới chết hay sao? cậu liễu, cậu phải giúp đỡ nhà họ đường đó. bố cậu ra mặt thì mọi chuyện đều không phải là vấn đề. người nhà họ đường nhao nhao nói. đường mộng oánh đắc ý ngẩng cao đầu, ông nội cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho liễu sung nhà cháu. nói rồi, cô ta còn nhìn liễu sung, đúng không anh? liễu sung cạn lời, nhà họ liễu cũng đang bôn ba vì thiệp mời, đến bây giờ còn chưa nhận được đâu nhưng anh ta không muốn mất mặt ở nhà họ đường, đành gật đầu nói, đương nhiên rồi, bố anh ra mặt thì vẫn đề gì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Một cuộc họp gia tộc, toàn bộ người nhà họ đường đều nịnh bợ liễu sung, chương 29, đưa thiệp mời. Bên ngoài biệt thự nhà họ đường, đủ rồi, đường sở sở hất tay giang thần, dưng dưng nhìn anh, giang thần, anh còn chưa cản quấy đủ hả? Đây là nhà họ đường, ông nội yêu cầu anh quỳ xuống thì anh cứ quỳ đi, sao anh cứng đầu vậy hả? Sở Sở, anh, anh tự mình đi về đi. Đường Sở Sở không nói nhiều lời, quay lưng trở về nhà họ Đường. Giang thần bất đắc dĩ. Anh Đường Đường là Hắc Long, có lúc nào phải chịu đối xử như vậy. Nhưng vì Đường Sở Sở, anh vẫn lựa chọn nhẫn nại. Anh biết trong mắt Đường Sở Sở, người nhà quan trọng hơn tất cả. Đường Sở Sở lần nữa đi vào biệt thự, anh không đuổi theo mà chờ ở ngoài cửa. Anh ngồi trên bậc thang bên ngoài biệt thự, lấy một điếu thuốc châm lên, đồng thời cầm di động gọi cho tiểu hắc tôi muốn gặp tiêu giao vương. Bây giờ việc anh có thể làm là giúp sở sở kiếm được một tấm thiệp mời. Vậy thì địa vị của sở sở trong gia tộc sẽ càng ngày càng cao, sở sở sẽ vui vẻ. Không lâu sau, tiểu hắc gọi điện thoại lại, anh Giang, tôi đã hẹn rồi, tiêu giao vương muốn đích thân gặp anh, anh nói thời gian đi. Buổi tối, vườn hoa trung tâm. Vâng, tôi lập tức trả lời tiêu giao vương ngay gọi điện xong giang thần bèn chờ ngoài cửa cuộc họp gia tộc nhà họ đường kéo dài hơn một tiếng một tiếng sau người nhà họ đường lần lượt rời đi gia đình đường sở sở cũng đi ra cả nhà đều sụ mặt hà diễm mai càng mắng mỏ giang thần yêu cầu đường sở sở ly hôn với giang thần người tức giận nhất là đường tùng cổ phần của bố tương lai chắc chắn sẽ được chuyển cho cậu ta bây giờ lại vì giang thần mà bị đường thiên long thu hồi mất một nửa mấy nghìn vạn đấy Đúng là đồ vô dụng, chỉ có phá là giỏi thôi." Đường Tùng hung hăng trừng Giang Thần. "Được rồi, đừng trách Giang Thần nữa, anh ấy cũng muốn giúp chị thôi mà." Đường Sở Sở đã tỉnh táo lại, lúc nãy cô quá xúc động, bây giờ ngẫm lại, cô thấy mình rất có lỗi với Giang Thần. Giang Thần đã giúp cô mà cô còn trách cứ anh. Giang Thần cười nói, "Không sao đâu Sở Sở, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp nhà họ Đường kiếm được một tấm thiệp mời, lúc đó địa vị của em trong gia tộc sẽ tăng lên." nhưng không một ai tin tưởng lời của anh còn có lần sau thì tao không tha cho mày đâu hà diễm may mắn xong xoay người rời đi về đến nhà cả nhà đều không ai để ý đến giang thần một mình giang thần ra ngoài ban công hút thuốc đường bác đi tới giang thần cậu đừng để bụng dần dần rồi sẽ quen thôi giang thần nhìn đường bác không nói một lời sống bất lực đến mức này chắc cả thế giới chỉ có mình đường bác mà thôi đường bác cũng rất biết điều không lên tiếng ban ngày giang thần vẫn ở nhà quét dọn nấu cơm nhàn nhã thoải mái anh không quan tâm ánh mắt của nhà họ đường anh chỉ để ý đường sở sở buổi tối giang thần kiếm cớ ra ngoài vương hoa trung tâm thành phố trong đình nghỉ mát có hai người đang ngồi trong đó cậu giết tiêu chiến hả đúng vậy đối mặt với lời chất vấn của tiêu giao vương giang thần không phủ nhận ông ta đáng chết người nhà họ tiêu cũng đáng chết tiêu giao vương nhíu mày chợt hỏi lần này cậu gặp tôi là vì chuyện gì không có chuyện gì quan trọng đâu nhà họ đường muốn có một tấm thiệp mời tham dự nghi lễ nhậm chức của ông ông phái người tặng một tấm là được nói xong giang thần đứng dậy muốn rời đi mặc dù anh và tiêu giao vương có cùng cấp bậc nhưng anh chưa bao giờ để mắt tới tiêu giao vương chẳng những mình tiêu giao vương mà cho dù là bốn đại soái khác tề tự anh cũng sẽ quan tâm Khoan đã, tiêu giao vương kêu lên. Hả, Giang thần dừng lại nhìn ông ta, sao vậy? Ông còn có chuyện gì sao? Tiêu chiến là thuộc hạ của tôi. Tiêu giao vương có chút tức giận. Tiêu chiến là thuộc hạ của ông ta, bây giờ bị Giang thần giết, vậy mà Giang thần lại không giải thích một lời. Vậy thì sao? Giang thần lạnh lùng hỏi lại. Cậu không giải thích cho tôi hả? Tôi đã nói rồi, ông ta đáng chết. Không phải tôi đang xin ông cho thiệp mời, ông thích cho hay không thì tùy ông, không cho thì thôi. Nói xong, Giang thần xoay người rời đi. Sau khi anh rời đi, một người đàn ông bước ra từ sau tấm rèm đen. Vương, cậu ta thật không coi ai ra gì. Tiêu giao vương khẽ phất tay, cười khổ cậu ta vốn dĩ là như vậy. Đừng nói là tôi, cho dù thiên tử đích thân tới đây, chưa chắc cậu ta đã để vào mắt. Chuyện này cứ quên đi, quả thực là tiêu chiến tự làm tự chịu. Cậu đích thân tới nhà họ đường một chuyến, đưa cho họ một tấm thiệp mời. Người đàn ông không cam lòng hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ qua? Tiêu Giao Vương nhìn anh ta, không thì sao, còn có thể làm gì, giết cậu ta hả? Mặc dù cậu ta đã nộp đơn từ chức, nhưng cấp trên còn chưa duyệt, hơn nữa cậu ta là Hắc Long, thủ lĩnh của trăm vạn quân Hắc Long. Mặc dù thời gian phong tướng ngắn nhất, nhưng bốn quân đoàn khác cộng lại chưa chắc đã bằng quân Hắc Long của cậu ta. Quân Hắc Long coi cậu ta là cầm đầu cấp trên cũng rất coi trọng cậu ta. Vâng, thuộc hạ sẽ tới nhà họ đường ngay, người đàn ông không nhiều lời. Hai, tiêu giao vương thở dài, ngũ đại quân khu sát nhập, lại bị đẩy lên đầu sóng rồi. Ngũ đại quân khu chỉnh đốn và sáp nhập, vốn dĩ công việc này sẽ không rơi vào đầu ông ta, nhưng hắc Long thấy rõ tiên cơ, nhận ra cấp trên sẽ có sự sắp xếp nên đã xin từ chức. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự nhà họ đường, một chiếc xe jeep chạy tới, mấy người đàn ông mặc quân phục bước xuống xe, đi tới gõ cửa nhà họ đường. Từ camera giám sát, đường Thiên Long thấy có quân nhân tới nhà, lập tức đích thân nghênh đón, tướng, tướng quân, có việc gì vậy? Vụ tiêu chiến lần trước để lại bóng ma cực lớn trong lòng ông ta, ông ta sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa nên cẩn thận hỏi. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục đưa cho đường Thiên Long một tấm thiệp mời tinh xảo đẹp đẽ, nói thiệp mời tham dự nghi lễ nhậm chức của tiêu giao vương đường thiên long chấn động thư thiệp mời đường thành lâm ông có một đứa cháu rể tuyệt vời đấy người đàn ông trung niên đó để lại một câu như vậy rồi xoay người rời đi đường thiên long nhìn tấm thiệp mời này nhất thời không phản ứng kịp ông nội chuyện gì vậy đường mộng oánh hỏi thư thiệp mời do quân tây cảnh đưa tới đường thiên long hoảng hốt nói hả nhanh vậy sao ông ơi cháu không lừa ông đúng không cháu đã nói rồi mà chuyện này cứ giao cho Liễu Sung đi, ông xem, mới nửa ngày mà nhà họ Liễu đã ra mặt giúp đỡ, quân Tây Cảnh đích thân đưa thiệp mời tới rồi đấy. Liễu Sung đi ra, hỏi, Mộng Oánh, có chuyện gì mà em vui vậy? Anh yêu, cảm ơn anh. Đường Mộng Oánh hôn lên má Liễu Sung, cảm ơn anh đã nhờ nhà họ Liễu ra mặt giúp nhà họ đường nhận được thiệp mời. Ngoặc kép ngoặc kép, Liễu Sung sững sờ. Nhà họ Liễu ra mặt ư. Quả thực anh ta đã nói chuyện này với bố rồi, nhưng bây giờ bố anh ta còn đang buồn rầu, đã tặng cho các nhân vật lớn không ít quà, lo lót trước sau cũng đã mất khoảng nghìn vạn rồi. Nào có rảnh rỗi mà giúp nhà họ Đường nhận được một tấm. Anh ta hơi đần ra, nhưng vẻ mặt lại đắc ý nói, nhà họ Liễu ra mặt, muốn một tấm thiệp mời còn không phải là chuyện quá đơn giản sao? Liễu Sung, cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu, cháu đúng là cháu rể hiền của ông. Đường Thiên Long cũng hoàn hồn lại, cười không ngậm được mồm người đưa thiếp mời đến nói ông ta có một đứa cháu rể tuyệt vời. Ông ta chắc chắn đó là Liễu Sung, bởi vì trong đám cháu rể, chỉ có Liễu Sung có gia thế lớn nhất. Cháu rể ngoan, mau vào phòng ngồi đi, ông sẽ cho cháu một phong bì dày, cháu mang về cho bố cháu, cảm ơn ông ấy đã ra mặt xin một tấm thiệp mời cho nhà họ đường. chương 30, tranh công. Giang thần về tới nhà. Vừa bước ra khỏi thang máy, chưa kịp vào nhà thì Tiểu Hắc đã gọi điện thoại tới. Anh Giang, bên phía tiêu giao vương thông báo đã phái người đưa thiệp mời cho nhà họ đường rồi. Ừ, biết rồi, giang thần cúp máy, gõ cửa vào nhà. Người mở cửa là Ngô Mẫn, vợ đường Tùng. Thấy giang thần, cô ta lập tức sụ mặt, đồ phế vật chỉ biết phá hoại là giỏi, anh còn về nhà làm gì. Giang thần làm lơ cô ta, đi vào nhà thấy đường sở sở đang ngồi trên sofa trong phòng khách, lập tức cười nói, sở sở, anh đã nhờ người để quân Tây Cảnh đưa thiệp mời cho nhà họ đường rồi. Đường sở sở không tin, hỏi, đó chính là quân Tây cảnh đó, sao anh lại nhờ được? Giang thần cười nói, em quên hả, anh từng đi lính, cũng quen biết một vài ông lớn làm trong quân đội, anh nhờ thủ trưởng dùng quan hệ đấy. Nhưng trong lý lịch của anh nói anh tòng quân ở Nam Hoang, Nam Hoang với Tây cảnh cách nhau rất xa cơ mà. Giang thần nói dối, đúng là rất xa, nhưng thủ trưởng của anh có chút quan hệ với một nhân vật có địa vị ở Tây cảnh, dù sao cũng đã đưa đến rồi, Chúng ta tới nhà họ Đường xem là biết ngay thôi mà. Trong nhà còn có Hà Diệp Mai, Đường Bắc và Đường Tùng đang ngồi đấy. Hà Diễm Mai cũng không tin, khinh thường nói, còn lôi kéo quan hệ á? Cậu đi lính 10 năm cũng chỉ là lính quen, có thể có quan hệ gì chứ? Giang Thần, tôi cảnh cáo cậu, Sở Sở ngây thơ, nhưng tôi cũng không ngốc, cậu đừng hòng lừa gạt Sở Sở. Sở Sở, con cũng thật là, thằng vô dụng Giang Thần này chỉ biết chút hy thuật, muốn tiền không có tiền muốn quyền không có quyền, sao con cứ khăng khăng một mực chọn thằng này vậy? Giang thần đã quen với thái độ lạnh lùng châm biếm của Hà Diệp Mai rồi, cho nên anh không nhiều lời mà kéo đường sở sở, sở sở, chúng ta tới nhà họ đường thôi. Lần này anh nhất định sẽ làm cho hãnh diện. Giang thần, cậu nói thật hả? Đường bác không nhịn được hỏi một câu. Ông ta không tin Giang thần có thể nhờ cậy quan hệ để quân Tây Cảnh tặng một tấm thiệp mời cho nhà họ đường. Dù sao lễ kế vị lần này của tiêu giao vương không có quá nhiều ghế khách, số lượng có hạn, quyền quý của ngũ đại quân khu đều đang nghĩ mọi cách để kiếm được thiệp mời. Bố, lời của thằng vô dụng này mà bố cũng tin à. Đường Tùng hư lạnh, cậu ta hận chết Giang Thần, nếu không phải do Giang Thần thì cổ phần nhà cậu ta sẽ không bị thu hồi, vậy thì cậu ta có thể mua siêu xe, mua nhà lớn. Bây giờ bởi vì Giang Thần mà mọi thứ đều tan biến. Giang Thần làm lơ đám người này, kéo đường sở sở rời đi. Thấy anh chắc chắn như vậy, Hà Diễm Mai cũng đi theo. Nếu Giang Thần nói thật, ông cụ mà vui vẻ thì chắc chắn sẽ thưởng cho đường sở sở, đến lúc đó muốn lấy lại cổ phần không phải là việc khó. Ở nhà họ đường, đường Thiên Long rất vui vẻ. Ông ta nằm mơ cũng muốn có được một tấm thiệp mời. Đây là nghi lễ nhậm chức của tiêu giao vương, chỉ có 100 ghế khách, mà ngũ đại quân khu có quá nhiều người giàu, rất nhiều nhân vật lớn đều nghĩ đủ mọi cách tặng quà cáp để mong có được một tấm thiệp mời. Bây giờ nhà họ Liễu ra mặt giúp nhà họ Đường xin được một tấm. Đường Thiên Long cười không ngậm được mồm, lấy một tấm thẻ đưa cho Liễu Sung, cháu rể, trong thẻ có 500 vạn, chỉ là chút lòng thành, coi như cảm ơn nhà họ Liễu đã giúp đỡ, cháu đừng chê ít nhé. "Ôi, ông nội, thế sao được ạ?" À? Liễu Sung mồm nói vậy, nhưng tay vẫn nhận lấy thẻ, "Ông nội, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi." đừng khách sáo như thế. Liễu sung vui vẻ gần chết. Nhà họ Liễu phải vận dụng không ít mạng lưới quan hệ, tốn mấy nghìn vạn mới nhận được một tấm thiệp mời. Thiệp mời của nhà họ Đường chắc chắn không phải là do nhà họ Liễu ra mặt, bây giờ Đường Thiên Long lại cho anh ta 500 vạn, anh ta không chút do dự nhận lấy. Ngu gì mà không cần. Thể diện nhà họ Liễu lớn thật đấy. Chứ gì nữa, Công ty dược phẩm Thái Hồng của nhà họ Liễu chính là tập đoàn lớn số 1 số 2 ở Giang Trung này đấy. Liễu Thiếu Huy, bố của Liễu Sung quen biết với rất nhiều người, có thể diện lắm đấy. Lần này may mà có Liễu Sung, nếu không phải nhờ cậu ấy thì nhà chúng ta căn bản không thể có được thiệp mời. Mộng Oánh tìm được cậu bạn trai tuyệt lắm, đúng là làm nhà họ đường nở mày nở mặt. Người nhà họ đường bắt đầu nịnh bợ Liễu Sung. Liễu Sung đã lâng lâng đến mức không còn thấy trời trang gì nữa rồi, Đắc Y nói, tôi đã bảo rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Ngay khi người nhà họ Đường đều đang vui mừng vì nhận được thiệp mời thì Giang Thần dẫn Đường Sở Sở tới, đằng sau còn có Hà Diệp Mai, Đường Bác, Đường Tùng, Ngô Mẫn. Thấy cả nhà Đường Sở Sở tới, sắc mặt người nhà họ Đường lập tức trầm xuống. Đường Mộng Oánh đứng dậy, lạnh giọng nói, mấy người tới đây làm gì? Đường Sở Sở nói, em gái Mộng Oánh. Đường Mộng Oánh không hề nể mặt Đường Sở Sở cút, ai là em gái cô? Nhận được thiệp mời, tâm trạng đường Thiên Long rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy cả nhà đường sở sở, tâm trạng của ông ta lập tức bị phá hỏng, nhất là Giang Thần, tên này quá khinh người, một thằng ở rể mà dám không để gia chủ như ông ta vào mắt. Cút, ông ta chỉ ra ngoài cửa. Ông nội, Giang Thần nhờ chiến hữu để lính Tây Cảnh đưa thiệp mời tới, cháu tới hỏi xem nhà mình đã nhận được chưa? Hà Diệp Mai, Đường Bác, Đường Tùng đều nhìn Đường Thành Lâm, chờ ông ta trả lời. Đường Thiên Long còn chưa mở lời thì đường lỗi đã cười lạnh, giang thần nhờ chiến hữu để lính Tây Cảnh đưa thiệp mời tới Á. Cười chết mất, rõ ràng là em rể Liễu Sung đã ra mặt, nhờ nhà họ Liễu nên lính Tây Cảnh mới đưa thiệp mời tới. Đúng vậy, đường mộng oánh khinh bị nhìn giang thần nói, một tên lính quèn thì có tư cách gì mà tiếp xúc với lãnh đạo quân Tây Cảnh chứ? Đúng là vô liêm sỉ, biết quân Tây Cảnh đưa thiệp mời tới nên đến tranh công. Nghe vậy, sắc mặt giang thần trầm xuống, nhìn Liễu Sung ngồi vắt chéo chân trên sofa. Liễu Sung cũng chừng mắt nhìn anh, quát thằng vô dụng, mày nhìn cái gì mà nhìn. Đúng là vô liêm sỉ. Rõ ràng là nhà họ Liễu ra mặt giúp đỡ nên nhà chúng ta mới nhận được thiệp mời. Thằng rác rời giang thần này chắc chắn thấy lính Tây Cảnh tới tặng thiệp mời nên chạy tới tranh công. Đúng thế, may mà Liễu Sung ở đây, nếu không thì sẽ khiến âm mưu của cậu ta thành công. Người nhà họ đường năm mồm bảy miệng mắng giang thần, Đồng thời nhân tiện nịnh bợ Liễu Sung. Nghe thấy những lời này, Hà Diễm Mai nhất thời nổi giận, giơ tay đánh lên đầu Giang Thần, quát: "Đồ vô dụng, thật mất mặt, còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau về thôi." Đường Sở Sở cũng tủi thân. Cô còn tưởng Giang Thần sẽ thật sự giúp cô nở mày nở mặt, khiến ông nội nhìn cô bằng con mắt khác. Thì ra lúc Giang Thần trở về, nhìn thấy Quân Tây Cảnh đưa thiệp mời tới nên mới nhận công về mình. "Giang Thần, anh làm em thất vọng quá." cô che miệng khóc chạy đi, sở sở Hà Diễm Mai đuổi theo đám người Đường Tùng cũng cảm thấy mất hết thể diện nhanh chóng rời đi nhìn cả nhà họ Đường Giang Thần nhất thời nở nụ cười cha từng thấy kẻ vô liêm sỉ nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ cỡ này được rồi nhà họ liếu ra mặt mới có thiệp mời đúng không để tôi xem thử ngày mai các người đi dự lễ bằng cách nào nói rồi anh xoay người rời đi sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Đường anh lấy di động gọi cho Tiểu Hắc, báo cho Tiêu Giao Vương, hủy bỏ thiệp mời của nhà họ đường. Tiểu Hắc không biết Giang Thần đã làm gì, nhưng vẫn nghe lời gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương để báo chuyện này. Audio điện tử võ tấn bền chương 31, mua trung tâm thương mại nội thành. Giang Thần chỉ muốn đường sở sở vui vẻ mà thôi. Không ngờ thiệp mời mà anh bảo Tiêu Giao Vương đưa tới lại bị kẻ khác đoạt mất công lao, khiến đường sở sở hiểu nhầm anh. Sau khi gọi điện cho Tiểu Hắc, anh đuổi theo. Sở sở. Anh chạy tới, kéo tay đường sở sở, giải thích, em nghe anh nói, anh thật sự không lừa em, thiệp mời thật sự là do anh nhờ người mang tới, không ngờ lại bị người khác giành công lao. Đồ vô dụng, tới bây giờ mày vẫn dám tranh công hả? Hà Diễm Mai chửi ầm lên, mày còn ngại chưa mất hết thể diện hả? Đường Tùng cũng giật dây chị, anh ta chỉ là một thằng lính suốt ngũ thôi, có bản lĩnh gì chứ, chị ly hôn với anh ta đi đường sở sở nước mắt giàn giụa giang thần đủ rồi em cảm ơn anh từng chu đáo chăm sóc em cảm ơn anh đã chữa khỏi cho em nhưng bây giờ em không muốn thấy anh anh đi đi nói xong cô khóc chạy đi trong lòng giang thần rất bức bối mặc dù đối mặt với thiên quân vạn mã anh cũng chưa từng chật vật như thế này một thành công thì ít hỏng việc thì nhiều hà diễm mai lại mắng Giang thần đứng im lặng chỗ nhìn cả nhà đường bác rời đi, hít sâu một hơi. Anh lại chạy về nhà họ đường, nhưng không thể vào nhà. Anh bất đắc dĩ lựa chọn rời đi, dự định chờ đường sở sở hết giận rồi giải thích. Sau khi rời khỏi nhà họ đường, anh tới phòng khám phàm nhân của Tiểu Hắc. Anh Giang, sao anh lại tới đây? Vừa vào nhà, Tiểu Hắc đã hỏi. Thấy sắc mặt anh không đúng lắm, anh ta lập tức ngậm miệng, đưa cho anh một điếu thuốc trong lòng giang thần rất bức bối. Anh chỉ muốn cho đường sở sở vui vẻ, không ngờ lại gặp kẻ vô liêm sỉ đoạt công lao của mình. Tiểu Hắc, có phải tôi không nên trở về không? Giang thần hút thuốc, sương khói bay lên. Tiểu Hắc hỏi, anh Giang, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Giang thần kể lại chuyện vừa rồi. Tiểu Hắc cười khổ, anh Giang, tôi chưa từng yêu đương thật sự không giúp được anh đâu. Nhưng nếu anh Giang ngứa mắt nhà họ liễu thì tôi sẽ giết chết nhà họ liễu ngay lập tức hai thôi bỏ đi giang thần khẽ phất tay cũng không phải là thù sâu hận nặng gì nơi này là giang trung thành phố lớn hòa bình không phải là biên cảnh nam hoang cách đối phó với kẻ địch không thể dùng để đối phó với đồng bào nghe vậy tiểu hắc không lên tiếng đúng rồi tiểu hắc tài sản của tôi đều giao cho cậu bảo quản bây giờ tài sản cá nhân của tôi có bao nhiêu trở về thành phố giang thần đã trải qua không ít chuyện trước kia anh coi tiền tài như rác rưởi nhưng bây giờ anh lại cảm thấy không có tiền không được. Tôi nào biết, tôi tính cho anh xem, chúng ta từng đánh tới địch quốc, lão đại tiếp nhận mấy mỏ vàng của địch quốc, sang tay bán cho một ông chủ lớn, hình như bán được hơn 300 triệu, còn một lần một tên đại gia phạm tội bị kẻ địch đuổi giết, vừa lúc được lão đại cứu, hình như tên đại gia đó cũng báo đáp cho anh 100 triệu. Đúng rồi, một số đại gia của các nước nhỏ ở biên cảnh Nam Hoang cũng nộp tiền bảo kê cho anh hàng năm để được bảo vệ tính hết mấy thứ này lại thì ít nhiều gì cũng có hai ba trăm tỷ. Tôi có nhiều tiền thế cơ à? Giang thần hơi kinh ngạc. Trước kia anh không để ý mấy thứ này, bây giờ anh lại bắt đầu quan tâm, không ngờ mình lại giàu có như vậy. Anh Giang à, anh chính là chỉ huy quân hắc Long ở Nam Hoang đó, Nam Hoang là nơi hỗn loạn nhất, nhưng cũng dễ phát tài nhất. Tài sản của anh nhiều vô số kể, chẳng qua anh lười không muốn tranh giành thôi, chứ không anh đã thành người đàn ông giàu có nhất thế giới rồi. Nghe vậy thấy những lời này của tiểu hắc, giang thần lẩm bẩm xem ra trước kia tôi quá ngu ngốc rồi. Lão đại, sao tự dưng anh lại quan tâm tới tiền vậy? Anh có thể hắc long đặc chế, đây chính là phần thưởng của thượng cấp, mức tối thiểu là 100 triệu đó, anh hẳn là không thiếu tiền mới đúng chứ? Sở sở nói tôi giấu quỹ đen, tịch thu mất rồi, nói là giữ lại để sau này nuôi con. Nhắc tới đường sở sở, giang thần lại nở nụ cười mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Tiểu hắc, Vâng, mua trung tâm thương mại mới xây dựng ở Giang Trung này cho tôi. Hả? Nghe vậy, Tiểu Hắc cũng bị chấn động. Trung tâm thương mại nội thành là trung tâm thương mại mới xây, chỉ riêng cao ốc cao hơn 50 tầng đã có tới 50 tòa, xung quanh còn có phố chợ đêm, phố đi bộ, phố đồ cổ, vân vân. Trung tâm thương mại nội thành đã xây dựng xong, do mấy ông trùm bất động sản hợp tác xây dựng, muốn biến nó thành trung tâm thương mại phồn hoa nhất cả nước. Sao? Không đủ tiền hả, không đủ thì vận dụng quan hệ chèn ép." Tiểu Hắc nhìn Giang Thần, không nhịn được hỏi, "Lão đại, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Tài chính trong tay chúng ta tổng cộng lại chỉ có khoảng 200 tỷ thôi, mua hết toàn bộ trung tâm thương mại thì phải lớn cỡ nào chứ?" "Anh biết trung tâm thương mại to chừng nào không? Chỉ riêng miếng đất đó đã vô giá rồi. Em nghe nói đám ông trùm bất động sản đã đầu tư vào đó tống cộng khoảng 500 tỷ, tốn thời gian 5 năm mới hoàn thành được đấy." Giang Thần không có khái niệm gì về mấy vấn đề này, hỏi thẳng, cậu cứ nói mua hết trung tâm thương mại nội thành này cần bao nhiêu tiền đi. Tiểu Hắc suy nghĩ rồi nói, các ông lớn bất động sản hợp tác đầu thư hơn 500 tỷ, cho dù chúng ta lấy giá thấp nhất, cho dù công ty bất động sản không kiếm tiền thì cũng phải cần ít nhất là 600 tỷ. Mua, không đủ tiền thì đòi mấy đại gia ở biên cảnh Nam Hoang, mau chóng gom đủ 600 tỷ mua trung tâm thương mại nội thành cho tôi. Số tiền này không hề nhỏ e rằng tôi sẽ phải về Nam Hoang một chuyến. Đi đi, Giang thần xua tay. Cùng lúc đó, tại nhà họ đường. Sở sở, con còn trần chờ gì nữa? Mau ly hôn với Giang thần đi. Đúng thế, chị, cho dù chị làm bổ nhí là Diệp Hùng thì cũng tốt hơn là đi theo Giang thần. Cả nhà vây quanh đường sở sở đều khuyên cô ly hôn với Giang thần. Con hơi mệt, con về phòng ngủ trước đây. Đường sở sở đứng dậy rời đi. Về đến phòng, cô ngơ ngác ngồi trên giường trong khoảng thời gian này cô đã quen có giang thần bên cạnh bây giờ giang thần không ở đây cô cảm thấy hụt hẫng như thể đánh mất thứ gì đó rất quan trọng cô biết giang thần muốn làm cho mình vui vẻ nhưng lại biến khéo thành vụng khiến cô mất mặt trước mọi người cô lấy di động muốn gọi cho giang thần bảo anh trở về nhưng cô không gọi mà tức giận thở phì phì ngồi trên giường dựa vào đâu chứ anh ấy làm sai trước không chủ động gọi cho mình xin mình tha thứ, tại sao mình phải gọi cho anh ấy. Nghĩ đến đây, cô lại tức giận đặt điện thoại trên giường. Nhưng cô không ngừng xem di động, hy vọng Giang Thần có thể gọi tới. Một phút, mười phút, nửa tiếng, một tiếng, ba tiếng. Đường sở sở chờ tới ba giờ sáng, Giang Thần vẫn không gọi điện thoại tới, thậm chí tin nhắn cũng không gửi đến, khiến cô tức giận đi loanh quanh trong phòng, không ngừng mắng Giang Thần, mắng anh không có lương tâm. Sau khi Giang Thần nói chuyện với Tiểu Hắc chuyện mua trung tâm thương mại, Tiểu Hắc đã đến Nam Hoang để lấy tiền ngay trong đêm. Nam Hoang là biên cảnh, có rất nhiều nước nhỏ, những nước nhỏ này sản xuất nhiều đá quặng và ngọc bích nguyên thạch, có không ít người giàu, mỗi người lấy một ít thì thu gom đủ mấy trăm tỷ cũng không khó lắm. Lần này mục đích Giang Thần trở về vừa muốn trả ơn, vừa muốn báo thù. Chẳng qua gần đây anh vẫn ở bên cạnh đường sở sở, không rảnh đi gây sự với bốn gia tộc lớn ngoại trừ giết tiêu biệt hạc và tiêu chiến nhà họ tiêu, anh không có hành động gì khác. Thừa dịp đường sở sở đang tức giận, anh dự định đi tìm tiêu nhược nhiên, hỏi tung tích của bức hoa nguyệt sơn cư. Căn biệt thự duy nhất của nhà họ tiêu. Lúc này đã là dạng sáng, đèn trong biệt thự đã tắt hết rồi. Một bóng người xuất hiện ngoài biệt thự. Người này khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ mặt quỷ màu đen, giống như một hồn ma. chương 32, hoàn lại gấp trăm lần những căn biệt thự khác của nhà họ tiêu đều đã bị ngân hàng thanh lý bây giờ người nhà họ tiêu không có nhà để về đều đang thuê phòng ở căn biệt thự ở nơi này là tài sản cá nhân của tiêu nhược nhiên nhà họ tiêu lần trước tiêu chiến đã chủ tính lấy ra một số thứ không đáng tiền để bán đấu giá e ngại thực lực của tiêu chiến không ít đại gia đều bỏ tiền ra mua một số thứ không đáng giá mặc dù tiêu chiến đã chết nhưng số tiền đó lại rơi vào trong tay tiêu nhược nhiên Tuy cô ta là đàn bà con gái, nhưng sau khi tiêu biệt Hạc và tiêu chiến chết, cô ta đã trở thành trụ cột trong nhà họ Tiêu. Hiện tại, người nhà họ Tiêu đều trông cậy vào Tiêu Nhược Nhiên, hy vọng cô ta có thể dẫn dắt nhà họ Tiêu vùng dậy lại lần nữa. Biệt thự, căn phòng tầng 2. Có một người đàn ông hơn 50 tuổi đang nằm trên giường. Mà ở một bên, còn có một người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng đang đứng. Người phụ nữ đó là Tiêu Nhược Nhiên, mặc dù đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng lại chăm sóc rất tốt, nên chỉ trông như thiếu nữ 18-19 tuổi. Cô ta có vóc dáng thon thả, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tóc dài xóa qua vai, lại thêm bộ váy hơi trong suốt, trên người tràn đầy sự quyến rũ và cuốn hút. Anh Trương, chuyện anh đã đồng ý với em, khi nào thì mới thực hiện đây? Tiêu nhược nhiên nhìn người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần cộc nằm trên giường. Người đàn ông này chính là một nhân vật lớn, quen biết rất nhiều nhân vật có địa vị quan trọng, hiện tại nhà họ tiêu đã triệt để phá sản, sản nghiệp của nhà họ tiêu đều đã bị niêm phong. Tiêu Nhược Nhiên cũng đang cố gắng dùng tất cả mọi quan hệ có thể dùng được, muốn lấy lại một số sản nghiệp thuộc nhà họ tiêu. Trương Trường Thiên nhìn Tiêu Nhược Nhiên xinh đẹp động lòng người, mỉm cười nói: đừng lo lắng, chuyện anh đã đồng ý với em, khẳng định sẽ thực hiện cho em. Em cũng biết đấy, Diệp Hùng đã sử dụng con đường kinh tế chính trị mới có thể khiến cho nhà họ tiêu phá sản. Anh cần phải chuẩn bị kỹ tất cả mọi mặt tiêu nhược nhiên đi qua, giúp vào trong lòng Trương Trường Thiên, làm nũng nói, anh Trương, cả trước cả sau em đã đưa cho anh 5.000 vạn rồi, bây giờ đã qua một khoảng thời gian dài như thế, anh cũng phải cho em một thời gian chính xác chứ. Sắp, sắp rồi, chỉ mấy ngày nữa thôi. Trương Trường Thiên cười nói, trong lòng lại hừ lạnh. Con đĩ thối tha, hiện tại nhà họ tiêu đã gặp nạn rồi, tiêu chiến đã chết. Nhà họ tiêu đã không còn cách nào trở lại là một trong bốn nhà quyền thế nữa. Tiền cô đưa tôi, tôi sớm đã thua hết rồi nếu như không phải vì tiền tôi mới lười để ý đến con đĩ thối than nghìn người leo vạn người cưỡi như cô anh trương anh yên tâm đến khi lấy lại được tài sản cố định của nhà họ tiêu sẽ không thiếu phần của anh hơn nữa sau này ngay cả em cũng sẽ là của anh ầm uhm, ngay lúc này cửa phòng bị đá văng ai cả người trương trường thiên đều vào trạng thái chiến đấu lật người bỏ dậy nhìn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đá cửa mà vào ông ta sợ đến run rẩy cả người. Ông ta vừa lăn vừa bò rớt từ trên giường xuống, vừa cầm lấy quần áo mặc vào, vừa mở miệng nói, không, không liên quan đến tôi, tôi không biết gì hết, tôi đi đây. Lăn lộn ở Giang Trung, sao ông ta có thể không biết người đàn ông mặt quỷ này? Chính anh ta đã giết tiêu biệt hạc, chính anh ta đã giết tiêu chiến. Tiêu nhược nhiên nhìn thấy Giang thần đá cửa mà vào, cũng bị dọa đến run rẩy cả người. Giang thần bước từng bước qua. Trương Trường Thiên thoáng chốc đã mặc đồ xong, chuẩn bị bỏ chạy. Thế nhưng, một đôi tay to đã túm ông ta lại, cưỡng ép quăng ông ta lên giường. Ông ta sợ hãi con người thành một cục, một câu cũng không dám nói, sợ nói sai lời, chọc phải ông thần này. Anh rốt cuộc là ai? Nhà họ tiêu tôi và anh có thủ oán sâu nặng gì với anh? Sau khi khiếp sợ, tiêu nhược nhiên bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm giang thần đang bước đến. Giang thần lấy mặt nạ trên mặt xuống, Cậu, tiêu nhược nhiên nhìn chầm chầm giang thần, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc đứa con ở rể của nhà họ đường, giang thần. Phải, giang thần không phủ nhận. Giang, giang thần. Tiêu nhược nhiên bỗng nhớ lại gì đó, kinh ngạc kêu lên cậu, cậu là con trai của giang nam, giang thần. Giang thần gật đầu, anh kéo một cái ghế qua, ngồi bên cạnh giường, bình tĩnh châm một điếu thuốc. Căn phòng rộng lớn có chút yên ắng, chỉ có tiếng thuốc đốt cháy. Trường trường thiên sợ sệt co do trên giường, không dám nói câu nào. Sắc mặt tiêu nhược nhiên thì tối sầm đến đáng sợ. Bây giờ cuối cùng cô ta cũng đã biết, người diệt nhà họ tiêu là người nào. Giang thần, rốt cuộc là cậu muốn như thế nào? Ha! Giang thần bật cười. Anh cười một nụ cười dữ tợn, một nụ cười đáng sợ. Tiêu nhược nhiên, cô lại hỏi tôi muốn như thế nào? Bởi vì cô, ông nội tôi bị oan, trở thành trò cười của Giang Trung. Bởi vì cô, bố tôi bị chọc tức đến mức bệnh tim tái phát, cô lại đẩy ông ấy từ tầng 3 xuống, còn nói là sợ chịu tội nên tự sát. Bởi vì cô, mà bốn gia tộc lớn tiêu, vương, triệu, châu tụ tập tại nhà họ Giang, chói ba mươi mấy người của nhà họ Giang lại, phóng một trận lửa lớn, thiêu chết ba mươi mấy người họ Giang. Cô hỏi tôi muốn như thế nào? Giang thần lúc này tựa như một con hổ giữ sổng ra khỏi lồng giam, trên người có sát khí đáng sợ. Anh gào lên, gào đến mức khiến màng tai tiêu nhược nhiên tê dại, hoang mang lo sợ. Tiêu nhược nhiên sợ rồi, cô ta hoàn toàn sợ rồi. Cô ta là người thông minh, từ sau khi giang thần giết bố của cô ta tiêu biệt hạc, và giết anh tư của cô ta tiêu chiến, những chuyện này bị cưỡng ép kiềm xuống, cô ta lập tức biết, giang thần của hiện tại đã không còn là thiếu niên yếu đuối của 10 năm trước nữa. Giang, giang thần, tốt xấu gì tôi cũng là mẹ kế của cậu, cậu. Chát, giang thần đứng dậy, phông tay tát một cái. Sức lực của cái tát này khá lớn, thân thể Tiêu Nhược Nhiên trực tiếp bị tát ngã xuống giường, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt sưng đỏ, trong miệng tràn ra không ít máu tươi. Giang Thần túm đầu tóc cô ta, đè đầu cô ta xuống giường, lấy điếu thuốc trong tay rụi lên mặt cô ta. Anh không hề mềm lòng vì Tiêu Nhược Nhiên là phụ nữ. Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt không cam lòng trước lúc chết của bố anh. Anh vẫn còn nhớ cảnh tưởng bố anh bị đẩy xuống lầu và càng không thể nào quên cảnh tượng người nhà họ Giang bị trói, bị đám cháy to thiêu đốt. Á! À, tiêu Nhược Nhiên phát ra một tiếng gào thét đau đớn. Còn Trương Trường Thiên đã bị dọa đến lăn xuống giường, cơ thể lùi về phía chân tường, ngay cả giấm cũng không dám thả. Tiêu Nhược Nhiên, năm đó cô đã dùng trăm phương nghìn kế để tiếp cận bố tôi, hãm hại ông nội tôi, hãm hại bố tôi, diệt nhà họ Giang. Cô có từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Tiêu Nhược Nhiên, cô không chết 38 vong hồn của nhà họ tiêu sao có thể yên nghỉ. Giang thần gào từng chữ từng chữ ra. Giang thần, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Cậu đã khiến nhà họ tiêu phá sản, xin cậu hãy tha cho tôi. Tiêu nhược nhiên của lúc này đã không còn cao quý và tao nhã như trước kia, cô ta giống như chó nhà có tang, không ngừng van xin. Giang thần lấy ra một cái dao bấm. Xẹt, Giang thần đột nhiên rạch một phát trên mặt tiêu nhược nhiên khuôn mặt cô ta lập tức có thêm một vết thương gây người, máu tươi theo cần cổ chảy xuống, nhiễm đỏ chiếc váy trắng tinh. Tiêu nhược nhiên đau đến mức nét mặt vặn vẹo, đau đến mức mất giọng, không kêu ra được. Mười năm trước, đường sở sở mạo hiểm tính mạng kéo tôi ra từ trong đám cháy lớn, tôi mới có thể nhặt lại một mạng. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, nhà họ tiêu các người lại dày vò đường sở sở bằng đủ mọi cách. Tội mà đường sở sở phải chịu, tôi sẽ khiến cho nhà họ tiêu hoàn lại gấp trăm lần cô yên tâm tôi sẽ không giết cô tôi sẽ khiến cho cô biết cái gì là tuyệt vọng tôi sẽ khiến cho cô muốn sống không được muốn chết không xong giang thần nhấc tay lại rạch một dao hu hu tôi đã sai rồi giang thần xin cậu hãy tha cho tôi tiêu nhược nhiên không ngừng van xin giang thần vứt dao bấm trong tay xuống ngồi lên ghế bên cạnh giường nhìn tiêu nhược nhiên với khuôn mặt đầy máu vẻ mặt dữ tợn kinh khủng bức hoa nguyệt sơn cư đang ở đâu chương 33, Hắc Long rơi lệ. Tiếng gào của Giang Thần như tiếng sấm rền, vang vọng bên tai tiêu nhược nhiên, khiến mảng tai cô ta tê dại, mất bình tĩnh. Lúc này, cô ta chỉ ra sức khóc lóc, không biết trả lời như thế nào. Sau một lúc, cô ta mới phản ứng lại, vẻ mặt tuyệt vọng, nói tôi không biết, tôi thật sự không biết. Bức, bức tranh đã bị tiêu chiến cầm đi rồi, hình như là gửi đến một nhân vật lớn nào đó ở Kinh Đô. Xẹt, Giang thần nhặt dao bấm trên giường lên, chém một phát về phía cổ tay tiêu nhược nhiên, tay vừa nhấc dao đã hạ xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Tiêu nhược nhiên đau đớn há to mồm, mất giọng kêu không ra tiếng, nét mặt cô ta vặn vẹo, giữ tợn đáng sợ, cơ thể run lẩy bẩy. Giang thần tiện tay lấy ra mấy cây kim bạc, đâm lên người tiêu nhược nhiên. Chưa hỏi ra bức hoa nguyệt sơn cư, tiêu nhược nhiên không thể chết. Kim bạc vừa đâm xuống, bàn tay sau khi bị cắt của tiêu nhược nhiên đã không còn chảy quá nhiều máu nữa. Nhưng, cô ta lại có thể cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Đây là một loại đau đớn mà người bình thường khó có thể chịu đựng được. Giờ phút này, cô ta muốn chết. Nhưng Giang thần nói đúng, hiện tại cô ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Giang thần lại lần nữa ngồi xuống, nhìn tiêu nhược nhiên tựa như chó nhà có tang, lạnh lùng nói, những đau đớn mà cô gánh chịu, vĩnh viễn không thể bù đắp lại cho những tội nghiệt mà cô đã tạo ra tôi hỏi lại cô lần nữa bức hoa nguyệt sơn cư đang ở đâu tôi tôi không không biết hàm răng của tiêu nhược nhiên run cầm cập nói chuyện cũng không lưu loát nghe thế giang thần cau mày người bình thường bị tra tấn như vậy sẽ có xu hướng muốn cầu xin sự sống khẳng định sẽ có gì nói nấy thế nhưng bây giờ tiêu nhược nhiên lại nói không biết chẳng lẽ cô ta thật sự không biết tâm thích của bức hoa nguyệt sơn cư bức hoa nguyệt sơn cư là báu vật gia truyền của nhà anh đã truyền thừa vô số năm nay trước lúc chết ông nội anh đã từng nói nhà họ giang có thể bị diệt nhưng bức tranh không thể mất tôi xin xin cậu hãy tha cho tôi 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 thật sự không biết tiêu nhược nhiên run rẩy cả người phát âm không rõ lúc này cô ta cảm thấy đầu óc choáng váng nhưng lại không thể hoàn toàn ngất đi trên mặt và tay cô ta đều truyền đến cơn đau dữ dội đau đến mức khiến cô ta như chết đi sống lại. Giang thần là ác quỷ, cô ta sợ, triệt để sợ hãi, cô ta không ngừng cầu xin. Hôm nay tạm thời giữ lại cho cô một mạng, cho cô một khoảng thời gian, tra hỏi tâm thích của bức hoa nguyệt sơn cư cho tôi, tôi sẽ lại đến tìm cô. Đến lúc đó, nếu như cô vẫn không biết tâm thích của bức hoa nguyệt sơn cư, tôi sẽ khiến cho cô biết cái gì là tuyệt vọng thật sự. Giang thần đứng dậy, bất chợt, anh đi về phía cạnh giường, túm trương trường thiên đang ngồi xổm dưới chân tường run lẩy bẩy lên. Trương trường thiên run rẩy, trên đất có một bãi nước, rõ ràng là bị dọa đến đái trong quần. Không, không liên quan đến tôi, tôi, tôi không biết gì hết. Trương trường thiên run cầm cập, không ngừng cầu xin. Chuyện hôm nay xem như không nhìn thấy gì, nếu như bên ngoài có tiếng đồn thổi gì, xảy ra chuyện gì, chắc ông có thể nghĩ ra được hậu quả. Vẻ mặt giang thần lạnh lùng, anh là người phân rõ ân oán, anh không có ân oán gì với trương trường thiên cũng không muốn giết chết ông ta giang thần lại lần nữa nhìn về phía tiêu nhược nhiên đang nằm trên giường như một con chó chết nhất định là cô rất muốn biết thân phận hiện tại của tôi nói cho cô biết cũng không sao tôi là hắc long của nam hoang tổng chỉ huy của trăm vạn quân hắc long đừng nói là tiêu chiến tiêu giao vương ở trước mặt tôi tôi có muốn giết thì giết thôi giang thần để lại một câu nói rồi quay người rời đi anh để lại thân phận của mình là để gây áp lực cho tiêu nhược nhiên, khiến cô ta nhanh chóng tra rõ tâm thích của bức hoa nguyệt sơn cư. Sau khi anh rời đi, trong phòng chỉ còn tiếng khóc của tiêu nhược nhiên. Cơ thể của cô ta đang run rẩy. Hắc, Hắc Long, tổng chỉ huy Hắc Long của Nam Hoang, một trong ngũ đại soái. Cô ta không dám tin. Vì sao thằng nhóc nhà họ Giang 10 năm trước lại trở thành Hắc Long của Nam Hoang tiếng tăm lừng lẫy? Mặc dù cô ta không ở trong quân đội, nhưng anh tư của cô ta là quân nhân, và lại quân hàm cũng không thấp. Cô ta cũng đã từng nghe tiêu chiến nói về chuyện của ngũ đại soái. Thời gian lên chỉ huy của Hắc Long là ngắn nhất, là vào một năm trước. Nhưng, anh lại là người đáng sợ nhất trong ngũ đại soái. Thực lực của anh vượt quá sức tưởng tượng. Hơn nữa anh còn là một thần y. Nhớ lại thân phận của giang thần, cơ thể cô ta không khỏi run rẩy. Cô ta không thể nào ngờ rằng, thân phận của Giang Thần hiện tại lại đáng sợ đến vậy. Chẳng trách anh giết tiêu chiến, nhưng tiêu giao vương lại không truy đến cùng, thì ra là người giết tiêu chiến, chính là Hắc Long mà ngay cả tiêu giao vương cũng phải kiêng kỵ. Trường trường thiên thấy Giang Thần đã đi khỏi, lúc này ông ta mới thở phào một hơi. Bây giờ cả người ông ta đều bị mồ hôi thấm ướt. Liếc nhìn tiêu nhược nhiên đang nằm trên giường một cái, trên mặt cô ta có vết thương, bàn tay bị cắt đứt, ông ta sợ đến mức dùng mình một cái, quay người muốn chạy đừng đừng đi cứu cứu tôi đưa tôi đến bệnh viện tôi tôi có tiền tôi cho ông tiền trước đó tiêu nhược nhiên muốn chết bây giờ giang thần đã đi rồi cô ta lại không muốn chết cô ta muốn sống tiếp nghe thấy tiền trương trường thiên dừng lại trong lòng cũng đang suy tính trước khi đi giang thần đã nói nói không để cho tiêu nhược nhiên chết nếu như ông ta đi tiêu nhược nhiên chết rồi giang thần sẽ trách tội xuống ông ta cũng tránh không thoát và lại cứu Tiêu Nhược Nhiên, ông ta còn có thể nhận được tiền. Nghĩ đến những điều này, ông ta lập tức lấy điện thoại ra, gọi đến số 120 của trung tâm cấp cứu. Còn Giang Thần, sau khi rời khỏi biệt thự của Tiêu Nhược Nhiên, anh đeo lại mặt nạ lên. Anh đến nhà họ Vương, nhà họ Triệu và nhà họ Châu. Trời vừa sáng. Giang Trung, nghĩa trang nhà họ Giang. Trước bia mộ Giang Thiên. Ở đây có thêm ba cái đầu người máu chảy đầm đìa. Giang thần quỳ trước bia mộ Giang Thiên. Ông nội, Tiêu Biệt Hạc, Vương Vĩnh Quý, Triệu Kính Sơn và Châu Đức Bình đã chết rồi. Những tên đầu sỏ khi xưa tiến đến nhà họ Giang phóng hỏa, thiêu chết người nhà họ Giang đều đã chết rồi. Ông nội, cháu trai vô năng, vẫn chưa thể tra ra được tâm tích của bức hoa nguyệt sơn cư. Nhưng, ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm lại bức hoa nguyệt sơn cư. Mặc dù những tên đầu sỏ của bốn gia tộc lớn đã chết, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bốn gia tộc lớn cháu sẽ khiến cho bọn chúng biết cái gì là tuyệt vọng cháu sẽ khiến cho bọn chúng muốn sống không được muốn chết không xong dày vò bọn chúng đến chết để cúng tế vong hồn của nhà họ giang giang thần quỳ trước bia mộ giang thiên anh khóc đến nước mắt đầm đìa anh đường đường là hắc long của nam hoang cho dù có đối mặt với nghìn vạn đại quân anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt bởi vì đàn ông đổ máu chứ không rơi lệ nhưng, lúc này, anh đã khóc, khóc đến nước mắt đầm đìa. Tuy rằng hiện tại anh là Hắc Long của Nam Hoang, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng lại không có ai biết rằng, 10 năm qua anh đã chịu đựng những gì. 10 năm trước, anh bị đám cháy lớn thiêu đốt, anh tận mắt chứng kiến người thân của mình đau đớn gào thét trong đám cháy lớn, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt, vẻ tuyệt vọng lại bất lực của người thân. Cảnh này, anh suốt đời khó quên. Ngay lúc anh tuyệt vọng, có một cô gái cột tóc đuôi ngựa xông vào liều lĩnh cởi bỏ dây thường trên người anh, kéo anh ra khỏi biển lửa. Sau khi sông ra khỏi biển lửa, anh nhìn thấy trên người cô gái đó cũng bắt lửa, nhưng anh lại chỉ quan tâm đến bản thân, nhảy vào dòng sông, không quan tâm đến cô gái đó. Mười năm qua, anh ấy náy và tự trách. Anh mang thù hận trên người, từ một binh sĩ nhỏ, từng bước đi lên, trở thành hắc long, tất cả là vì ngày hôm nay. Báo ơn, báo thù. Hiện nay, kẻ thù đã chết, nhưng cơn giận trong lòng anh khó tan. Bốn gia tộc lớn đã phạm phải sai lầm, nhất định phải chịu sự trừng phạt. Hơn nữa, từ miệng tiêu nhược nhiên, anh đại khái có thể phân tích ra, kẻ đầu sỏ đứng sau màn suối dục diệt nhà họ Giang là người kinh đô. Mục đích của người này chính là vì bức hoa nguyệt sơn cư. Anh nắm chặt nắm đấm. Ông nội, bất kể là ai đã cướp đoạt bức hoa nguyệt sơn cư, ngày khác, cháu nhất định sẽ lấy đầu của kẻ đó đến cung tế ông. Nhưng uất ức, tra tấn mà anh đã chịu 10 năm qua, giờ phút này, hóa thành những giọt nước mặt lăn xuống. chương 34, chấn động. Những tia nắng ban mai nhanh chóng xuất hiện ở phía đằng chân trời. Mặt trời từ từ nhô lên chiếu sáng mặt đất tăm tối. Tối hôm qua Giang Thần đã đi đến ba gia tộc lớn. Anh tiêu diệt tộc trưởng của ba gia tộc đó, mang đầu của bọn họ để cúng tế ông nội và cúng tế linh hồn đã khuất của người nhà họ Giang và hôm nay là một ngày trọng đại chấn động ở Giang Trung, thậm chí là của cả năm khu vực lớn. Mãi chưa có thông báo chính thức về ngày cụ thể diễn ra lễ kế vị của Tiêu Giao Vương, nhưng sáng nay đã đưa ra thông báo lễ kế vị sẽ diễn ra vào trưa nay tại một căn cứ quân sự ở Giang Trung. Tin tức này đã gây ra náo động lớn. Không biết bao nhiêu người còn đang nghĩ đủ cách để có được thiệp mời vậy mà phía chính phủ đã công bố ngày kế vị. Ngay sau đó, lại có một tin tức lớn ập đến Giang Trung. Xin chào buổi sáng tất cả các bạn khán giả, đây là kênh tin tức Giang Trung, tối hôm qua tỷ phú nổi tiếng Vương Vĩnh Quý chết tại nhà, trong tình trạng bị chặt đầu, Triệu Kính Sơn, Châu Đức Bình cũng chết tại nhà và cái chết của ba người này giống nhau, đều bị trói vào ghế và bị chặt đầu. Các bộ phận liên quan đã vào cuộc điều tra. Để cập nhật thêm tin tức, hãy theo dõi bản tin mới nhất của chúng tôi. Một mẫu tin tức đã gây náo động lớn. Đây, Vương Vĩnh Quý là tộc trưởng nhà họ Vương một trong bốn gia tộc lớn tài sản trị giá hàng chục tỷ. Triệu Kính Sơn là tộc trưởng nhà họ họ Triệu, một trong bốn gia tộc lớn, tài sản giá trị hàng chục tỷ. Châu Đức Bình là tộc trưởng nhà họ Châu, một trong bốn gia tộc lớn, giá trị tài sản cũng không hề thấp. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này ai lại dám gây chuyện ở nơi diễn ra lễ kế vị của Tiêu Giao Vương? Hơn nữa người chết cũng không phải là người bình thường đó đều là những người giàu có quyền thế nổi tiếng ở Giang Trung như thế này rõ ràng là đang chống lại tiêu giao vương tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này thêm cả cái chết của tiêu biệt hạc tộc trưởng nhà họ tiêu thời gian trước thì tộc trưởng của cả bốn gia tộc lớn ở giang trung đều đã chết đây chỉ là trùng hợp hay là có người cố ý làm vậy trong bệnh viện thành phố giang trung tiêu nhược nhiên được đưa đến bệnh viện kịp thời bàn tay bị chém nứt lìa của cô ta đã được nối lại nhưng sau này không thể dùng sức nữa cô ta quấn băng gạc trên mặt nằm trên giường bệnh nhược nhiên xảy ra chuyện lớn rồi gia chủ nhà họ vương tiêu châu đều chết rồi đều bị chặt đầu trói trên ghế một thành viên quan trọng của nhà họ tiêu lên tiếng cái gì nghe thấy vậy tiêu nhược nhiên rất sốc chết chết rồi nhược nhiên rốt cuộc người làm em bị thương là ai chuyện này có liên quan đến cái chết của bố chúng ta không người giết tộc trưởng của ba gia tộc khác có phải chính là người đã làm em bị thương không khuôn mặt tiêu nhược nhiên tái nhợt vì sợ hãi, lập tức nói, anh cả, nhanh, lập tức đưa người nhà họ tiêu rời khỏi gian chung, đi càng xa càng tốt, cả đời này cũng đừng quay lại. Tiêu Hắc khó hiểu hỏi, nhược nhiên, rốt cuộc em đang sợ cái gì, người đó rốt cuộc là ai? Hôm nay chính là lễ kế vị của tiêu giao vương, tên đó lại gây ra chuyện lớn như vậy, rõ ràng là đang đối đầu với tiêu giao vương, sao tiêu giao vương có thể tha thứ được? Đừng hỏi, hãy nghe em, mau rời đi, nếu không nhà họ tiêu sẽ bị giết sạch tiêu nhược nhiên thức sự thấy sợ rồi đó chính là hắc long tiêu giao vương là cái thá gì chứ cô ta tin chắc nếu tiêu giao vương dám ngăn cản thì cũng sẽ chết thôi tiêu hắc không hiểu gật đầu nói ừ anh lập tức sắp xếp cho người trong gia tộc rời đi nhưng còn em thì sao tiêu nhược nhiên khẽ lắc đầu vô dụng thôi em đã phạm một tội ác tài trời dù có trốn đến nơi nào cũng vô dụng thôi anh cả anh đi đi đừng lo cho em nữa tiêu nhược nhiên biết rõ hắc long là loại người gì đây là người đứng trên đỉnh của kim tự tháp trốn trốn thế nào trốn đến đâu cô ta tin chắc cho dù cô ta trốn đến nơi nào đều sẽ bị hắc long tìm thấy đến lúc đó cô ta có chạy trời cũng không khỏi nắng và nếu như cô ta có thể tra ra bức hoa nguyệt sơn cư thì có lẽ cô ta có thể chuộc tội thậm chí là bảo vệ cả nhà họ tiêu Tiêu Hắc không biết tại sao Tiêu Nhược Nhiên lại sợ hãi đến như vậy. Nhưng anh ta biết Tiêu Nhược Nhiên chắc chắn biết người giết bố bọn họ là ai, cũng biết đó là người đã giết tộc trưởng của các gia tộc khác. Anh ta không thể không nghĩ đến một gia tộc, nhà họ Giang. Bởi vì gia tộc có thù với nhà họ Tiêu và cũng có mối thù hận khó mà hóa giải với ba gia tộc lớn còn lại thì chỉ có một. Đó chính là nhà họ Giang, gia tộc đã bị diệt phong 10 năm về trước. Anh ta biết điều nên cũng không gặng hỏi nữa, không nhiều lời mà quay đầu rời đi. Tiêu Nhược Nhiên nằm trên giường bệnh, bây giờ cô ta đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Cô ta luôn muốn đưa nhà họ Tiêu trở lại thời đỉnh cao. Bây giờ cô ta biết không còn hy vọng nữa, người nhà họ Tiêu có thể giữ được mạng đã xem như trong cái rủi có cái may rồi. Hắc Long quá đáng sợ, thực sự muốn khuấy đảo bốn gia tộc lớn đến mức truy giết không còn một ai, nhưng cũng phải thôi, chuyện 10 năm trước dù đổi lại là ai đi nữa cũng khó mà tiêu tan nỗi thù hận trong lòng. Tiêu Nhược Nhiên tuyệt vọng lầm bẩm một mình. Cùng lúc đó ở một căn cứ quân sự, Tiêu Giao Vương mặc một bộ đồ quân đội, trên đó đeo năm ngôi sao. "Vương, tối hôm qua xảy ra một số chuyện, có vài người bị giết, bọn họ là" cấp dưới thân cận của Tiêu Giao Vương đi đến báo cáo chuyện này. "Hả?" Tiêu Giao Vương nhíu mày. "Hắc Long làm sao?" "Chắc là Hắc Long, tôi tra được Hắc Long chính là người mà Đường Sở Sở đã cứu khỏi trận hỏa hoạn nhà họ Giang vào 10 năm trước." Cậu ta bị bỏng mặt, không biết làm thế nào đã thay đổi thành một khuôn mặt mới, lưu lạc ở Nam Hoang, trở thành một tên lính quèn ra trận giết giặc. Chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, cậu ta lập vô số công lao, được phong là Hắc Long, chỉ huy đội quân Hắc Long lên tới cả triệu người. Nghe thấy vậy, tiêu giao vương khó hiểu hỏi, cậu ta và bốn gia tộc lớn có thù hận gì sao? Theo như tôi điều tra được thì sự diệt vong của nhà họ Giang vào 10 năm trước có liên quan mật thiết đến nhà họ Tiêu, hơn nữa trận hỏa hoạn đó của nhà họ Giang còn dính dáng đến cả bốn gia tộc lớn của Giang Trung. Tiêu Giao Vương im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Trước đây ông ta chỉ biết Giang Thần giết Tiêu Chiến bởi vì Tiêu Chiến đụng vào đường sở sở vợ của anh, nhưng không ngờ trong đó lại ẩn chứa nhiều chuyện như vậy. Đường sở sở là người đã cứu Giang Thần 10 năm về trước, còn nhà họ Tiêu lại là thủ phạm chính trong việc gây ra sự diệt vong nhà họ Giang. Vương, chuyện này phải giải quyết thế nào? lễ kế vị của anh nhưng giang thần lại gây ra bao nhiêu chuyện nếu như không cho mọi người một lời giải thích chỉ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh vẻ mặt tiêu giao vương chua sót giải thích giả thích thế nào chẳng lẽ cậu còn trông mong tôi sẽ phái quân đến vây quét hắc long sao tôi không có lá gan đó báo lên trên đi đợi bên trên sắp xếp vâng đợi đã vương còn có chuyện gì sao hay là thôi đi Tiêu Giao Vương nghĩ ngợi rồi nói, trước tiên ém tin này xuống, tìm đại một kẻ chết thay, chịu tội thay cho Giang Thần đi. Vương, anh phải nghĩ thật kỹ, Hắc Long đệ đơn từ trước trở về Giang chung là để báo thù. Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này không biết bốn gia tộc lớn này còn chết bao nhiêu người nữa, ém một lần thì không sao, nhưng sau này còn có thể ém nổi sao, chuyện này làm không tốt sẽ gây ra chấn động lớn. Hơn nữa đây thuộc phạm vi thẩm quyền của anh, bên trên nếu như trách tội xuống thì trách nhiệm này, Em tin đi. Tiêu giao vương hít một hơi thật sâu. Hắc Long là ai? Đó là chỉ huy của Nam Hoang, dùng binh như thần, thực lực mạnh mẽ hơn người, y thuật cũng giỏi không ai bằng. Ông ta tin chắc bên trên sẽ không làm khó Hắc Long, nhưng nếu như ông ta báo cáo chuyện này, có thể bên trên sẽ nảy sinh nghi ngờ với ông ta, cảm thấy ông ta cố ý đổ oan cho Hắc Long. Đến lúc đó bị gán cho cái tội này ông ta không tiếp nhận nổi. Vâng, tôi sẽ nghĩ cách, thông báo cho truyền thông, cho họ một lời giải thích. Cấp dưới thân cận của tiêu giao vương rời đi. Tiêu giao vương thì đang suy tính. Bên trên chắc chắn biết rõ tình hình của Giang thần nhưng vẫn để Giang thần đến Giang Trung và còn vội vàng điều anh ta đến. Rốt cuộc bên trên có ý gì? Tiêu giao vương thở dài, ông ta cũng không đoán được ý đồ của bên trên là gì. chương 35, đoàn xe hùng hậu. Buổi lễ kế vị của tiêu giao vương cả ba tộc trưởng của ba gia tộc lớn đều chết thảm, Điều này đã gây ra trận sóng gió lớn. Và sau khi cúng tế người nhà họ Giang, Giang Thần trở về đế vương cư tắm rửa thay quần áo. Tắm rửa xong, anh cầm điện thoại định xem giờ nhưng phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn. Bây giờ đã hơn 8 giờ sáng. Ở nhà họ Đường, Đường Sở Sở đang ngồi trên giường trong phòng, liên tục nhìn vào điện thoại cầm trên tay. Cô kiềm chế không gọi điện thoại cho Giang Thần. Nhưng đã một đêm rồi, cô không kiềm chế được nữa. Cô gọi cho anh mấy cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy. Cô gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời. Lúc này cô rất sốt ruột. Chẳng lẽ tối qua mình nói hơn nặng lời làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy rồi. Đường sở sở không ngừng làm nhảm, giờ cô rất hối hận, sớm biết vậy cô đã không nói mấy lời đó rồi. Và Giang thần cũng đã nhìn thấy tin nhắn mà đường sở sở gửi đến. Thần, em xin lỗi, hôm qua em quá kích động chứ không hề cố ý nói anh, anh trở về đi, Nhìn thấy tin nhắn này, khuôn mặt Giang Thần khẽ nở một nụ cười. Anh không giận Đường Sở Sở, chỉ là vì lúc cô đang tức giận nên anh mới không giải thích nhiều như vậy. Anh thấy xấu hổ khi đối mặt với Đường Sở Sở. Cô đã cứu anh, nhưng anh lại ích kỷ nhảy xuống sông bỏ lại cô. Đường Sở Sở vì cứu anh mà trở thành người phụ nữ xấu xí nhất Giang Trung, trở thành trò cười bị người khác chế nhạo, bị người ta giễu cợt. Bây giờ chỉ cần đường sở sở vui vẻ muốn anh làm gì cũng được ngoại trừ việc quỳ xuống trước mặt người khác là không được, cho dù người đó là ông nội của cô. Bởi vì anh thá chết đứng còn hơn sống quỳ. Đây chính là danh dự của Hắc Long. Anh lập tức nhắn lại cho đường sở sở, anh xin lỗi, anh mới ngủ dậy nên mới không bắt máy, giờ anh về. Vốn dĩ giang thần muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng bây giờ anh không có thời gian để ngủ, anh lái một chiếc xe MPV không biển số đến nhà họ đường vừa đến cổng tiểu khu đã thấy có không ít xe đang dừng trước cổng. Đây là xe nhà họ đường. Tất cả người nhà họ đường đều đến đủ, ngay cả đường sở sở cũng trong số đó. Hôm nay là lễ kế vị của tiêu giao vương. Và nhà họ đường có một tấm thiệp mời. Tất cả thành viên của nhà họ đường đã điều động vài chục chiến xe, dẫn đầu là một chiếc Bentley giá vài triệu, còn lại đều là xe Ben, BMW giá vài triệu, còn chiếc xe của đường Tùng là tồi tàn nhất. Đường Thiên Long là một người coi trọng thể diện, bây giờ có được thiệp mời, mặc dù chỉ có mình ông ta có thể đi xem nhưng ông ta nóng lòng muốn người của cả Giang Trung đều biết nhà họ đường của ông ta nhận được thiệp mời, vì vậy mới làm phô trương như vậy. Thậm chí chiếc xe dẫn đầu còn có cả băng rôn. Dòng chữ ghi chúc mừng nhà họ đường được đến xem lễ kế vị của Tiêu Giao Vương. Phía trước chiếc xe Bentley đường Thiên Long mặc một chiếc áo dài màu xanh chống gậy, mặt mày rạng rỡ tinh thần phấn chấn. Giang thần lái một chiếc xe MPV không biển số đến, mặc dù xe không có biển số nhưng phía trước xe có một biểu tượng đặc biệt, nó giống như một con rồng đen, cũng giống một đám mây đen. Khi anh nhìn thấy người nhà họ đường, anh cũng dừng xe ở một bên rồi xuống xe. Anh không đếm xỉa đến người nhà họ đường mà đi thẳng đến chỗ đường sở sở, khuôn mặt anh nở một nụ cười sán lạn, sở sở. Thần, đường sở sở cũng đi nhanh về phía trước kéo tay anh, vẻ mặt ấy nấy em xin lỗi chuyện xảy ra tối qua em có hơi nặng lời anh đã đi đâu vậy anh đi đến chỗ tiểu hắc ngủ một đêm đồ vô dụng mày còn mặt mũi tới đây sao đường lối kiêu ngạo đi đến nhìn giang thần bằng ánh mắt khinh thường sau đó liếc nhìn chiếc xe mpv không biển số mà anh ta chưa từng thấy anh ta nói bằng giọng điệu khinh thường chắc không phải là mày muốn lái chiếc xe này đến quân khu chứ như thế này thì quá mất mặt còn mày nữa anh ta chỉ vào đường tùng mày nhìn xem, mày đang lái chiếc xe gì, đúng là mất mặt nhà họ đường. Đường Hải đi đến, nhìn thấy xe của đường Tùng và Giang Thần thì lạnh lùng nói, đúng là mất mặt, đừng có lái loại xe này đi, xem xe của ai còn chỗ thì đi nhờ xe đi, nếu không phải ông nội ra lệnh người nhà họ đường đều phải đi thì tao thực sự không muốn chúng mày đi làm mất mặt cái nhà này. Xe đều đã kín, ai còn chỗ trống chứ? Đúng thế, theo tôi ấy à, tốt nhất là nhà đường bác đừng đi nữa không ít người nhà họ đường lần lượt lên tiếng. Đường Thiên Long chống gậy đi tới, liếc nhìn nhà đường bác, thấy chiếc xe hơn 200.000 của đường Tùng và chiếc xe giống hãng Vi Linh, trang gần của Giang Thần, ông ta nhíu mày, đừng đi nữa. Hôm nay người đi quân khu đều là nhân vật có máu mặt, mấy người lái chiếc xe này đi không phải là làm mất mặt nhà họ đường sao. Ông nội, đường sở sở muốn nói. Giang thần bèn kéo cô lại, mỉm cười nói, ông nội, vậy bọn cháu không đi nữa. Thần, anh làm gì vậy? Đường sở sở trách móc. Đúng, nhà chúng ta đừng đi làm xấu mặt nữa. Hà Diễm Mai biết điều, nếu nhà bọn họ đi theo kiểu gì cũng sẽ bị của trách vậy thì thả ở nhà còn hơn. Xuất phát, đường Thiên Long ra lệnh, sau đó ông ta lên chiếc xe Bentley phía trước. Đội chống mà nhà họ đường đặc biệt mời đến cũng bắt đầu đánh chống khua chiêng. Đội xe hùng hậu xuất phát đã thu hút sự chú của rất nhiều người, nhìn thấy băng rôn phía trước của đội xe nhà họ đường, Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhà họ đường giỏi thật, thế mà có được thiệp mời đến lễ kế vị của tiêu giao vương. Đúng thế, nghe nói bạn trai của đường mộng oánh, liễu sung đã ra mặt khiến nhà họ liễu triển khai hoạt động. Đó không phải đường bác sao, sao không đi. Dù sao thì ông ta cũng là con trai của đường thiên long, ngay cả mấy người họ hàng có quan hệ không tốt với nhà họ đường cũng được mời đi mà nhà đường bác lại không đi. Đừng nhắc đến ông ta nữa ai mà không biết ông ta là một kẻ vô dụng chứ. Tiếng trò chuyện bàn tán không ngừng vang lên. Đồ vô dụng, Hà Diễm Mai tức tối chừng mắt nhìn đường bác, từ khi lấy đường bác chưa một ngày nào bà ta được ngẩng cao đầu. Sở sở, em có muốn đi xem lễ kế vị của tiêu giao vương không? Giang thần nhìn đường sở sở. Dương sở sở khẽ lắc đầu nói, lễ kế vị lần này được truyền hình trực tiếp trên mạng, chúng ta về nhà xem trên TV. Giang thần kéo tay cô nói, nếu như em muốn đến đó, anh đưa em đi, hơn nữa còn là hàng ghế vip phía trước. Anh chỉ vào chiếc xe mình lái và nói, em biết đó là xe gì không, đây không phải là xe bình thường, đó là chiếc xe duy nhất ở Nam Hoang, trên thế giới chỉ có một người có thể đi. Anh đã đặc biệt nhờ vào cấp trên, dùng quan hệ mới có được, chiếc xe này ngay cả quân của Tây Cảnh cũng không dám chặn. Đồ vô dụng, cả nhà đều là đồ vô dụng, ông là đồ vô dụng, sinh ra một đứa con trai cũng không có tiền đồ, chọn được đứa con rể cũng không ra gì. Hà Diễm may mắn nhất cả nhà. Sở sở, đi, anh đưa em đi xem náo nhiệt. Giang thần không thèm để ý đến đường tùng và những người khác, kéo đường sở sở lên xe. Sau khi lên xe, anh hạ cửa xe xuống, nhìn Hà Diễm Mai chuẩn bị rời đi cười hỏi, mẹ, mẹ có muốn cùng đi xem náo nhiệt không, dù sao thì trở về cũng chẳng làm gì. Nghe nói lần này người đến quân khu đều là những người giàu có, không phải mẹ muốn tìm cho sở sở một cậu ấm nhà giàu có sao đây đúng là một cơ hội tốt cũng đúng hà diễm mai gật đầu liếc nhìn giang thần coi như cậu biết điều tự biết mình không xứng với sở sở trái lại đường sở sở trên xe lại tức giận cô nghiêm nghị mắng giang thần anh có ý gì giang thần cười nói không nói như vậy mẹ chúng ta liệu có chịu lên xe không lần này anh nhất định sẽ khiến mọi người nở mày nở mặt đồng thời cùng đến xem đường thiên long phạm sai lầm Audio điện tử võ tấn bền chương 36, đỉnh cao của cuộc sống Hà Diễm Mai leo lên xe, đám người của đường bác lại không có lên cùng mà lựa chọn quay về Giang thần lái xe chạy về phía quân khu Rất nhanh sau đó đã đuổi kịp đoàn xe của nhà họ đường Anh cũng không vội, chậm rãi lái theo sau đoàn xe Mặc dù nhà họ đường chỉ là gia tộc bậc trung nhưng vẫn có chút tiền của Người trong dòng họ đều lái xe sang, hơn nữa Liễu Sung cũng lái một chiếc xe sang của nhà họ Tòng tới giữ thể diện cho nhà họ Đường. Đoàn xe của nhà họ Đường rất hoành tráng, độ khoa trương cũng rất lớn. Mấy chục chiếc xe chạy, chiêng trống vang dội, vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là giải băng rôn treo ở phía trước đoàn xe lại rất đối bắt mắt, chuyện này khiến không ít người đi đường dừng lại lấy điện thoại ra chụp hình rồi đăng lên mạng, thật sự rất vang động. Nhà họ Đường đỉnh thật nha ở giang trung này có nhiều gia tộc lớn như vậy còn không có thư mời nhà họ đường lại nhận được một tấm còn không phải là tìm được một người con rể tốt đó sao có rất nhiều người xôn xao bàn tán đường thiên long ngồi trong chiếc xe benly nhìn tổng thể một lượt người qua đường lại có vẻ hài lòng nụ cười trên khuôn mặt già nua đó cũng không khép lại được mà người nhà họ đường cũng cảm thấy rất tự hào được tham gia lễ kế vị của tiêu giao vương chuyện này đồng nghĩa với việc nhà họ đường bọn họ đã được tiêu giao vương thừa nhận là một gia tộc siêu giàu có. Chồng, cảm ơn anh, đường mộng oánh vô cùng háo hức, nhịn không được lại chồng người tới hôn một cái lên mặt của Liễu Sung. Anh ta lái chiếc xe siêu xe Ferrari mượn được của nhà họ Tòng. Trên mặt lại rất đối đắc ý mà nói, mộng oánh, anh đã nói rồi, sẽ không khiến em mất mặt đâu. Sao hả, anh không có gạt em chứ, rất giữ thể diện cho nhà họ đường nha. Vâng đường mộng oánh kích động đến sắp khóc nhưng mà bố nói 5 triệu vẫn còn ít lắm về em phải nói với ông nội bảo ông nội cho thêm chút đỉnh nữa mộng oánh anh không phải có ý đó chồng à anh là người có ơn lớn đối với nhà em nhà em làm sao có thể để cho nhà họ liễu bỏ tiền ra được yên tâm đi vài ba chục triệu không thành vấn đề nhà họ đường em vẫn có thể chi ra được nghe thế liễu sung lại mừng rỡ ra mặt đoàn xe vùn vụt lướt qua tiếng chiêng trống không ngừng vang lên đinh tai nhức óc, người qua đường ở hai bên lề nhìn thấy đều xách điện thoại ra chụp lấy chụp để. Rất nhanh sau đó đã tới quân khu rồi. Buổi lễ kế vị còn chưa bắt đầu, mọi người cũng không làm hùng làm hổ, đều đang đứng đợi ở bên ngoài. Những người tới tham dự buổi lễ kế vị này đều rất tự biết chừng mực, chỉ một mình lái xe tới đây. Một vài nhân vật có tiếng tăm đang ngồi tụ lại ở bên ngoài quân khu tán dóc nói chuyện. Vào lúc này, từ phía xa lại truyền tới một trang âm thanh vang dội, còn có cả tiếng pháo. Bùm 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 vô cùng náo nhiệt. Mọi người men theo âm thanh đó nhìn qua, lại thấy một đoàn xe đang chạy tới, mà ở phía trước đoàn xe còn có treo giải băng rôn. Nhìn thấy cảnh này, mấy người tới tham dự buổi lễ kế vị của tiêu giao vương đều đồng loạt ngẩn người. Đoàn xe kia dừng lại ở bên ngoài quân khu. Đường Thiên Long xuống xe, ông ta chống gậy, vẻ mặt ngập tràn vinh quang ông ta tự cảm thấy bản thân mình quá đỉnh đạc cuối cùng cũng dẫn dắt nhà họ đường trở thành một gia tộc siêu giàu sau đó lại vô cùng hào hứng đi tới chào hỏi với vài nhân vật tầm cỡ ở đây tuy nói nhà họ đường chỉ là gia tộc bậc trung nhưng mà đường thiên long vẫn có quen biết mấy người trước cao vọng trọng ở đây chỉ có điều không mấy thân thiết mà thôi anh triệu là anh đó à anh cũng nhận được thư mời rồi à chắc là tốn không ít tiền rồi chứ nhỉ đây không phải là chủ tịch hội đồng quản trị công ty dược phẩm Hải Thiên sao? À xin chào tổng giám đốc Tôn, tôi là Đường Thiên Long của tập đoàn Đường Thị Vĩnh Nhạc. Đúng rồi, gần đây Đường Thị Vĩnh Nhạc của tôi vừa mới hợp tác với tập đoàn Thiên Quân đó. Đường Thiên Long vừa đi tới đã gặp mặt vài người quen cũ, nhưng không có chào hỏi thân thiết cho lắm. Nói xong còn lấy giấy mời của quân đoàn Tây Cảnh ra để cố ý khoe khoang. Người nhà họ Đường xôn xao đi xuống xe. Lúc này mỗi một bước chân của họ đều như lướt đi theo gió, cảm giác bản thân như đang chạm tới đỉnh cao nhất của cuộc sống này. Nhìn thấy thư mời trong tay của Đường Thiên Long, không ít người ở đây đều thoáng thay đổi sắc mặt. Đây là khách mời đặc biệt. Ở đây có rất nhiều nhân vật tầm cỡ. Bọn họ ít nhiều cũng rất hiểu về thư mời. Thư mời cũng có phân chia theo cấp bậc, cùng loại với nhau thì đều là ở những hàng ghế bình thường, chỉ có thể đứng ở phía sau cùng quan sát mà khách mời đặc biệt thì sẽ được xếp ở vị trí đầu tiên hơn nữa còn là được ngồi đường thiên long lấy thư mời dành cho khách đặc biệt ra đã khiến rất nhiều người kinh hãi nhà họ đường này chỉ là một gia tộc bậc trung thôi tại sao lại có được thư mời dành cho khách đặc biệt chứ chả trách sao lại khoe khoang rầm rộ lên như thế hóa ra là khách mời đặc biệt của tiêu giao vương rất nhiều người đang xôn xao bàn tán bọn họ đều cảm thấy mối quan hệ giữa nhà họ đường và tiêu giao vương không hề bình thường nếu không thì làm sao có thể nhận được thư mời dành cho khách đặc biệt chứ nên biết rằng người được mời ngồi ở hàng ghế khách đặc biệt đều là nhân vật tầm cỡ không phải ai có tiền cũng đều có thể ngồi vào được anh đường là anh sao gần đây khỏe chứ hả anh thiên long mười mấy năm rồi không gặp anh thật sự là càng ngày càng phong độ nha sau khi nhìn thấy thư mời đặc biệt trên tay của đường thiên long không ít mấy ông lớn đều đi tới chủ động chào hỏi nhìn thấy một bầy cá sấu lớn như này đều đang đi tới chủ động chào hỏi với mình đường thiên long cảm thấy rất vinh hạnh lúc này đây ông ta thậm chí còn cảm thấy mình như được gia nhập vào giới thượng lưu có thể chào hỏi nói chuyện với những con cá sấu to lớn lăn lộn trong xã hội thượng lưu như này mà người nhà họ đường ở đây cũng đều nở mày nở mặt cảm giác mình như đạt tới đỉnh cao của cuộc đời đoàn xe cuối cùng chạy tới giang thần và đường sở sở vẫn chưa xuống xe Hà Diễm Mai thấy cảnh này cũng cảm thấy hối hận, sớm biết thế đã không tới đây rồi. Bây giờ Đường Thiên Long đắc ý như vậy, thế nào cũng sẽ ca ngợi Đường Mộng Oánh. Hai, Mộng Oánh tìm được một người bạn trai tốt thật đó. Bà ta không khỏi cảm thán. Giang Thần phía này lại chẳng nói một câu. Anh đang đợi, đợi đến lúc bắt đầu vào trong. Bây giờ Đường Thiên Long được nâng lên cao bao nhiêu, một lát nữa đây sẽ rất thê thảm bấy nhiêu. Diệp Hùng cũng tới ông ta nhìn thấy thư mời đặc biệt trong tay của đường Thiên Long cũng không khỏi ngưỡng mộ, ngưỡng mộ người kia có một người cháu rể rất tốt. Ông ta đi qua hào phóng chào hỏi, ông cụ đường, có khỏe không? Đồng sự trưởng Diệp, đường Thiên Long được yêu ái lại vừa mừng rỡ cũng thoáng kính sợ, vội vàng vươn tay ra bắt tay với Diệp Hùng, rất mực nhiệt tình mà nói, đồng sự trưởng Diệp, thời gian này hợp tác với thiên quân thực sự khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Tôi hy vọng đường thị vĩnh nhạc có thể mãi được hợp tác với thiên quân. Đây là chuyện dĩ nhiên rồi." Diệp Hùng mở miệng nói. "Đúng rồi, mấy ngày nữa chính là đại thọ 80 tuổi của tôi, nếu Đồng sự trưởng Diệp có thời gian thì có thể." Đường Thiên Long còn chưa nói hết thì Diệp Hùng đã vội đồng ý nói, "Tới, nhất định sẽ tới." "Anh Đường." Lại thêm một âm thanh khác truyền tới. Ngay sau đó, một người đàn ông tầm 50 tuổi đi tới. Không ai xa lạ, chính là Trương Trường Thiên, người mà hôm qua đã ở biệt thự của Tiêu Nhược Thiên đây chính là một ông chủ của công ty dược phẩm tầm cỡ khối tài sản chỉ đứng sau tập đoàn thiên quân mà thôi biết được thân phận của giang thần bây giờ lại thấy đường thiên long cũng khiến ông ta có chút cả nể chú trương xin chào chú em chú vẫn khỏe ha đường thiên long bắt tay với trương trường thiên cười chào qua lại lúc này đây lần đầu tiên ông ta cảm thấy mình nở mày nở mặt trước đây đám người này đều coi thường ông ta bây giờ lại thay nhau chen chúc mà tới chào hỏi ông ta Đường Thiên Long cảm thấy rất biết ơn nhà họ Liễu. Người nhà họ Đường nhìn thấy cảnh tượng này lại bắt đầu quay sang Nịnh Hót Liễu Sung, quay đến người kia cảm thấy choáng váng đầu óc. Tổng giám đốc Đường, chào ông. Liễu Thiếu Huy của nhà họ Liễu cũng đi tới bắt tay với Đường Thiên Long. Ông ta cũng không ngờ Đường Thiên Long lại có quen biết với Tiêu Giao Vương. Người này đã nhận được thư mời đặc biệt rồi, bây giờ không nịnh bợ thì biết đợi tới khi nào nữa. Tổng giám đốc Đường, gia đình hai bên chúng ta thân thiết cứ định chuyện tương lai sớm chút đi. Chỉ bằng chờ sau khi buổi lễ kế vị này kết thúc, tôi sẽ dắt thằng con trai không ra tích sự gì của mình tới đính hôn với mộng oánh. Ha ha, được được, đường thiên long cười to. Giờ phút này chính là khoảnh khắc vinh quang nhất của ông ta từ lúc sinh ra tới giờ. Ông ta có cảm giác cuộc đời của mình chạm tới ngưỡng cao nhất, đã dẫn dắt nhà họ đường bước vào ranh giới của gia tộc siêu giàu rồi. Mà cũng đúng vào lúc này, cửa quân khu đang đóng chặt bóng được mở ra. Một vài quân nhân mặc chiến bảo đi ra đứng ở hai bên, một vị phó tướng đi ra nhìn mọi người đang đứng ở trước cửa ra vào lại mở miệng nói, "Buổi lễ kế vị đã sắp bắt đầu, mời các vị vào sân, mang theo thư mời đã đánh số mà tìm đúng vị trí của mình." Chương 37: Trèo cao, té đau. Ngũ Đại Quân khu trang hoàng lộng lẫy, hôm nay là ngày trọng đại của Ngũ Đại khu. Mỗi một thành viên chủ chốt của Ngũ Đại khu đều phải tham gia. Theo Lý mà nói, đây là chuyện riêng trong nội bộ người bên ngoài không thể tới xem được nhưng lần này tiêu giao vương kế nhiệm chức vị người đứng đầu của ngũ đại khu lại mở ra một ngoại lệ là chuẩn bị rất nhiều ghế và vị trí để người ngoài tới tham dự mỗi một thư mời được phát trên đó đều có đánh số là vị trí tương ứng để nhìn xem buổi lễ này vừa nghe được sắp nhập hội rồi tất cả mọi người đều tự giác nhường ra một con đường cho đường thiên long bởi vì ông ta là khách mời đặc biệt là vị trí ghế ngồi ở trước nhất có thể nói là ngồi ngang hàng với mỗi một vị đứng đầu của mỗi một quân khu kiểu người như này khẳng định là phải được đi vào sân đầu tiên rồi ơ ờ, đường thiên long có chút mơ hồ anh thiên long anh còn đứng ngơ ra đó làm gì đi thôi mãi cho tới khi có giọng nói truyền tới đường thiên long mới phản ứng lại được xảy ra chuyện gì vậy tôi đi đầu tiên ư thoáng một chút ngẩn ngơ ông ta lại bật cười lớn chống cây gậy ba tong đầu rồng mà ưỡn ngực hiên ngang đi vào cửa chính trước sự chứng kiến của rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn. Ngưỡng mộ thật, sau lần này, nhà họ Đường chính thức được phất lên rồi. Tôi dám bảo đảm trong vòng 3 năm tới nữa, sản nghiệp của nhà họ Đường chỉ ít cũng sẽ tăng thêm mấy chục lần. Rất nhiều người đang nhỏ giọng bàn tán với nhau. Mặc dù âm thanh khá nhỏ, nhưng Đường Thiên Long vẫn có thể nghe được. Với một người thích sĩ diện như ông ta, Tình huống như này thật sự khiến cõi lòng đam mê hư vinh ấy vô cùng thỏa mãn. Đường Thiên Long đi đầu tiên bước qua cửa chính, mấy người giàu có khác mới xôn xao đi qua xếp thành hàng, chờ đợi kiểm tra thư mời. Phó tướng nhìn thấy hàng ngũ đều đã xếp xong, cất cao giọng nói, "Trước tiên tôi xin nói vài điều, thứ nhất, sau khi vào trong thì men theo con đường nhỏ mà đi tới phía cuối của hội trường, dựa vào số đã được đánh dấu trên đất mà đứng cho đúng vị trí. Thứ hai, sau khi yên vị xong phải tuyệt đối giữ trật tự." Thứ ba, tuyệt đối không thể rời khỏi hội trường đầu tiên. Thứ tư, phó tướng nói rất nhiều quy tắc. Tất cả mọi người đều nghiêm túc ghi nhớ. Bắt đầu kiểm tra thư mời. Đường Thiên Long đi đầu đưa ra thư mời được thiết kế đẹp mắt, phó tướng nhìn thấy là thư mời đặc biệt đã lập tức đứng thẳng người, chào theo kiểu quân đội mà hô một tiếng, chào cấp trên. Chỉ một câu chào cấp trên này thôi đã khiến Đường Thiên Long bối rối. Mà đám người ở phía sau lưng ông ta lại bày ra vẻ mặt hâm mộ quả nhiên là có mối quan hệ rất thân thiết với tiêu giao vương nha, đến cả tướng của quân khu cũng tôn kính ông ta như thế. Đám người nhà họ đường đứng ở phía xa đó nhìn thấy cảnh tượng đó đều vô cùng đắc ý, vội vàng lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc vinh quang này. Sau khi chào xong, phó tướng mở thiệp mời ra, nhưng mà sau khi nhìn thấy tên ghi trên thư mời, sắc mặt của ông ta cũng lập tức chìm xuống. Thư mời này đúng là cấp trên đích thân gửi đi, nhưng mà ông ta cũng đã nhận được chỉ thị của cấp trên rồi nếu như người của đường Thiên Long tới thì không cho vào, hơn nữa còn phải đuổi ra ngoài. Phó tướng nhìn thấy chứ đường Thiên Long lại dặn dò mấy người chiến sĩ đứng bên cạnh đuổi ông già này ra ngoài. Rõ, hai người chiến sĩ đi tới, người bên trái kẻ bên phải lôi đường Thiên Long đi ra. Đường Thiên Long sửng sốt, sau đó lại hoảng loạn mà lớn tiếng nói, tướng quân, tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi có thư mời mà, mấy người làm gì vậy, ôi đau đường thiên long bị ném ra ngoài, ngã thật mạnh xuống đất. Cú quăng đó khiến ông ta thất điên bát đảo, nửa ngày trời cũng không có bỏ lên được. Cả đám người giàu kia nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Tình huống này là sao đây? Mới nãy còn cúi chào, sao chỉ trong nháy mắt lại ném người ra ngoài rồi? Người nhà họ đường cầm điện thoại quay phim chụp hình, nhìn thấy cảnh này cũng đều trợn mắt há hốc mồm, mất nửa ngày cũng không phản ứng lại kịp đến cả thư mời của tiêu giao vương cũng dám làm giả thật sự là điếc không sợ súng nhiệm tình ông vi phạm lần đầu nên bỏ qua cho ông nếu không thì tội này đáng để mất rồi rồi phó tướng lạnh lùng nói đường thiên long cũng không kịp nhớ tới cơn đau đớn trên người ông ta chật vật bò dậy nhìn về phía liễu thiếu huy lớn tiếng quát thiếu huy ông nói giúp tôi đi chứ thư mời này là ông đứng ra đảm nhận quân đoàn tây cảnh đích thân đưa tới nhà họ đường mà Liễu Thiếu Huy nghe thấy tướng quân nói thư mời của đường Thiên Long là giả, lúc này làm gì còn dám dính líu tới người kia nữa, chỉ mở miệng nói, đường Thiên Long, ông đừng có mà ngậm máu phun người, ông làm giả thư mời thì liên quan gì tới tôi. Đường Thiên Long hoảng loạn, hai mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, nhìn thấy được Liễu Sung lại chật vật đi tới kéo tay của anh ta, khẩn cầu, cháu rể, cháu nói giúp ông đi, nói giúp ông đi. Liễu Sung cũng hoảng rồi, anh ta làm sao biết mọi chuyện lại thế này chứ? anh ta nhanh trí, vội vàng nói, ông nội, có phải là ông đắc tội với nhân vật tầm cỡ nào ở trên rồi không, cháu xin cam đoan thư mời không phải giả. Nhất định là ông đắc tội với vị tai to mặt lớn nào đó rồi nên bây giờ mới bị đuổi ra ngoài. Ông, ông không có mà, đường thiên long khẩn trương đến sắp khóc rồi. À, cháu biết rồi, nhất định là do nhà họ đường mình đốt pháo rầm rộ ở ngoài khiến tiêu giao vương khó chịu. Ông nội, cháu đã nói rồi, chúng ta khiêm tốn một chút đi, nhưng mà ông lại muốn khoa trương như thế. Liễu sung vỗ chán nói. Đường Thiên Long cũng cảm thấy có lẽ là thế. Giây phút này, ông ta hối hận muốn chết rồi. Nếu biết như vậy thì đã không diễu võ dương oai như này rồi. Đám người trước đó còn tìm cách chào hỏi kéo gần mối quan hệ với đường Thiên Long nay cũng tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. Đoàn xe cuối cùng của nhà họ đường. Giang thần ngồi ở ghế tay lái. Đường sở sở ngồi ở ghế phụ ngó nhìn anh một cái, vẻ mặt đầy nghi hoặc, thần à, anh nói xem ông nội làm trò mèo chính là như này đúng không? Có phải anh đã biết từ trước sẽ xảy ra cớ sự này rồi không, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Giang thần cười nói, tối hôm qua anh không có lừa em, thật sự là anh đã dùng tới mối quan hệ của cấp trên nên quân đoàn Tây Cảnh mới tới nhà họ đường gửi thư mời. Không ngờ công lao lại bị người khác cướp mất, anh đã gọi cho cấp trên, bảo với cấp trên nói với quân đoàn Tây Cảnh là thư mời của nhà họ đường đã hết hiệu lực rồi ha ha con rể làm tốt làm tốt lắm hà diễm mai ngồi ở sau bật cười mặc dù người bị đuổi là bố bà ta nhưng bà ta lại thấy vô cùng hào hứng không khỏi khen gian thần ông già chết băm đó bảo thủ vô cùng người khác nói gì thì sẽ tin đó hừ cái gì mà nhà họ liễu đứng ra chứ tôi khinh dám cướp công lao của con rể tôi đáng đời lắm đường sở sở bày ra vẻ mặt cạn lời nói với bà ta mẹ đó chính là ông nội đó sao mẹ lại có thể nói ông như vậy? Ông nội thì đã làm sao, một người bảo thủ cứng nhắc, từ nhỏ đã chỉ cưng chiều đường hải, đường kiệt, có ngó ngàng gì tới bố con đâu. Bây giờ bị nhục nhã rồi, thấy ông ta như thế mẹ còn vui mừng không kịp ấy chứ, sao hả? Giang thần khẽ cười, nhưng người nhìn đường sở sở mà nói, sở sở, em muốn tới xem buổi lễ kế vị không? Hả? Đường sở sở sửng sốt, hỏi có thể, có thể tới được sao? thư mời của nhà họ đường đã không còn giá trị rồi mà giang thần cười hì hì vỗ tay vào vô lăng nói trước đó không phải đã có nói với em rồi sao xe mà anh lái là xe của một người có chức vụ rất lớn nói thế này cho em dễ hiểu nha cấp trên của anh có một người bạn thân là tài xế cho vị đó bây giờ vị đó lại không có ở giang trung anh đặc biệt xin cấp trên dùng mối quan hệ để thông qua được rồi chỉ cần anh lái xe qua đó quân đoàn tây cảnh nhất định sẽ cho qua thật sao đường sở sở có hơi nghi ngờ còn ngây ra đó làm gì đi thôi hà diễm mãi ở phía sau tin tưởng giang thần nhẹ vỗ đầu anh một cái nói vâng giang thần nở nụ cười chợt khởi động xe còn đặc biệt ấn còi một cái tinh vào lúc tất cả mọi người đều đang nhìn đường thiên long chật vật như một con chó chết bị ném ra ngoài chiếc xe cuối cùng của nhà họ đường bỗng vang còi tới sau đó lái qua tới hà diễm mai nhìn thấy giang thần thật sự lái xe qua bà ta lại kéo cửa kính xe xuống ngóc đầu nhìn cả đám người giàu có đang ở phía trước của mình. Cả đám người bọn họ đều trợn tròn mắt. Nhà họ đường này lại chơi trò gì nữa đây? Ở trước mặt nhiều quân nhân như thế mà ấn còi, còn lái xe tới. Hành động này là muốn lái xe vào trong quân khu ư. chương 38, nhất định sẽ cho mẹ nở mày nở mặt. Đường Thiên Long đang chìm trong sự hối hận, hối hận mình phô trương đến vậy, còn nổ pháo ngoài quân khu, khiến cho cấp trên bất mãn, lúc này mới bị loại bỏ tư cách tiến vào xem nghi lễ. Lúc này, có tiếng còi truyền đến, ngay sau đó, ông ta lập tức nhìn thấy Giang thần lái xe đến. Ông ta đang lo không tìm được chỗ chút giận đây. Ông ta chống gậy ba tong đi qua, bước đến trước xe, tức giận chống thẳng gậy ba tong, quát, đồ vô dụng, ngại bẽ mặt còn chưa đủ hả. Còn không mau lái xe đi chỗ khác cho tôi. Bíp, Giang thần nhìn đường thiên long đứng trước xe tức giận chửi, anh bấm còi xe, ra hiệu ông ta tránh ra. Hà Diễm Mai ló đầu ra, bố, bố làm sao thế này? Sao lại nhếch nhác như vậy? Trên người sao lại có bụi nữa? Đúng rồi, Giang thần nói có thể lái xe vào, bố đã lớn tuổi rồi, hay là lên xe, ngồi xe đi vào. Lời của Hà Diễm Mai khiến đường Thiên Long tức đến phát run. Bà ta cũng cố ý muốn khiến đường Thiên Long tức giận. Bởi vì bà ta biết, đường Thiên Long là người sỉ diện, sẽ không lên chiếc xe này cũng sẽ không tin lời bà ta nói đường lối đi qua quát mắng giang thần thằng vô dụng mày làm gì đấy muốn chết hả còn không mau cút xa ra mày có biết đây là nơi nào không hả còn dám lái xe đến đây mày có muốn chết thì cũng đừng liên lụy đến nhà họ đường đường hải cũng đi qua đến trước ghế lái muốn tát cho giang thần một tay nhưng giang thần đã kịp thời bấm cửa kính xe lên thần đừng làm loạn nữa ông nội đã chọc cho tiêu giao vương không vui, cứ tiếp tục làm loạn như vậy, sao chúng ta rời đi được. Đường sở sở cũng có hơi sợ hãi, đây là bên ngoài quân khu, hiện tại bên trong đó, ngoài tiêu giao vương ra, còn có không ít nhân vật lớn. Bíp bíp, giang thần lại lần nữa bấm còi, ra hiệu cho người nhà họ đường ở phía trước xe tránh ra. Sau khi Hà Diễm Mai nói một câu, thấy đường Thiên Long không lên xe, lúc này mới cười nói, con rể tốt, ông già ngoan cố này không lên xe, Tôi biết ông ấy sẽ không chịu lên mà, bây giờ cậu có thể lái xe đi vào rồi. Tôi cảnh cáo cậu, lần này cậu tuyệt đối đừng khiến tôi mất mặt, bằng không tôi sẽ không tha cho cậu. Còn một số người nhà giàu ở ngoài quân khu đều bày ra vẻ mặt xem kịch. Nhà họ Đường này quá hài hước rồi. Chuẩn bị một thiệp mời giả, còn làm trò phô trương đến thế, nào là chiêng trống, nào là dây pháo, cứ như là sợ người khác không biết. Bây giờ lại muốn lái xe đi vào, cái nhà này đều là kẻ ngốc à giang thần cũng không dám trực tiếp lái xe tông thẳng đường thiên long anh khẽ chuyển bánh sau đó né đường thiên long và những người họ đường ở trước đầu xe ra lái xe đi vào nhưng phía trước có không ít người đang đứng xếp hàng bíp bíp tiếng còi xe lại vang lên lần nữa hà diễm mai thò đầu ra quát mắng mắt mù hết rồi à không nhìn thấy có xe đi vào sao muốn chết hả mấy người nhà giàu đó đều là anh nhìn tôi tôi nhìn anh sau đó bày ra vẻ mặt xem hề, tự giác nhường ra một con đường. Đồ vô dụng, đường thiên long tức đến run người, nhấc gậy ba tong sông đến, đập mạnh lên cửa kính sau xe. Nhưng, ông ta không những không đập bể được cửa kính, ngược lại còn bị đẩy lùi mấy bước, cơ thể loạn choạng, ngã xuống mặt đất. Những người nhà họ đường đi qua đỡ đường thiên long dậy. Đường thiên long tức đến sắc mặt tái xanh, quát lên, mau, mau đi ngăn cái thứ vô dụng kia lại. Cậu ta muốn chết thì đừng liên lụy đến nhà họ Đường. Người nhà họ Đường ào ào chạy đi, tất cả đều đuổi đến, đứng trước đầu xe Giang Thần, cản đường anh, không cho anh tiến vào thêm nữa. Giang Thần, mày muốn chết à? Mày tìm đường chết thì cũng đừng có liên lụy đến nhà họ Đường. Mày lái chiếc Vi Linh Hong Quang là muốn làm gì? Tông Cổng Quân khu à? Người nhà họ Đường nhao nhao trách mắng. Cổng Quân khu có rất nhiều chiến sĩ mang vũ trang đầy đủ, còn có một phó tướng có cấp bậc rất cao nhưng những chiến sĩ đó lại đứng thẳng tắp không hề động đậy vị phó tướng kia cũng không đứng ra nói gì mà đi qua một bên lấy điện thoại ra lặng lẽ gọi đến một số nói nhỏ vương tôi đã quang đường thiên long ra ngoài rồi nhưng xe của hắc long đã đến bây giờ đang bị người nhà họ đường cản lại hình như nhà họ đường không biết thân phận của giang thần bây giờ xử lý thế nào làm tốt chức trách của mình là được đừng quá quan tâm vâng sau khi phó tướng gọi một cuộc điện thoại hỏi ý kiến của tiêu giao vương xong thì đứng đợi ở cổng cũng không bắt đầu kiểm tra thiệp mời cho vào mà đối diện với sự chỉ trách của người nhà họ đường giang thần cũng cạn lời tôi lái xe đi vào có liên quan gì đến mấy người chứ anh bấm cửa kính xuống thò đầu ra nhìn đám người đường lỗi đang mắng chửi đến hang say thậm chí còn trèo lên đầu xe anh bất đắc dĩ nói này các người đang làm gì thế hả các người không vào được đâu có nghĩa là tôi không vào được. Ai quy định nơi này không thể lái xe vào hả? Ngay lúc này, có một chiếc xe chạy từ xa đến. Đây là một chiếc hồng kỳ, biển số xe là Giang 00001. Nhìn thấy chiếc xe đó chạy đến, người nhà họ đường nháo nhào tránh ra, còn các chiến sĩ ở cổng thì chào theo nghi thức quân đội, sau đó cho vào. Giang thần nhìn thấy cảnh này, chỉ chiếc xe mới vừa vào, nói, mấy người xem đi, không phải có xe đi vào rồi đấy sao? Giang Thần, đầu mày bị kẹp cửa hả? Đường lối ngồi trên đầu xe hung hăng mắng chửi, đó chính là xe của ông lớn trong thành phố. Mày đây là xe gì? Mày nghĩ mày là ai? Mau cút xuống cho tao. Lúc này, trong lòng Hà Diễm Mai cũng có chút không chắc chắn, hỏi nhỏ con rể có được hay không thế? Giang Thần thề thốt nói, mẹ yên tâm đi, lần này nhất định sẽ để mẹ được nở mày nở mặt. Chắc chắn có thể lái xe vào, không lái vào được, con sẽ ly hôn với sở sở ly hôn cái đầu anh đường sờ sờ của ở mắng mà hà diễm mai lại lần nữa có lòng tin nhìn đám người nhà họ đường ở ngoài xe ánh mắt bà ta dừng lại trên khuôn mặt tức đến tái mét mặt mày của đường thiên long cười nói bố bố bị người ta đuổi ra ngoài sao không phải nhà họ liễu đã ra mặt để cho nhà họ đường nhận được một thiệp mời sao đây là có chuyện gì nếu không cho vào vậy thì lên xe của giang thần đi để giang thần đưa bố vào đồ vô dụng mất thể diện đường thiên long tức giận chửi to rồi lại quát lên kể từ bây giờ cả nhà đường bác không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ đường nữa mọi người đều tránh ra đi bọn chúng đã muốn tìm cái chết vậy thì để bọn chúng đi nghe thế người nhà họ đường mới nhường ra một con đường bọn họ đều ra bày dáng vẻ xem kịch nhìn đám người gian thần trên xe biểu cảm đó giống như là đang nhìn thằng hề những người nhà giàu khác đều đứng ở một bên cũng không nói gì chỉ có một ít người mới nhìn ra được một số manh mối. Giang thần lái xe đi về phía cổng chính. Nhìn chiếc xe đó, người chỗ cổng đứng thẳng tắp, chỉnh tề chào theo nghi thức quân đội. Giang thần cố ý bấm hạ cửa kính xe xuống, nhìn phó tướng đứng một bên, cười hỏi, này anh, tên là gì đấy? Vị phó tướng đó khẽ sừng sốt, lập tức đứng thẳng người, trả lời, thưa chỉ huy, tôi là phó tướng dưới trướng tiêu giao vương, tên là Hoác Đông. Hoác Đông à, rất tốt làm tốt bổn phận chức trách của mình trở về tôi sẽ nói vài câu tốt về anh trước mặt tiêu giao vương anh cứ trở thăng trước đi cảm ơn cấp trên cảnh này đã khiến không ít người khiếp sợ người nhà họ đường đều trợn mắt há hốc mồm giang thần lại lái xe đi vào quân khu dưới cái nhìn chăm chú của vô số con mắt đường thiên long phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo vừa đuổi vừa gọi cháu rể à đợi ông với đợi ông với nhưng ông ta lại bởi vì đi quá vội vàng trượt chân một phát, ngã sóng xoài ra đất. Đợi đến khi ông ta bò dậy được, xe của Giang Thần đã hoàn toàn đi vào trong quân khu. Ông ta muốn đuổi theo, nhưng lại bị chiến sĩ ở cổng cản lại. Làm gì, các người làm gì hả? Các người có biết là người đi vào trước đó là ai không? Đó chính là cháu rể của tôi đó. Đường Thiên Long đứng thẳng sống lưng. Quang ra ngoài, hoác đông lại lần nữa lên tiếng. Đường Thiên Long lại bị quang ra ngoài lần nữa chương 39, chút cơn thịnh nộ. Trước ánh mắt của rất nhiều người ở đó, Giang Thần lái xe tiến vào trong quân khu. Mà người nhà họ đường cũng hối hận đến phát điên lên được. Mới vừa nãy còn chế diễu mỉa mai, vậy mà trong nháy mắt Giang Thần đã lái xe đi vào trong, quan trọng hơn hết chính là thái độ của phó tướng đối với anh còn tỏ vẻ rất tôn kính. Lẽ nào, Giang Thần chính là nhân vật tầm cỡ? Bên trong quân khu, Giang Thần lái xe vào, lắc lư người nhìn đường sở sở, cười nói, "Sở Sở, anh không có gạt em đúng chứ?" "Thần, anh hãy nói thật với em đi, rốt cuộc anh là ai?" Đường Sở Sở nhìn Giang Thần hỏi. Giây phút này, cô lại càng thêm hoài nghi về thân phận của người này. Từ sau khi biết được Giang Thần, những chuyện xảy ra sau đó thật sự đều quá sức tưởng tượng của cô. Lần đầu tiên, Giang Thần đã chữa khỏi vết thương trên người của cô. Lần thứ hai, cô lại được một người tiếng tăm vang danh như Diệp Hùng đích thân tiếp đón. Lần thứ ba, ông chủ của Mỹ Vị Hiên là cổ giật hiên đích thân tặng thẻ gạch hội viên. Hôm nay, là lần thứ tư rồi. Những chuyện này, thật sự không thể nào tưởng tượng được. Giang thần giải thích, anh chỉ là một người lính thôi. Anh làm lính 10 năm, là dân lão luyện, có quen biết với vài vị tướng quân cũng là chuyện bình thường mà. Hơn nữa anh đã nói với em rồi, xe này là của sếp lớn, quân đoàn Tây Cảnh cũng không dám cản trở xe này được. Phó tướng đó tưởng người ngồi trong xe là cấp trên, tưởng rằng anh là tài xế của người trong xe này thôi. Hà Diễm Mai lại không có nghĩ nhiều như vậy. Trong mắt của bà ta, Giang Thần chỉ là một người lính quen, không tiền không cấp, không quyền không hạng. Nhưng mà, lần này anh đã làm rất tốt. Quá mức là hả giận. Ngay lúc này có một đoàn chiến sĩ vũ trang đi tới, bọn họ nhận ra xe của Giang Thần lại lập tức đứng ra một bên cúi chào, nhìn chiếc xe rời đi. Mãi cho tới lúc chiếc xe đi qua, những người chiến sĩ này mới chỉnh tề rào bước tiếp. Ha ha, quá ngầu luôn. Hà Diễm Mai cười đến không khép miệng lại được, hỏi con rể tốt à, mẹ có thể xuống xe chụp vài tấm hình được chứ? Giang thần kịp thời nói, hay là bỏ đi ạ, à? ngồi trên xe thì sẽ không sao, nếu bước xuống xe nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài. Nghe thế, Hà Diễm Mai cũng không đòi hỏi nữa. Giang thần lái xe thẳng tới hội trường tổ chức buổi lễ. Bên trong quân khu đã dựng sân khấu xong xuôi, bên dưới sân khấu được bày ghế sẵn, đã có khá nhiều người đang ngồi đó. Những người này đều mặc đồng phục quân đội, quân hàm cực cao. Giang Thần nhắc nhở, "Sở Sở, mẹ, chúng ta không có xuống xe nha. Nếu xuống xe nhất định sẽ bị đuổi, chúng ta cứ ở đây nhìn thôi. Còn nữa mẹ à, mẹ tuyệt đối đừng chụp hình, ở đây đều là nhân vật lớn cao cấp, nếu như mẹ chụp hình truyền ra ngoài sẽ bị phạm tội lớn đó." vậy còn nhìn cái gì chứ, chỉ bằng về nhà xem tivi sướng hơn. Hà Diễm Mai lập tức cảm thấy nhàm chán. Bà ta tới đây vốn là muốn chụp hình, sau đó up lên mạng xã hội khoe khoang một phen. Bây giờ Giang Thần lại nói không được chụp hình, bà ta cũng không còn hứng thú muốn xem nữa. Đường sở sở lại rất có hứng thú, bởi vì ở đây là ngay bên cạnh sân khấu, vừa hay có thể nhìn thấy cả sân khấu. Nhìn từ đây lại có thể quan sát được toàn bộ quá trình của buổi lễ kế vị của tiêu giao vương con rể, lái xe ra ngoài đi, mẹ muốn khoe với người nhà họ đường. Hà Diễm Mai mở miệng, mấy năm này bà ta gả vào nhà họ đường nhưng chưa từng nhận được sự yêu thương gì từ đám người đó. Mà đường bác cũng là một tên nhu nhược, bị đánh không đánh trả, bị mắng cũng không mắng lại. Bà ta đã nhịn đủ lắm rồi. Giang thần nhìn đường sở sở hỏi, sở sở, em muốn xem không? Đường sở sở nói, mẹ đã muốn về thì chúng ta cũng trở về thôi bây giờ buổi lễ còn chưa bắt đầu đâu cứ về xem tv phát trực tiếp cũng được rồi được giang thần khởi động xe quay đầu trở ra ngoài bây giờ đang bắt đầu kiểm tra thư mời có rất nhiều người giàu có đang đứng xếp hàng bên ngoài lúc này xe của giang thần lại lần nữa từ bên trong chạy ra con rể ấn còi đi cho mọi người chú ý tinh giang thần lập tức ấn còi cửa ra vào ở quân khu vô cùng yên tĩnh không ai dám nói gì giây phút này lại vang lên tiếng còi xe, chuyện này dĩ nhiên khiến rất nhiều người chú ý, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó lại khiến cả đám biến sắc. Sao, sao lại trở ra ngoài rồi? Chiến sĩ và phó tướng đứng ở chỗ cửa lập tức đứng thẳng người cúi chào. Chào cấp trên. Âm thanh nghiêm trang cất lên vang dội. Hà Diễm Mai ấn cửa kính xe xuống ngóc đầu lên, vẻ hưng phấn và tự hào trên mặt đều lộ lộ ra bên ngoài. Xe lái tới, mấy người giàu đang xếp hàng đó cũng tự động nhường ra một con đường. Hà Diễm Mai thậm chí là ngước đầu lên, vẫy vẫy tay với chiến sĩ đứng ở hai bên chào hỏi, chào mấy đồng chí, mấy đồng chí vất vả rồi. Dáng vẻ đó, khung cảnh đó, cũng trông giống hệt như một vị cấp trên. Xe đi ra khỏi quân khu, dừng lại trước mặt đám người nhà họ đường đang đứng ở trước cửa ra vào. Hà Diễm Mai mở cửa bước xuống xe. Bà ta ưỡn ngực, thần thái sang trọng, cảm thấy rất đối tự hào trên mặt bà ta nở một nụ cười sáng lạn, gọi bố, chúng ta về đi thôi, con đã đi bên trong tham quan một vòng rồi, cũng không có gì đặc sắc. Người nhà họ đường vẻ mặt của ai cũng đều u ám, im lặng không nói gì. Bọn họ sao lại không hiểu Hà Diễm Mai đây là đang có ý muốn khoe khoang chứ? Hà Diễm Mai nhìn đường mộng oánh đứng ở đó, không nhìn thấy liễu sung đâu nữa lập tức cất cao giọng, giả vờ khó hiểu hỏi, mộng oánh, bạn trai của con đâu rồi? Cậu cả nhà họ liễu đâu rồi? không phải là đứng ra chủ trì hoạt động lần này, nhận được một tấm thư mời đó sao? Lẽ nào thư mời đó thật sự là giả à? Lại còn nói là cậu cả nhà họ liếu, còn không có bản lĩnh bằng đứa con rể vô dụng nhà gì nữa. Sắc mặt đường mộng oánh tái mét, nghiến răng ken kết nhưng lại cũng không biết phải kháng như thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt đang nghiến răng nghiến lợi ấm ức đó của đường mộng oánh, Hà Diễm Mai cũng cảm thấy hả dạ. Cho mày ở đó mà đắc ý, dám cướp công lao của con rể tao, bây giờ ê trẻ rồi chứ. Bố, bố sao vậy, sắc mặt không được tốt lắm. Nào, ngồi vào trong chiếc vi linh hong hoang này của con rể con nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng mà ở trong xe không có máy lạnh, trời nóng như này cũng không biết bố có chịu đựng nổi không. Được rồi, đường hải đứng ra lạnh lùng quát, hà diễm mai, cô là có ý gì, thêm dầu vào lửa sao. Hà diễm mai lập tức chống nạnh, chỉ vào mặt đường hải mà mắng, anh giống cái gì mà giống, lúc nào cũng ỷ lại mình là con trải cả trong nhà, nắm được quyền hành lại không xem nhà tôi là cái thá gì cả. Cũng bởi vì nhà mấy người ở biệt thự, ở cùng với bố mới khua môi múa mép. Thư mời đó rõ ràng chính là nhờ vào mối quan hệ của con rể tôi lấy được, mấy người lại ám phần công lao về phần mình, còn mắng sở sở, mắng cả nhà chúng tôi. Hà Diễm Mai đã kìm nén cơn tức giận đã lâu rồi. Quả thật Giang Thần chỉ là một người lính mãn hạn trở về, không có tiền không có quyền, nhưng mà như vậy thì đã sao nó làm lính trong quân đội nó cũng có đồng đội có cấp trên tôi nói thật cho mấy người biết luôn chính là mấy người cướp lấy công lao của giang thần khiến nó tức giận nhịn không được mới gọi cho cấp trên của nó dùng mối quan hệ của cấp trên nó để báo với quân đoàn tây cảnh thư mời của nhà họ đường không có hiệu lực nữa đó nói ra hết mấy lời này hà diễm mai thấy hả giả rất nhiều bây giờ bà ta cũng không kịp quản chuyện đường thiên long nổi giận sẽ thu hồi cổ phần trở về bởi vì bà ta hiểu rất rõ cả nhà đường hải, một khi cả nhà bọn họ còn ở đó thì cổ phần của đường bác nhất định sẽ không thể cầm trụ được nữa, chẳng mấy chốc cũng sẽ bị thu hồi lại. Người nhà họ đường bị nói đến á khẩu, không thể trả lời gì được nữa. Đường Thiên Long lúc này mới tỉnh ngộ, vốn dĩ những lời mà Giang Thần đã nói trước đó đều là sự thật. Anh thật sự có thể lấy được thư mời, mà tấm thư mời đó cũng thực sự là bị anh dở cho tôi hồ đồ quá, tôi hồ đồ quá rồi, đường thiên long hối hận vỗ chán. Đường mộng oánh kịp thời chạy tới đỡ lấy ông ta, an ủi, ông nội, đừng nóng giận, đừng nghe bà ta nói nhảm nhí. Đúng vậy đó, đường lối cũng mở miệng nói, thư mời đó vốn dĩ là của Liễu Sung đứng ra lấy được, nhờ nhà họ Liễu chúng ta mới có được, cũng do chúng ta quá kiêu căng nên khiến người ở trên khó chịu. Hà Diễm Mai chính là nhân cơ hội để tạo xích mích mà thôi cô ta là bất mãn vì cổ phần bị thu hồi lại thôi. Người nhà họ đường chung một trí tuyến, mỗi người một câu đều là của trách Hà Diễm Mai. Hà Diễm Mai, cô thật sự quá đáng, nhanh đi tới xin lỗi bố đi. Hà Diễm Mai bày ra vẻ mặt khinh thường, xin lỗi. Ông ta đã trục xuất cả nhà tôi ra khỏi nhà họ đường, chúng tôi đã không còn là người nhà họ đường nữa, còn cần phải cảm thấy ái náy sao? Tôi nói cho anh biết, bà đây cũng có cần cổ phần, muốn thu hồi thì cứ thu hồi rời khỏi nhà họ đường bà đây cũng sống rất tốt mấy năm nay hà diễm mai đã chịu đựng đủ lắm rồi bây giờ bà ta cũng không thèm đếm xỉa vốn dĩ cũng không có coi đường thiên long ra gì nữa trong mắt bà ta người này chẳng qua chỉ là một ông già ham sĩ diện bảo thủ và hồ đồ mà thôi nói xong hà diễm mai leo lên xe nói con rể lái xe vào trong quân khu lượn thêm một vòng nữa à không lượn nhiều vòng vào để cho đường thiên long hối hận đi, hối hận vì đã trục xuất cả nhà chúng ta ra khỏi gia tộc. chương 40, thái độ thay đổi. Giang thần không ngờ rằng có ngày mình lại suy bại đến mức phải làm tài xế cho người khác. Nhưng, anh cảm thấy cách làm của Hà Diễm Mai thực rất hả giận. Anh lại lái xe vào khu quân sự. Đi vào, đi ra. Đi tới đi lui mấy lần, sắc mặt nhà họ đường tức giận đến xanh mét, cả người đều tức giận mà những nhà giàu khác lại như xem trò cười hoác đông cũng đành chịu đường đường là hắc long sao lại giống như nhân vật nhỏ chưa thấy qua sự đời thế này cơ chứ chuyện này mà truyền đến kinh đô thì mất hết mặt mũi còn gì nhưng giang thần cảm thấy thế này rất tốt những ngày tháng bây giờ thực sự là nhàn nhã tự do giang thần lại lái xe ra ngoài vừa định quay đầu lại đi vào đường sở sở kịp nhắc thần được rồi anh đang làm bọn họ trễ nải việc kiểm tra thư mời đấy Giang thần quay người nhìn Hà Diễm Mai, cười nói, mẹ, thoải mái không? Ha ha, thoải mái, cả người đều sướng hết cả lên. Hà Diễm Mai cười đến không khép miệng lại được. Hà giận lắm. Hôm nay là lần bà ta nở mày nở mặt nhất trong mấy chục năm qua. Quyền thế của cả năm quận lớn đến thấy bà ta, bà cảm thấy mặt mũi mình càng tăng gấp bội. Giang thần nói, nếu đã được rồi vậy thì con lái xe vào trả, đây cũng không phải của con. Nghe vậy, nụ cười trên mặt hà diễm mai cứng cả lại nhưng nghĩ đến chuyện giang thần đi mượn xe cho bà ta thêm thể diệt bà ta cũng không nói ra mấy lời móc miể nữa mở miệng nói được rồi về đi vâng giang thần lái xe dưới con mắt soi mói của nhà họ đường của quyền thế năm quận lớn nghênh ngang rời đi anh đưa đường sở sở cùng hà diễm mai về nhà sau đó lái xe đến đế vương cư để xe lại đó rồi bắt xe về nhà họ đường còn chưa vào cửa anh đã nghe thấy tiếng cười của Hà Diễm từ trong truyền ra. Ha ha, buồn cười chết đi được. Mọi người không thấy mặt người nhà họ Đường giống heo tới cỡ nào đâu, quá khôi hài. Mẹ, Giang Thần khinh suất, mẹ cũng hồ đồ theo cậu ta sao? Đường Tùng tức giận đến thở hổn hển nói, sao mẹ dám nói với ông nội như vậy? Khó khăn lắm mới có được một chút cổ phần công ty, bây giờ ông nội chắc chắn đang rất tức giận, lúc về chắc chắn sẽ thu lại chỗ cổ phần đó. Thu thì thu mặt hà diễm mai bất cần nói ông cụ vốn đã không chào đón đường bác ngại ông ấy không có tiền đồ không đặt ông ấy vào mắt thêm cả nhà đường hải nói sằng nói bậy bên tai ông cụ chuyện thu lại cổ phần là chuyện sớm muộn mà thôi hà diễm mai biết rõ nhà họ đường là loại như thế nào mẹ mẹ cũng thật là đây đều là tiền cả mẹ cũng đừng gây khó dễ cho tiền chứ mặt mày ngô mẫn có phần không hài lòng gần cuối tháng rồi đã đến lúc gia tộc chia cổ tức dù chỉ là 5%, nhưng thế này cũng nhiều lắm rồi. Bây giờ thì hay rồi, hớ cả. Cửa không khóa, Giang thần về đến. Con rể, con về rồi đấy à? Nào, ngồi, Hà Diễm Mai nhiệt tình chào hỏi. Bà ta đã nghĩ thông rồi, không có cổ phần thì không có cổ phần. Trong tay bà ta còn có chút tiền, định mở cho Giang thần một phòng khám. Bằng y thuật Giang thần cũng có thể kiếm sống. Đường tung, ngô mẫn sụ mặt, ánh mắt như sắp bùng cháy. Thần đường sở sở cũng đứng dậy, hơi nhích người nhường chỗ cho giang thần. Con rể, mẹ nghĩ kỹ rồi, trong tay mẹ vẫn còn hơn 2 triệu, là lần trước sở sở đưa, chúng ta mở phòng khám, mở hiệu thuốc, tự mình kiếm sống, cũng tốt hơn ăn nói khép nép ở nhà họ đường. Còn có ông nữa, đường bác, ông cũng đừng có đến vĩnh lạc làm nữa, tôi không tin rời khỏi nhà họ đường thì nhà chúng ta chết đói. Một, Giang thần liếc nhìn Hà Diễm Mai. Trước giờ anh luôn coi thường bà mẹ vợ này, cho rằng bà ta nắm quyền, trong mắt chỉ có tiền. Bây giờ xem ra cũng đều là do cuộc sống ép buộc. Giang Thần gật đầu nói, mở phòng khám thì không thành vấn đề, có điều, con nghe nói, một thời gian nữa trung tâm thương mại đô thị sắp thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đến lúc đó chúng ta mở phòng khám tại trung tâm thương mại đô thị mới xây dựng. Bốp. Hà Diễm Mai giơ tay vỗ vào trán Giang Thần, mắng, con biết chỗ đó là chỗ nào không, đó là khu cao cấp là muốn xây dựng một trung tâm tài chính thịnh vượng nhất cả nước, còn muốn tới đó mở phòng khám bệnh, chưa kể những việc khác, cho dù là phí vào cũng là con số trên trời đấy. Mặt Giang Thần tỏ vẻ vô tội xoa đầu. Phí vào sao? Anh chuẩn bị mua cả trung tâm thương mại, anh muốn mở phòng khám, ai dám thu phí vào cửa của anh chứ? Nhưng anh biết chuyện này không thể nói ra miệng được. Nếu anh nói với người nhà họ Đường là mình mua trung tâm thương mại thì chắc chắn sẽ bị xem là kẻ ngốc mà đối xử. Còn Đường Tùng nghe thấy Hà Diễm Mai định cầm tiền cho Giang Thần mở phòng khám, lập tức sốt ruột, vội nói: "Mẹ, thế này không được, ném tiền vào một tên ăn hại chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ, mẹ từng nói cho con tiền đổi xe sao lại đổi ý rồi?" "Mẹ, sắp đến ngày kỷ niệm ngày cưới của con và Tùng rồi, váy mẹ hứa với con thì sao?" "Được rồi." Hà Diễm Mai quát lên: "Không có tiền thì cũng đừng giả làm nhà giàu nữa, đổi xe gì mà đổi, mua váy gì mà mua." trong túi mình có bao nhiêu tiền còn không biết đếm sao, hơn nữa tiền đó vốn là của sở sở. Mẹ, mẹ thiên vị, con mới là con trai của mẹ, cậu ta chỉ là con rể mà thôi. Hà Diễm Mai vỗ vào trán đường tùng một cái, mắng con xem thử đường lối kia kia, đã là giám đốc bộ phận của Vĩnh Lạc rồi đấy, con xây chung nhìn thử đường dũng nhà đường kiệt xem, không đến Vĩnh Lạc làm mà tự thành lập xưởng gia công, thu nhập hàng năm hàng chục triệu, con nhìn lại con mà xem, có chút tiền đồ nào không. Đường Tùng bị mắng không dám cãi một câu, chỉ chừng mắt nhìn Giang Thần, trong mắt đều là oán hận. Đường sở sở thì cười không nói. Có thể thấy được mẹ nhìn nhận Giang Thần, cũng mừng rỡ trong lòng. Ngô Mẫn nhẹ kéo đường Tùng, nháy mắt với một cái, lập tức xin lỗi mẹ, bọn con biết sai rồi, không đổi xe, không mua váy gì nữa. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Hà Diễm Mai ngồi ở trên ghế salon, liếc nhìn đường Tùng, Quát, ngây ra đấy làm gì, đi mở cửa đi. Dạ. Đường Tùng lập tức đứng lên, đi mở cửa. Có mấy người đứng ở cửa. Cũng chẳng phải là ai khác, là Đường Thiên Long, Đường Hải, Đường Kiệt, còn có một vài thành viên quan trọng khác trong nhà họ Đường. Trên tay bọn họ còn mang theo cả quà cáp. Đường Hải cười hỏi, Tiểu Tùng là cháu à, bố mẹ cháu có nhà không? Trong phòng, truyền ra tiếng hỏi của Hà Diễm Mai, Đường Tùng, là ai đấy? Đường Tùng quay đầu đáp mẹ, là mấy người ông nội, bác cả với bác hai. Nghe vậy, Hà Diễm Mai lập tức đứng dậy, đi tới, vừa thấy người ở cửa, giọng điệu tràn đầy mỉa mai nói ơ, thật sự là khách quý ít gặp, cái nhà này của tôi mua biết bao nhiêu năm rồi mới thấy mấy người đến được một lần đấy, cái miếu nhỏ này của tôi không chứa nổi mấy tượng Phật lớn thế này đâu. Nói xong, bà ta chỉ ra bên ngoài cút. Diễm Mai, đừng như vậy, bọn anh và bố đặc biệt đến đây để xin lỗi đương hải kịp nói em xem bố cũng đã lớn tuổi như vậy rồi còn đích thân đến xin lỗi sao em có thể không cho ông vào nhà chứ chuyện này mà truyền ra ngoài người ta sẽ mắng các em bất hiếu đó mắng thì mắng những năm qua người ngoài mắng nhà tôi còn ít à hà diễm mai kiêu căng tử phụ nói sao hả biết giang thần có xuất thân lớn nên tới nịnh bợ à e là để mấy người thất vọng rồi nó là một binh lính đã xuất ngũ mà thôi còn là lính quen tuy rằng thủ trưởng của nó lợi hại Quen biết cấp tướng Tây Cảnh, nó có thể mượn xe một lần, tiếc là lại không mượn được đến lần thứ hai. Đường Thiên Long đích thân tới, có chủ ý gì, Hà Diễm Mai dùng chân đầu ngón tay cũng có thể đoán ra được. Cho dù đường Thiên Long có là bậc cha chú, Hà Diễm Mai cũng không nể chút mắt mũi nào. Audio điện tử võ tấn bền hết chương 40